ta muốn ngươi phải chết. Hai mắt Diệp Phàm như muốn nứt ra, gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp dùng hai tay tóm lấy thân thể Phong Vô Tích, xé hắn ta ra làm đôi. Phút, máu phun tung tóe ra đầy trời, trực tiếp nhuộm đỏ toàn thân Diệp Phàm, khiến hắn trông giống như một vị sát thần dưới địa ngục với sát khí ngút trời. Lúc này, các thiên tài trên võ đài đều âm thầm nuốt nước miếng khi nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhiều người không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Sức mạnh và sát ý mà Diệp Phàm vừa thể hiện ra quá đáng sợ, trực tiếp tạo ra một bóng ma sâu thẳm trên người họ. Những cường giả của các thế lực khác ở đây đều kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt khác nhau. Tam sư phụ, người chắc chắn sẽ không sao. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm một mình. Tuy rằng Phong Vô Tích nói Tam sư phụ đã chết, nhưng Diệp Phàm không thể chấp nhận sự thật này, Tam sư phụ của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Quỷ cốc. Lập tức, trong mắt Diệp Phàm tỏa ra tia sáng lạnh lẽo. Với thực lực của Phong Vô Tích thì căn bản không thể đối phó với Tam sư phụ được, mà nếu Tam sư phụ xảy ra chuyện gì, nhất định có liên quan đến quỷ cốc trong tiểu thế giới kia. Hắn muốn tìm ra quỷ cốc này, để điều tra rõ sự sống chết của Tam sư phụ. Nhưng trước đó, hắn phải giành được hạng nhất ở kim bảng và nhận được phần thưởng ở kim bảng trước rồi tính sau. Suốt. Đôi mắt khát máu của Diệp Phàm nhìn thẳng vào những thiên tài khác trên đài, lạnh lùng nói, còn ai muốn khiêu chiến với tôi không? Đối mặt với lời nói của Diệp Phàm, hiện trường hoàn toàn im lặng, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của những thiên tài kia đều là lóe lên, nhưng lại không dám nói một lời, sau khi nhìn thấy đối phương đáng sợ như thế nào mà còn dám khiêu chiến đối phương, thì thật sự là đang tìm đường chết. Vào lúc này, ngay cả thiên tài của các thế lực chúa tể lớn cũng im lặng. Nếu không có, thì tôi sẽ lấy vị trí đứng đầu kim bảng này, 9 vị trí còn lại, các người cứ tùy ý. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi muốn khiêu chiến anh. Lúc này, Tần Vô Trần của Côn Luân Tông trực tiếp bước ra ngoài, nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Suốt. Diệp Phàm liếc nhìn Tần Vô Trần, không chút vô nghĩa nói thẳng, ra tay đi. Bùm. Trong phút chốc, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể Tần Vô Trần. Thực lực của hắn ta đã đạt tới tích cốc cảnh tầng 9, chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp trở thành cường giả cảnh giới khai quang. Mọi người từ các thế lực khác nhau có mặt ở đây đều kinh ngạc khi nhìn thấy sức mạnh mà Tần Vô Trần bày ra. Thực lực của người ở tích cốc cảnh tầng 9 còn đáng sợ hơn những chủ nhân của các thế lực hạng nhất trong tiểu thế giới, mà đối phương chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã đáng sợ hơn những chủ nhân của các thế lực hạng nhất đó, tài năng này thực sự có thể nói là yêu nghiệt. Ngay sau đó, trong tay Tần Vô Trần xuất hiện một thanh kiếm này hoàn toàn màu đen, hoàn toàn tự nhiên, không cảm nhận được chút sắc bén nào từ lưỡi kiếm, nhưng lại tản ra khí thế khinh thường tất cả chúng sinh. Khi thanh kiếm xuất hiện trong tay Tần Vô Trần, khí thế của hắn ta đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng mạnh mẽ và sắc bén, khí tức càng đáng sợ hơn, có thể so sánh với cường giả cảnh giới khai quang. Thanh kiếm này thật mạnh. Những cường giả có mặt đều kinh ngạc khi nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tần Vô Trần. Thanh kiếm này trông có vẻ không hề đơn giản. Diệp Phàm nhìn thanh kiếm trong tay Tần Vô Trần, nhàn nhạt nói. Thanh kiếm này tên là Trạm Lô. Tần Vô Trần vung kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Vèo. Hắn ta vừa dứt lời, thanh kiếm này đã bay thẳng về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua. Trạm Lỗ. Hai mắt Diệp Phàm nheo lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm Trạm Lỗ này không phải là một trong 10 thanh kiếm nổi tiếng của Long Quốc sao? Không ngờ sau kiếm Thuần Quân, thì kiếm Trạm Lê cũng xuất hiện. Trong nháy mắt, thanh kiếm Trạm Lỗ đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đâm thẳng vào ngực hắn, nhưng hắn lại không hề cử động. Những người khác nhìn thấy Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích thì đều sửng sốt, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với hắn. Keng! Trong nháy mắt, Tần Vô Trần cầm thanh kiếm Trạm Lê đâm thẳng vào ngực Diệp Phàm. Theo lý luận thông thường thì thanh kiếm này sẽ trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể hắn, giết chết hắn chỉ bằng một đòn, nhưng điều mọi người không ngờ tới chính là khi thanh kiếm Trạm Lỗ đâm vào ngực Diệp Phàm thì lại phát ra âm thanh kim loại chói tai, không hề đâm xuyên qua cơ thể hắn. Suốt. Lập tức, sắc mặt Tần Vô Trần thay đổi, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Những người có mặt ở đây cũng đều kinh hãi, họ không ngờ thanh kiếm khủng bố của Tần Vô Trần lại không thể xuyên thủng cơ thể Diệp Phàm. Chẳng lẽ cậu ta có mặc linh giáp phòng ngự sao? Nhiều cường giả sôi nổi suy đoán. Linh giáp phòng ngự là một loại linh khí phòng ngự, giống như hộ giáp, trực tiếp đeo trên người có thể chống lại công kích của người khác. Tuy nhiên, linh giáp phòng ngự là cực kỳ hiếm thấy,
ở nơi mà luyện khí sư khan hiếm như gấu trúc này, đã không còn nhìn thấy sự xuất hiện của linh giáp phòng ngự nữa. Muốn khiêu chiến tôi, anh còn kém xa. Diệp Phàm nhìn Tần Vô Trần, lạnh lùng nói. Xoẹt. Một giây tiếp theo, bóng dáng Diệp Phàm lóe lên, né tránh thanh kiếm chạm lỗ của Tần Vô Trần, tiến tới gần hắn ta và tung ra một chưởng, lập tức đánh vào người hắn ta khiến toàn thân hắn ta bay ra ngoài. Tần Vô Trần vẫn đang trong cơn khiếp sợ, mặc dù phản ứng kịp thời nhưng cũng đã muộn. Phút. Một giây tiếp theo, Tần Vô Trần bị đập mạnh vào võ đài, điên cuồng hộc máu. Nhìn thấy thiên tài của Côn Lôn Tông mạnh mẽ như vậy lại bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, những thiên tài khác lại một lần nữa sửng sốt. Bọn họ cũng hoàn toàn từ bỏ ý định khiêu chiến Diệp Phàm, bao gồm thiên tài của cả ba thế lực lớn là Lang Gia Các Đan Môn, Trích Tinh Các đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kiêng dè. Diệp Phàm liếc nhìn bọn họ, trực tiếp đứng ở bên cạnh võ đài, trở thành một khán giả xem kịch. Mọi người, thời gian một nén nhang sắp kết thúc rồi, xin mời tiếp tục. Lúc này Huyền Cửu Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn những thiên tài khác và nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lập tức, những thiên tài khác trên võ đài bắt đầu ra tay, tranh giành 9 vị trí còn lại trên kim bảng. Trong lúc nhất thời, một nhóm thiên tài đang hỗn chiến với nhau trên võ đài, nhiều thiên tài còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một đám người đánh bay ra ngoài. Trong cuộc hỗn chiến như vậy, không có thực lực tuyệt đối thì không thể nào ở lại được, đương nhiên. Nếu may mắn không có người chú ý thì có lẽ có thể trụ lại được một thời gian. Chẳng bao lâu, trên võ đài chỉ còn lại hơn 10 vị thiên tài, ngoại trừ thiên tài của một số thế lực hàng đầu và thế lực chúa tể như Lang Gia Các, Đan Môn, Trích Tinh Các, Điện Thiên Âm, Pháp Tướng Tông, Chùa La Hán, Điện Thánh Dương và Ngũ Hành Tông thì chỉ còn lại những thiên tài của Thiên Điện và một số thế lực hạng nhất khác, và tất nhiên còn có Tần Vô Trần. Mặc dù Tần Vô Trần bị Diệp Phàm làm bị thương nặng, nhưng cũng không có người dám công kích hắn ta, thứ nhất là lo lắng đối phương còn có chiêu dự phòng, thứ hai là sợ đắc tội Côn Lôn Tông, ngoài ra Vân Tiêu cũng dựa vào thanh kiếm thuần quân để ở lại cho đến bây giờ. Những người còn lại hãy trực tiếp cút xuống đi, để chúng tôi khỏi mất công ra tay. Lúc này, thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn những thiên tài của các thế lực hạng nhất, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của các thiên tài của Thiên Điện và các thế lực hạng nhất khác lóe lên, cuối cùng vẫn rời khỏi võ đài. Hiển nhiên họ đều biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu, họ cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng, mà thay vào đó sẽ rơi vào kết cục bị thương nặng hoặc bị giết, vậy thì mất nhiều hơn được. Lúc này, ngoài Diệp Phàm ra, trên đài còn có 10 người, 10 người này hoặc là thiên tài của thế lực chúa tể hoặc là thiên tài của thế lực hạng nhất, chỉ có Vân Tiêu là ngoại lệ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức, ánh mắt của các thiên tài đều hướng về phía Vân Tiêu. Cậu thuộc thế lực nào? Thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn Vân Tiêu và khịt mũi lạnh lùng. Kiếm Các. Vân Tiêu cầm kiếm và nói với vẻ mặt thờ ơ. Kiếm Các. Nghe được hai chữ này, các thiên tài của Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông, Chùa La Hán và các thế lực lớn khác đều trở nên lạnh lùng. Hôm qua những cường giả trong tông môn của bọn họ đã chết thảm trong Kiếm Các, không ngờ hôm nay bọn họ lại gặp phải người của Kiếm Các. Không ngờ người của Kiếm Các các người còn dám xuất hiện ở đây. Vừa hay hôm nay tôi sẽ đòi lại một ít tiền lãi cho những người đã chết của Điện Thịnh Dương trước, giết cậu, sau đó tiêu diệt Kiếm Các. Thiên tài của Điện Thánh Dương nhìn Vân Tiêu, sắc mặt lạnh lùng hét lên. Bùm! Thiên tài của Điện Thánh Dương vừa bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, đang chuẩn bị tấn công Vân Tiêu thì một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta, trực tiếp đánh xuyên qua cơ thể anh ta, giết chết anh ta chỉ bằng một đòn. Phút! Thiên tài của Điện Thánh Dương phun ra một ngụm máu. Trừng mắt nhìn kẻ đã ra tay, chết không nhắm mắt. Mà người ra tay chính là Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi Diệp Phàm ngay lập tức giết chết thiên tài của Điện Thánh Dương, vẻ mặt của những người khác đều thay đổi, cường giả Điện Thánh Dương trên đài thậm chí còn tức giận hét lên, anh bạn trẻ, ý cậu là gì? Điện Thánh Dương của tôi có thủ gì với cậu? Tôi muốn giết ai thì giết, các người ngăn cản tôi được sao? Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường. Mà lời nói của Diệp Phàm trực tiếp khiến đám cường giả của Điện Thánh Dương tức giận, những người khác có mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ tên này thật sự rất điên cuồng kiêu ngạo. Được rồi, hiện tại một người đã chết, vừa hay đủ 10 người, cuộc thi có thể kết thúc. Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ nói. Hiện tại tôi tuyên bố, cuộc thi kim bảng lần này chính thức kết thúc, lúc này 10 thiên tài đang đứng trên đài chính là 10 người đứng đầu của kim bảng lần này, về phần người đứng đầu kim bảng lần này. Peter viết hoa. Huyền Cửu Thiên tuyên bố, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phàm, không biết nên gọi công tử như thế nào. Diệp Phàm.
Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người chiến thắng trong cuộc thi kim bảng lần này chính là Diệp Phàm. Huyền Cửu Thiên vừa dứt lời, trong thành Côn Lôn vang lên một tiếng động lớn, một tia sáng vàng bắn thẳng lên trời, tạo thành một vầng sáng vàng khổng lồ trong không trung, tản ra khí tức thần thánh. Chẳng bao lâu, vầng hào quang màu vàng này biến thành một cuộn giấy màu vàng, trên đó đột nhiên xuất hiện hai chữ kim bảng, toát ra khí tức đạo giáo tối cao. Tiếp theo, trên cuộn giấy này xuất hiện một cái tên màu vàng rực rỡ, chính là Diệp Phàm. Sau đó, 9 cái tên còn lại lần lượt xuất hiện, đều là tên của những thiên tài của các thế lực chúa tể và thế lực hạng nhất, tên Vân Tiêu của xuất hiện trên đó. Và đây là kim bảng. Lúc này, mọi sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào kim bảng. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào kim bảng này, hai mắt sáng ngời. Hắn cảm nhận được một sức mạnh thần bí và rộng lớn từ kim bảng này, sức mạnh đó rất mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy sâu thẳm khó dò. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, mỗi cái tên trong kim bảng đều bắn ra một tia sáng lao về phía người tương ứng. Khi ánh sáng của Diệp Phàm lao tới trước mặt hắn thì hóa thành 3 thứ. Lần lượt là một viên đan màu vàng tỏa ra hơi thở năng lượng mạnh mẽ, một viên tinh thạch trong suốt tỏa ra linh khí đậm đặc và một cuộn giấy trông rất cổ xưa. Đó là kim đan sao? Và cả linh tinh nữa. Kim đan và linh tinh trong truyền thuyết đã thực sự xuất hiện. Lúc này, những cường giả hàng đầu của những thế lực chúa tể như Đan Môn, Trích Tinh Các, Lang Gia Các đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy viên đan màu vàng và tinh thạch trước mặt Diệp Phàm. Về phần những người khác nghe được tiếng kêu của các cường giả của 3 thế lực chúa tể này thì đều sững sờ, nhiều người biết về sự tồn tại của kim đan và tinh linh, đều nhìn chằm chằm vào hai thứ này với ánh mắt ghen tị và cuồng si. Kim đan, đó là thứ mà chỉ có cường giả cảnh giới kim đan mới có thể sở hữu được. Sau cảnh giới dung hợp là cảnh giới kim đan, và một khi bước vào cảnh giới kim đan, thì trong cơ thể sẽ có thể ngưng tụ được một viên kim đan để tích trữ chân nguyên của mình. Vì vậy, kim đan này là nguồn sức mạnh của một cường giả tu hành và vô cùng quý giá. Và nếu một cường giả trong cảnh giới kim đan bị giết, thì kim đan trong cơ thể có thể bị lấy ra dùng, nhân cơ hội này để nâng cao thực lực. Viên đan màu vàng trước mặt Diệp Phàm chính là một viên kim đan. Nếu như một vị cường giả cảnh giới dung hợp có được viên đan này, thì có 90% cơ hội tiến vào cảnh giới kim đan, cho dù là những cường giả khác có được nó và luyện hóa thì cũng có thể giúp cho sức mạnh tăng vọt. Chỉ là trong tiểu thế giới ngày nay, thậm chí còn không thấy được một vị cường giả cảnh giới kim đan, chứ đừng nói đến việc lấy được kim đan trong cơ thể đối phương, cho nên khi viên kim đan này vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến những cường giả thế lực chúa tể phải chấn động. Ngoài ra, viên tinh thạch kia cũng không đơn giản. Nó là một viên linh tinh, mà linh tinh là phiên bản nâng cấp của linh thạch, linh khí ẩn chứa trong đó còn lớn hơn và tinh khiết hơn trong linh thạch. 10.000 viên linh thạch cực phẩm mới có thể sánh ngang với một viên linh tinh hạ phẩm. Chỉ là quá trình sinh ra của linh tinh cực kỳ dài, bây giờ trong tiểu thế giới căn bản không thể tìm được mấy viên linh tinh. Dù là kim đan hay linh tinh đều là vật quý hiếm trong tiểu thế giới, nhưng giờ đây nó lại xuất hiện ở đây và trở thành phần thưởng cho người đứng đầu kim bảng, cũng khiến mọi người hâm mộ và ghen tị. Còn cuộn giấy kia chắc chắn cũng không phải là một thứ đơn giản. Lúc này, vô số cường giả nhìn Diệp Phàm với nước mắt của sự hâm mộ. Mặc dù Diệp Phàm không biết về kim đan và linh tinh, nhưng hắn biết, hai thứ này có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. Phần thưởng của kim bảng này thực sự không tệ. Diệp Phàm không khỏi thở dài, nếu so sánh phần thưởng của 9 thiên tài còn lại với hắn thì kém xa. Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị cất 3 phần thưởng này đi thì có mấy bóng người từ xa xuất hiện, lao nhanh về phía này. Trong chớp mắt, một nhóm cường giả tích cốc cảnh, cảnh giới khai quang và thậm chí cả cảnh giới dung hợp đã xuất hiện ở đây. Những người này là điện chủ của Điện Thánh Dương, tông chủ của Ngũ Hành Tông, trụ trì của Chùa La Hán, điện chủ của Điện Thiên Âm và tông chủ của Pháp Tướng Tông, cũng như các trưởng lão và hộ pháp của từng tông môn. Bọn họ vừa xuất hiện ở đây đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Chàng trai trẻ, những cường giả của chúng tôi đã chết ở kiếm các hôm qua, có liên quan gì tới cậu không? Lúc này, tông chủ của Ngũ Hành Tông nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hỏi. Xá lợi của Phật Môn có phải đang nằm trong tay cậu không? Những người đứng đầu của 3 thế lực Phật Môn lớn nhìn Diệp Phàm và hỏi cùng một câu hỏi. Hôm qua tôi đã giết chết đám người ở kiếm các, xá lợi cũng ở trong tay tôi. Diệp Phàm nói thẳng, bùm, những lời này vừa nói ra, sắc mặt của những thủ lĩnh của các thế lực hạng nhất trở nên lạnh lùng, bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sao vậy,
Muốn giết tôi à? Diệp Phàm cong môi, không chút sợ hãi nói. Cậu đã giết nhiều người của chúng tôi như vậy, hôm nay cậu nhất định phải chết. Điện chủ của Điện Thánh Dương hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Điện chủ của Điện Thánh Dương hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ dựa vào các người thì chưa đủ tư cách để giết tôi. Diệp Phàm nhìn đám người này, khinh thường nói. Và lời nói của hắn giống như một quả bom lập tức kích nổ cơn tức giận trong lòng những cường giả hàng đầu này. Đúng lúc cuộc chiến sắp nổ ra, một giọng nói lạnh lùng nham hiểm truyền đến, cậu là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Ngay khi cuộc chiến lớn sắp bùng nổ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Diệp Phàm, cậu là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Diệp Phàm nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen cùng một nhóm thuộc hạ xuất hiện ở đây. Ông là ai? Tại sao ông lại biết tam sư phụ của tôi? Diệp Phàm nhìn người này, lạnh lùng quát. Tiêu Giao Tử là người của Quỷ Cốc, bản tọa là đại hộ pháp của Quỷ Cốc, đương nhiên phải biết. Người đàn ông mặc áo choàng đen hừ lạnh nói. Diệp Phàm nghe được đối phương nói, hai mắt nheo lại, trực tiếp nói, tam sư phụ của tôi đang ở đâu? Tiêu Giao Tử là người của Quỷ Cốc nhưng lại dám làm trái lệnh của cốc chủ Quỷ Cốc, bây giờ đã bị ném vào Quỷ Cốc luyện ngục, phải chịu hình phạt của luyện ngục suốt đời. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng hét lên. Nghe vậy, Diệp Phàm nheo mắt lại, thầm thở phào nhẹ nhõm, tam sư phụ thực sự chưa chết, nhưng bây giờ tam sư phụ đang bị nhốt, còn đang chịu hình phạt luyện ngục, mặc dù hắn không biết hình phạt luyện ngục là gì, nhưng từ cái tên cũng biết nó cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến sự tra tấn mà tam sư phụ đang phải chịu đựng vào lúc này, Diệp Phàm bộc lộ sát khí khổng lồ, như lũ tràn bờ đê không thể cản nổi. Diệp Phàm dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm đại hộ pháp của Quỷ Cốc. Sao các người dám bỏ giam giữ tam sư phụ của tôi, còn tra tấn ông ấy? Thì sao, không được à? Vẻ mặt đại hộ pháp của Quỷ Cốc lạnh lùng và kiêu ngạo nói. À, lúc này, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng tấn công về phía đại hộ pháp của Quỷ Cốc. Dầm! Đại hộ pháp của Quỷ Cốc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vung tay lên đánh ra một chưởng, đối đầu trực diện với đòn này của hắn, tiếng sấm rền vang lên. Bịch bịch bịch! Ngay lập tức, cả hai bên đều lùi về phía sau. Thực lực của đại hộ pháp Quỷ Cốc này đã bước vào dung hợp cảnh, cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại ra tay, sử dụng các chiêu thức công pháp khác nhau để tấn công về phía đại hộ pháp Quỷ Cốc. Rầm rầm rầm. Sau một loạt tiếng nổ lớn, đại hộ pháp của Quỷ Cốc trực tiếp bị thương, Diệp Phàm cũng bị tiêu hao khá nhiều lực lượng. Không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như vậy, Tiêu Giao Tử thực sự đã đào tạo được một đồ đệ tốt. Bây giờ bản tọa cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý hủy bỏ quan hệ thầy trò với Tiêu Giao Tử, tôi có thể để Quỷ Cốc nhận cậu làm đồ đệ, bây giờ Phong Vô Tích đã chết, cậu sẽ là thiếu chủ mới của Quỷ Cốc. Đại hộ pháp của Quỷ Cốc nhìn Diệp Phàm nói từng câu một. Diệp Phàm hoàn toàn không muốn nói nhảm với đối phương, hắn trực tiếp gọi ra Long Tỷ, dồn toàn bộ lực lượng vào trong đó, khiến Long Tỷ bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, từng đợt rồng gầm từ trong đó vang lên, cực kỳ chói tai. Phát ra long uy đáng sợ. Ngay lập tức, Diệp Phàm điều khiển Long Tỷ, lao thẳng về phía đại hộ pháp Quỷ Cốc. Phong Lôi Quyết. Biểu cảm của đại hộ pháp Quỷ Cốc thay đổi, ông ta trực tiếp kích hoạt sức mạnh tinh thần, điều động năng lượng phong lôi trong thiên địa, tạo thành một cơn lốc xoáy, còn xen lẫn những tia sấm sét, cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng đại hộ pháp của Quỷ Cốc vẫn là một thuật sĩ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Long Tỷ do Diệp Phàm kích hoạt đã va chạm mạnh với cơn lốc sấm sét được tạo ra từ năng lượng phong và lôi, tạo ra một tiếng nổ vang dội. Trong Long Tỷ, Cửu Long xuất hiện, vô cùng khí thế, trực tiếp tiêu diệt cơn bão sấm sét này. Phụt phụt, đại hộ pháp của Quỷ Cốc bị Long Tỷ đánh trúng ngay tại chỗ, cả người bay ra ngoài, đập xuống đất điên cuồng nôn ra máu. Với thực lực bây giờ của Diệp Phàm, cộng thêm Long Tỷ, ngay cả cường giả dung hợp cảnh cũng khó có thể ngăn được một đòn tấn công của hắn. Tuy nhiên, uy lực của Long Tỷ càng mạnh thì năng lượng cần càng lớn, một đòn vừa rồi đã trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa lực lượng của Diệp Phàm. Vào lúc này, tất cả những người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Diệp Phàm đi về phía đại thủ hộ Quỷ Cốc với khuôn mặt lạnh lùng. Đại hộ pháp. Sắc mặt của đám người Quỷ Cốc đi theo đại hộ pháp đều thay đổi, tất cả đi đến bên cạnh đại hộ pháp, đỡ lấy ông ta. Rút lui. Đại hộ pháp nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt u ám. Trực tiếp hét lên. Một đám người bỏ chạy tại chỗ, Diệp Phàm đang định đuổi theo thì bị thủ lĩnh của thế lực đỉnh cấp ngăn cản. Giao Xá Lợi ra đây.
tông chủ của Pháp Tướng Tông nhìn Diệp Phàm và hét lên. Đền mạng cho những người đã chết trong Điện Thánh Dương đi. Điện chủ Điện Thánh Dương giận dữ hét vào mặt Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm giận dữ hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này, tông chủ của Pháp Tướng Tông siết chặt tay, lực lượng Phật đạo bộc phát, ngưng tụ thành một Pháp Tướng Kim Thân trong không trung, trực tiếp đè ép về phía Diệp Phàm. Trụ trì La Hán tự cũng niệm Phật quyết, toàn thân ông ta phát ra ánh sáng vàng chói mắt, như thể thật sự hóa thân thành La Hán trong thiên địa, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Về phần điện chủ của Điện Thiên Âm thì vung hai tay lên, lập tức hóa thành nghìn tay, giống như thiên thủ quan âm ngàn tay, đồng thời tấn công Diệp Phàm. Sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi giữa Diệp Phàm và đại hộ pháp của quỷ cốc, ba thủ lĩnh của thế lực Phật môn đỉnh cấp này sẽ không chiến đấu một mình, mà ba người hợp lực cùng tấn công Diệp Phàm, muốn chiếm lấy xá lợi. Lúc này Diệp Phàm đã tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, không thể kích hoạt Long Tỷ được nữa, hắn chỉ có thể dựa vào nhân đạo hộ giáp và lực lượng còn lại của mình để chống lại đòn tấn công của ba đại lão Phật môn này. Rầm rầm rầm, một loạt âm thanh như sấm sét vang lên. Cơ thể Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, nôn ra máu, về phần ba đại lão Phật môn kia cũng lùi lại mấy bước. Đỡ được một đòn từ thủ lĩnh của ba thế lực Phật môn đỉnh cấp mà vẫn còn sống, sức chiến đấu của tên này đúng là rất mạnh. Các cường giả khác đều nhìn Diệp Phàm cảm thán. Tên này không thể giữ lại, chúng ta cùng lên đi. Điện chủ Điện Thánh Dương nhìn thấy thực lực kinh khủng của Diệp Phàm, e dè nói. Ông ta vung tay lên. Một ngọn lửa bùng cháy khắp người ông ta, giống như mặt trời giáng xuống, lao vào tấn công Diệp Phàm. Tông chủ của Ngũ Hành Tông cùng với các thủ lĩnh của thế lực đỉnh cấp khác cũng đồng thời ra tay, tấn công Diệp Phàm. Bọn họ đã có thù với Diệp Phàm từ lâu, bây giờ đối phương càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng khơi dậy ý định giết người của những thủ lĩnh thế lực đỉnh cấp này. Dù sao thì với thiên phú của Diệp Phàm, một khi để hắn trưởng thành, sau này sẽ dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Cho nên hắn phải chết trước khi hắn thực sự trưởng thành. Ngay khi Diệp Phàm vừa đỡ được một đòn từ ba thủ lĩnh của thế lực Phật môn lớn, lại bị thủ lĩnh của các thế lực đỉnh cấp khác tấn công. Đến đây đi! Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm điên cuồng, ánh mắt khát máu hét lên. Đối mặt với sự tấn công của những thủ lĩnh thế lực đỉnh cấp này, Diệp Phàm không hề né tránh mà lao về phía trước. Trong tiếng nổ vang trời, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đập mạnh xuống đất và nôn ra máu. Mặc dù có nhân đạo hộ giáp bảo vệ cơ thể, nhưng Diệp Phàm đã mất đi toàn bộ lực lượng, nhân đạo hộ giáp cũng không thể thay hắn ngăn cản quá nhiều lực lượng, chỉ có thể bảo đảm hắn sẽ không chết. Thằng nhóc, không cần cố chống đỡ nữa, sức lực của cậu đã cạn kiệt, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi. Điện chủ Điện Thánh Dương nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. A-di-đà Phật, thí chủ, xin hãy giao xá lợi ra, có lẽ chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Trụ trì La Hán tự chắp tay trước ngực, niệm Phật, nói với Diệp Phàm. Muốn giết tôi, không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Phàm cố gắng đứng dậy từ trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu, hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Còn cứng họng à, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu. Điện chủ Điện Thánh Dương gào lên, đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Đợi đã. Huyền Cửu Thiên, tông chủ Côn Lôn Tông đột nhiên lên tiếng. Điện chủ Điện Thánh Dương dừng bước. Nhìn về phía Huyền Cửu Thiên, Huyền Tông Chủ, có chuyện gì sao? Ông không thể giết hắn. Huyền Cửu Thiên trầm giọng nói. Ông có ý gì? Điện Chủ Điện Thánh Dương nhíu mày nhìn Huyền Cửu Thiên. Người đứng trước mặt ông là chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh, tất nhiên ông không thể giết hắn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng có hoa văn ngôi sao xuất hiện, đôi mắt ông ta tỏa ra ánh sáng thâm thúy. Các chủ! Người của Trích Tinh Các có mặt ở đây nhìn thấy người này thì cung kính hô to, đối phương chính là Trử Thiên Huyền, các chủ của Trích Tinh Các. Vừa nghe thấy lời nói của Trử Thiên Huyền, mọi người có mặt ở đây đều giật mình. Trước đó, trong tiểu thế giới có tin đồn rằng chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh đã xuất hiện, một số lượng lớn thế lực đang xôn xao tìm kiếm chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh này, muốn tiêu diệt hắn, để tránh việc bị đối phương kiềm chế trong tương lai. Nhưng không ai có thể tìm được chủ nhân mới của Tử Vi Đế Tinh này, không ngờ đối phương lại thực sự xuất hiện ở đây, trở thành người đứng đầu kim bảng. Vào lúc này, tất cả mọi người chợt hiểu ra, lập tức hiểu được vì sao chàng trai trẻ lại có thiên phú kinh khủng như vậy, thì ra là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh. Tử Vi Đế Tinh là đế tinh sáng chói nhất trong thiên địa, những người có mệnh cách Tử Vi Đế Tinh đều là đế vương thật sự, trên người mang theo khí vận,
tương lai đã định sẵn sẽ trở thành đế vương nắm quyền trong thiên hạ. Đây chính là nguyên nhân tại sao tất cả thế lực đều e dè chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, bởi vì bọn họ không muốn phục tùng người khác, bị người khác khống chế. Cậu thực sự là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh? Điện chủ Điện Thánh Dương kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Nói nhảm nhiều quá, muốn làm gì thì làm đi. Diệp Phàm không khách sáo nói. Cậu là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, vậy càng đáng chết. Điện chủ Điện Thánh Dương lạnh lùng nói, liếc mắt về phía Trừ Thiên Huyền và Huyền Cửu Thiên, chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh giáng thế, tương lai chắc chắn sẽ cưỡi lên đầu chúng ta, ép chúng ta nghe theo lệnh của hắn, chẳng lẽ hai người muốn thua kém người ta, bị người khác khống chế sao? Hắn? Đúng vậy, hắn là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, hắn phải chết. Trước khi Trừ Thiên Huyền nói xong, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm quang sắc bén đáng sợ giáng xuống, khiến trong lòng tất cả mọi người có mặt đều run lên. Sau khi kiếm quang tan đi, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng với nước da xám xanh xuất hiện ở đây, toát ra kiếm uy khủng bố, ông ta là Cát Vạn Sơn, tông chủ của Vạn Kiếm Tông, một thế lực chúa tể trong tiểu thế giới. Vào lúc này, ánh mắt Cát Vạn Sơn lạnh lùng, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cát tông chủ, ông cũng muốn ra tay với hắn à? Trừ Thiên Huyền nhìn Cát Vạn Sơn nói. Đúng vậy, tên này đã giết con trai tôi, hắn không chết thì ai chết? Vẻ mặt Cát Vạn Sơn ngang ngược lạnh lùng hét lên, thiên kiêu của Vạn Kiếm Tông mà Diệp Phàm đã giết trước đó là con trai của ông ta, cho nên ông ta mới tức giận như vậy. Khi cơn giận của Cát Vạn Sơn bùng cháy, trên người ông ta bộc phát uy thế khủng khiếp, đè ép về phía Diệp Phàm. Phụt! Lập tức, Diệp Phàm bị áp chế nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Thực lực của tông chủ Vạn Kiếm Tông này cực kỳ đáng sợ, ông ta đã vượt qua dung hợp cảnh, đạt đến kim đan cảnh. Trong tiểu thế giới, cường giả kim đan cảnh tuyệt đối là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp, thực lực vô cùng mạnh, cường giả dưới kim đan cảnh không thể đỡ được. Cát tông chủ, Trừ Thiên Huyền, nếu hôm nay ông muốn bảo vệ hắn, thì đừng trách Vạn Kiếm Tông tôi khai chiến với Trích Tinh Các của các người. Lúc này, Trừ Thiên Huyền nhìn Cát Vạn Sơn muốn nói gì đó nhưng bị đối phương lạnh lùng quát. Hắn đã giết con trai tôi, hắn phải chết. Cát Vạn Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ánh mắt đầy sát khí. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, nếu bây giờ cậu đồng ý gia nhập đan môn của tôi có thể cứu mạng cậu. Vào lúc này, môn chủ đan môn xuất hiện ở nơi này, nhìn Diệp Phàm nói. Gia nhập Lang Gia Các, không ai có thể đụng đến cậu. Ngay lập tức, lại một giọng nói khác vang lên, một người đàn ông mặc áo bào trắng, dáng vẻ oai phong đi tới, hắn ta là phó các chủ của Lang Gia Các. Các người, Cát Vạn Sơn nhìn chủ nhân đan môn và phó các chủ Lang Gia Các. Vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đầy tức giận, nhưng lại không thể phản bác được. Mặc dù ông ta có thể không để ý đến Trích Tinh Các, nhưng Đan Môn và Lang Gia Các thì một bên là sự tồn tại có thể sánh ngang với Côn Lôn Tông trong tiểu thế giới, một bên là nguồn cung cấp đan dược cho tất cả các tông môn trong tiểu thế giới nhỏ. Cát Vạn Sơn không thể đắc tội với hai người này. Các người nói nhiều quá, một là đánh hai là cút. Diệp Phàm thờ ơ với sự mời gọi của Lang Gia Các và Đan Môn, ngược lại tức giận hét lên. Các người đã nghe thấy chưa? Tên này không muốn gia nhập tông môn của các người. Cát Vạn Sơn nhìn môn chủ đan môn và phó các chủ của Lang Gia Các, lạnh lùng nói. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, nếu hôm nay cậu không gia nhập đan môn của tôi, cậu nhất định sẽ chết. Môn chủ đan môn nhìn Diệp Phàm nói. Cậu thật sự muốn chết à? Phó các chủ Lang Gia Các nhìn Diệp Phàm, trầm giọng hỏi. Tôi không muốn chết, không ai có thể giết tôi được. Diệp Phàm lại hét lên. Cuồng vọng. Vẻ mặt của Cát Vạn Sơn, tôn chủ Vạn Kiếm Tông lạnh lẽo, ông ta vung tay lên, tạo ra một đạo kiếm quang sắc bén, chém thẳng về phía Diệp Phàm. Là một cường giả kim đan, một đòn tùy ý này của Cát Vạn Sơn đủ để dễ dàng giết chết bất kỳ cường giả nào dưới kim đan, huống chi là Diệp Phàm đang cạn kiệt sức lực. A! À, Diệp Phàm tức giận gầm lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh tinh thần của hắn bộc phát, triệu hồi các loại năng lượng từ thiên địa. Đối đầu trực diện với một đòn này của đối phương. Rầm rầm rầm. Vào lúc này, 10 loại năng lượng của thiên địa bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ám, quang đều giáng xuống, tạo thành một uy thế đáng sợ. Cái này, những người khác khi nhìn thấy cảnh này đều vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh còn là một thuật sĩ, lại có sức mạnh tinh thần mạnh đến mức có thể điều khiển nhiều năng lượng của thiên địa cùng một lúc.
Môn chủ đan môn nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia sáng, kinh hãi nói. Là một luyện đan sư, quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần, chỉ cần có sức mạnh tinh thần cường đại, mới có thể kiểm soát chính xác nhiệt độ của ngọn lửa luyện đan, luyện chế ra đan dược xuất sắc. Là chủ của tông môn luyện đan duy nhất còn sót lại trong tiểu thế giới này, cũng là một cường giả kim đan cảnh, môn chủ đan môn tự nhận thấy sức mạnh tinh thần của ông ta đã đủ mạnh, nhưng so với Diệp Phàm, ông ta vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Nếu tên này có thể bước vào phân thần cảnh, chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành linh thức, e rằng linh thức có thể đạt đến trình độ đáng sợ. Phó các chủ Lang Gia Các nhìn Diệp Phàm, lẩm bẩm một mình. Ầm ầm. Lúc này, một kiếm của Cát Vạn Sơn và 10 loại năng lượng lớn trong thiên địa của Diệp Phàm va vào nhau, sấm sét cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng lan rộng ra, tạo thành một sức mạnh hủy diệt. Lúc này, những cường giả khác cũng ra tay ngăn cản năng lượng này lan rộng. Dưới đòn này, Diệp Phàm lại lùi về phía sau, lại nôn ra máu, nhưng lại chặn được một kiếm của Cát Vạn Sơn. Quả nhiên là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, tôi đã xem thường cậu. Nhưng tiếp theo đây, cậu sẽ không may mắn như vậy nữa. Cát Vạn Sơn nhìn Diệp Phàm, hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Vạn kiếm quy tông. Đột nhiên, Cát Vạn Sơn hét lên, vung hai tay lên, kiếm quang từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra, hóa thành hàng nghìn thanh kiếm sắc bén, đồng thời lao thẳng về phía Diệp Phàm. Hàng ngàn thanh kiếm sắc bén cùng chém tới, chiến trận cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó, những thanh kiếm bay trên bầu trời đột nhiên hợp nhất thành một thanh kiếm khi chỉ cách Diệp Phàm 1 mét. Uy lực của thanh kiếm này cực kỳ khủng khiếp, giống như kiếm của thiên đạo, chém về phía Diệp Phàm mà không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Những cường giả có mặt ở đây khi thấy cảnh này đều vô cùng khiếp sợ. Chiêu này là tuyệt kỹ của Vạn Kiếm Tông. Với thực lực của Cát Vạn Sơn, cộng thêm tuyệt kỹ của Vạn Kiếm Tông, rõ ràng là không cho Diệp Phàm bất kỳ con đường sống nào. Là một cường giả kim đan, mà lại ra tay độc ác với hậu bối như vậy, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, vang vọng khắp thành Côn Lôn. Ngay lúc tông chủ của Vạn Kiếm Tông thi triển Vạn Kiếm Quy Tông dục để giết Diệp Phàm, thì chợt có một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đường đường là cường giả kim đan cảnh lại có thể ra tay tàn nhẫn với một tiểu bối như vậy, ông không thấy xấu hổ sao? Soạt. Đi theo giọng nói này là một bàn tay khổng lồ từ trong hư không giáng xuống, chứa đựng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp rồi lập tức đập nát thanh kiếm thành từng mảnh. Keng! Khi kiếm bị phá hủy, thân thể Cát Vạn Sơn khẽ run rẩy, lùi lại về sau vài bước, hộc ra một ngụm máu. Lúc này ông ta phát hiện một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt Diệp Phàm, bàn tay vừa rồi cũng chính là của người đàn ông này. Viên Phong, tại sao ông lại ở đây? Ông có ý gì? Cát Vạn Sơn nhìn người đàn ông rồi hét lên giận dữ. Những người khác đều kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, ông chính là Viên Phong thành chủ thành Thiên Vẫn. Thành Thiên Vẫn là thành trì chỉ đứng sau thành Côn Lôn trong tiểu thế giới, với tư cách là thành chủ thành Thiên Vẫn, thực lực của Viên Phong đương nhiên không hề đơn giản. Chỉ là không ai nghĩ rằng thực lực của ông lại mạnh như vậy, một trường có thể phá giải tuyệt kỹ của tông chủ Vạn Kiếm Tông, chứng tỏ thực lực ít nhất cũng phải là kim đan cảnh. Điều quan trọng nhất là tại sao Viên Phong lại đắc tội với tông chủ Vạn Kiếm Tông để giúp đỡ Diệp Phàm. Tuy rằng Thành Thiên vẫn hùng mạnh nhưng vẫn kém xa thế lực chúa tể của Vạn Kiếm Tông, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Lúc này hơi thở của Diệp Phàm rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Phong, không biết hắn đang nghĩ gì. Cát Vạn Sơn, ông còn hỏi tôi có ý gì à, đường đường là một tông chủ lại ra tay với một tiểu bối, ông không thấy xấu hổ sao? Viên Phong lạnh lùng. Soạt. Sắc mặt Cát Vạn Sơn tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào Viên Phong, bổn tông chủ ra tay với ai, từ khi nào đến lượt ông can thiệp vào vậy. Nhưng ông cũng đã khiến bổn tông chủ được mở rộng tầm mắt. Không ngờ ông cũng là một cường giả kim đan cảnh, che giấu tốt thật đấy. Khó trách Vạn Kiếm Tông các người đều phải luyện kiếm, hóa ra đều hèn hạ như vậy. Viên Phong hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Nghe thấy lời mỉa mai của Viên Phong, Cát Vạn Sơn rất tức giận. Ông ta liền vung tay, tất cả kiếm trong tay thành viên của Vạn Kiếm Tông đều được rút ra khỏi vỏ, dưới sự điều khiển của ông ta, những thanh kiếm nhanh chóng lao thẳng về phía Viên Phong. Bùm! Viên Phong liền đấm một cú, những thanh kiếm liền gãy nát. Đùng 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 đùng! Trong nháy mắt hai người đã lao vào tấn công đối phương, sức mạnh chân nguyên không ngừng va chạm vào nhau, chiến đấu rất khốc liệt. Bùm! Chẳng bao lâu cả hai đã giao chiến hơn 100 chiêu, khi một tiếng sấm chói tai vang lên. Hai người mới tách ra rồi lùi về sau.
Lúc này sắc mặt của Cát Vạn Sơn tái nhợt, thở hổn hển, năng lượng đã tiêu hao rất nhiều, còn Viên Phong tuy rằng cũng đã tiêu hao khá nhiều năng lượng nhưng vẫn tốt hơn Cát Vạn Sơn. Viên Phong, hôm nay ông nhất định phải cứu tên nhóc con này sao? Cát Vạn Sơn lạnh lùng hét lên. Tôi khá xem trọng vị huynh đệ này, cho nên hôm nay tôi phải bảo vệ cậu ấy. Viên Phong nhàn nhạt nói. Tại sao các ngươi còn đứng đó? Lẽ nào các ngươi cũng muốn bỏ qua tên nhóc con này? Nếu như bỏ qua thì các ngươi hẳn là biết rõ hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này, Cát Vạn Sơn nhìn về phía những thủ lĩnh của thế lực chúa tể và thế lực đỉnh cấp rồi hét lên. Ánh mắt thủ lĩnh của những thế lực này đều lóe lên, tất cả nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm. Nếu như không thu phục được chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, các người biết hậu quả rồi đó. Thủ lĩnh của Đan Môn nhàn nhạt nói. Ánh mắt của các chủ Trích Tinh Các và phó các chủ Lang Gia Các đều lóe lên nhưng cũng không nói gì. Tôi sẽ giữ ông ta, còn các người hợp sức lại giết tên nhóc con đó. Cát Vạn Sơn hét lên với những cường giả khác của Vạn Kiếm Tông rồi lao thẳng về phía Viên Phong. Tôi sẽ ngăn họ lại, cậu hãy chạy mau đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên Phong hét lớn, thế nhưng Diệp Phàm lại đáp, tiền bối, cảm ơn ông, nhưng trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ có từ chạy trốn. Muốn tôi chạy trốn sao, bọn chúng vẫn chưa đủ tư cách đâu. Diệp Phàm lau máu trên khóe miệng, khinh thường nói. Mà lời nói này của hắn khiến cho thủ lĩnh của những thế lực có mặt ở đây tỏ ra bất mãn, thầm nghĩ chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh quá ngông cuồng rồi. Hắn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn mệnh cách đế tinh, đã dám kiêu ngạo và không xem ai ra gì. Ngông cuồng tự phụ, loại người như cậu không xứng làm chủ nhân của đế tinh. Thủ lĩnh Đan Môn hét lớn rồi vung tay lên, chân nguyên dâng lên ồ ạt, hóa thành một quả cầu lửa sau đó tấn công thẳng về phía Diệp Phàm. Viên Phong đang định ra tay ngăn cản thì Cát Vạn Sơn đã đứng trước mặt ông. Thủ lĩnh các thế lực đỉnh cấp và toàn bộ cường giả của Vạn Kiếm Tông đều lao thẳng về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm phải đối mặt với đòn tấn công của một cường giả kim đan cảnh và rất nhiều cường giả dung hợp cảnh. Những đòn tấn công này kết hợp với nhau khiến Diệp Phàm cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc nồng nặc. Công tử! Vân Thư và Vân Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt liền thay đổi hét lên, nhưng lại không thể làm gì được. Còn ánh mắt của phó các chủ Lang Gia các chủ Trích Tinh Các và tông chủ Côn Lôn Tông đều lóe lên nhưng không ra tay. Muốn tôi chết sao, không dễ dàng như vậy đâu. Khi Diệp Phàm đối mặt với công kích của đám người này, hai mắt đỏ ngầu lên rồi điên cuồng hét lớn. Bùm! Lúc này, từ trên người Diệp Phàm truyền đến một tiếng gầm rú, bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ như máu. Luồng ánh sáng đẫm máu này cực kỳ chói mắt, khiến mọi người có mặt đều không tự chủ được phải nhắm mắt lại. Sau đó bọn họ cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc khó tả, khiến cả cơ thể lạnh buốt và da đầu tê dại. Khi luồng ánh sáng đẫm máu tan biến, tất cả đều kinh hãi nhìn Diệp Phàm. Trong tay Diệp Phàm thế mà lại xuất hiện một thanh kiếm đỏ như máu. Như thể nó đã được ngâm máu trong rất nhiều năm. Thanh kiếm này tỏa ra tà khí, sát khí và lệ khí nồng nặc, giống như đến từ địa ngục Tu La vậy, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lúc này, tất cả cường giả đều nhìn thanh kiếm này, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi và nguy hiểm mãnh liệt. Giết! Diệp Phàm cầm kiếm, hóa thân thành sát thần Tu La rồi gầm lên giận dữ, hai tay vung kiếm chém thẳng ra ngoài. Bùm! Thanh kiếm vừa vung lên liền xuất hiện một đạo kiếm quang đẫm máu vô song xé nát bầu trời, rồi không ngừng đánh về phía đòn tấn công của những cường giả đó. Bùm! Hàng loạt tiếng gầm và tiếng nổ chói tai vang lên, năng lượng cuồn cuộn ngất trời liền tỏa ra, càn quét bốn phía xung quanh. Viên Phong và Cát Vạn Sơn đang giao chiến cũng phải dừng lại, bọn họ và ba thế lực chúa tể khác đồng loạt huy động sức mạnh để chặn lại luồng năng lượng này. Hiển nhiên đòn tấn công liên thủ của những cường giả đã bị phá hủy lại. Không những vậy, năng lượng còn lại cũng buộc bọn họ phải lùi lại vài bước, chứng tỏ uy lực đòn tấn công này của Diệp Phàm khủng bố đến mức nào. Năng lượng này còn kéo dài đến hàng chục phút mới tiêu tan, vậy nên Diệp Phàm và tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó, không thể nhìn rõ được tình hình hiện tại. Khi toàn bộ năng lượng đã tan biến hoàn toàn, bóng dáng của Diệp Phàm và những người khác mới hiện ra. Lúc này Diệp Phàm cầm trong tay thanh kiếm đẫm máu và đứng ở đó, sắc mặt lạnh lẽo vô tình. Thủ lĩnh Đan Môn và những người khác đều mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Ngay khi Diệp Phàm đang nghi hoặc không biết ai thắng ai thua trong cuộc giao chiến vừa rồi, thì đột nhiên những âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ cơ thể của thủ lĩnh Đan Môn và những cường giả khác, sau đó cơ thể bọn họ đều lần lượt nổ tung.
trong nháy mắt bọn họ biến thành một đống xương thịt lẫn lộn, trên mặt đất máu chảy thành sông và chẳng có cái xác nào là toàn vẹn cả. Hít! Lúc này, không khí như đông cứng lại, mọi người đều hít phải một hơi khí lạnh và bị dọa đến phát ngốc. Ngay cả Viên Phong, Cát Vãn Sơn, các chủ Trích Tinh Các và tông chủ Côn Lôn Tông cũng phải sửng sốt. Chỉ bằng một nhát kiếm, hắn đã giết chết một cường giả kim đan cảnh và hơn 10 cường giả dung hợp cảnh, thật sự quá đáng sợ rồi. Điều quan trọng nhất là cảnh giới của Diệp Phàm không phải chỉ mới là trúc cơ cảnh hay sao? Thực lực trúc cơ cảnh mà có thể giết chết cường giả kim đan cảnh và dung hợp cảnh giới, quả thật là vô tiền khoáng hậu. Thực lực này đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc và khiếp sợ. Còn ai nữa? Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn đám người còn lại. Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại bộc lộ sự kiêu ngạo và khinh thường, mang đến cho người khác cảm giác thần phục. Tất cả mọi người vẫn còn sửng sốt và cũng không có người nào dám lên tiếng. Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm rồi từng bước rời khỏi chỗ này. Vài phút sau, tất cả mọi người mới tỉnh táo trở lại, nhưng Diệp Phàm đã biến mất. Nhóc con này thật sự mạnh như vậy sao? Sắc mặt Cát Vạn Sơn cực kỳ khó coi, còn những người khác thì đang bàn tán xôn xao về điều đó. Không hổ danh là chủ nhân của đế tinh, còn chưa thức tỉnh mệnh cách đế tinh đã là cường đại như vậy. Sau này khi đã thức tỉnh, trên đời này còn có ai có thể địch nổi hắn không? Trừ Thiên Huyền các chủ Trích Tinh các thở dài. Lúc này, còn ánh mắt của Huyền Cửu Thiên Tông chủ Côn Lôn Tông thì lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Đệ tử của những thế lực đỉnh cấp vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cái chết bi thảm của thủ lĩnh mình. Nhát kiếm vừa rồi của Diệp Phàm đã giết chết tông chủ Ngũ Hành Tông, điện chủ Điện Thánh Dương và thủ lĩnh của ba thế lực Phật Môn. Lúc này Diệp Phàm đã rời khỏi thành Côn Lôn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, bước đi loạng choạng, đứng cũng không vững. Đòn tấn công vừa rồi không chỉ tiêu hao toàn bộ sức lực của Diệp Phàm mà còn khiến cơ thể hắn bị tổn hại, nếu như hắn không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, e rằng khó có thể ra khỏi thành Côn Lôn. Sau đó Diệp Phàm dựa vào ý chí cường đại của mình bước đi, tìm một chỗ bí mật để bế quan. Trận chiến này đối với Diệp Phàm chính là một mối nguy hiểm lớn, nhưng cũng là cơ hội để hắn nâng cao thực lực, hơn nữa hắn còn có được một viên kim đan và một khối linh tinh, đúng lúc dùng để nâng cao thực lực. Cứ như vậy, Diệp Phàm lập tức bế quan. Trong tiểu thế giới, tin tức về chủ nhân tử vi đế tinh nhanh chóng được truyền đi, khiến toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Chủ nhân tử vi đế tinh đã đánh bại tất cả thiên tài và giành được hạng nhất của kim bảng, cuối cùng còn giết chết thủ lĩnh của đan môn và nhiều thế lực đỉnh cấp khác bằng một nhát kiếm, rồi hiên ngang rời đi. Tin tức này đã lan truyền khắp các con phố, ngõ hẻm và các gia tộc, tông môn của tiểu thế giới. Cùng lúc này ở một nơi nào đó trong tiểu thế giới, người bảo vệ quốc chủ Long Quốc là Thiên Tôn đã xuất hiện ở đây và cũng nghe nói về câu chuyện của chủ nhân tử vi đế tinh. Tại sao chủ nhân tử vi đế tinh này lại giống Diệp Phàm như vậy? Thiên Tôn tự lẩm bẩm, sau đó ra lệnh cho đám người trước mặt, dốc toàn lực đi tìm chủ nhân của tử vi đế tinh, nhất định phải tìm được hắn càng sớm càng tốt. Chẳng mấy chốc, vài ngày trôi qua trong chớp mắt. Mấy ngày nay, câu chuyện về chủ nhân tử vi đế tinh vẫn tiếp tục được lan truyền. Vạn Kiếm Tông, Đan Môn, Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông, La Hán Tự, Điện Thiên Âm và Pháp Tướng Tông đều phát lệnh truy nã chủ nhân tử vi đế tinh, ai nhìn thấy hắn lập tức báo cáo nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh, nhưng nếu không báo những gì mình biết sẽ bị giết không thương tiếc. Bằng cách này, tất cả các thế lực trong tiểu thế giới đều đang tìm kiếm tung tích của Diệp Phàm, hy vọng nhân cơ hội này nhận được phần thưởng của các thế lực chúa tể và thế lực đỉnh cấp. Ngoài ra, Quỷ Cốc đã biến mất hàng ngàn năm cũng tuyên bố tái xuất, đồng thời chiêu mộ nhiều đệ tử mới, điều này đã gây ra khá nhiều xôn xao. Ba ngày nữa trôi qua. Trong một hang động nào đó ở tiểu thế giới, đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên, làm toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Ngay lập tức, một luồng năng lượng đáng sợ bộc phát ra từ hang động. Ở đó có một bóng người ngồi khoanh chân, người này chính là Diệp Phàm. Soạt! Diệp Phàm mở mắt ra, đôi mắt bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Lúc này toàn thân Diệp Phàm cũng tỏa ra một luồng hơi thở đáng sợ. Mấy ngày nay hắn đã dùng kim đan và linh tinh, nhờ sự trợ giúp của hai bảo vật này vết thương của hắn đã bình phục hoàn toàn và còn đột phá thành công một tầng nữa của trúc cơ. Sở dĩ hắn lần này chỉ thành công đột phá một tầng là bởi vì trúc cơ phải đột phá 9 lần, càng về sau sẽ càng khó hơn, năng lượng cần thiết cũng lớn hơn. Cho dù có sự trợ giúp của kim đan và linh tinh, hắn cũng chỉ có thể đột phá thành công một lần mà thôi. Dẫu vậy thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều lần.
Long tượng bàn nhược công mà hắn tu luyện đã sinh ra sức mạnh của tam tượng, hơn nữa ngự long quyết cũng đã đạt đến tầng đỉnh cấp đầu tiên. Ngoài ra, hắn còn điều khiển được tu la kiếm. Đó là thanh kiếm mà hắn đã sử dụng trước đây và là một trong 6 bảo vật mà sư phụ của hắn để lại sở tài quyết. Trong 6 báu vật này, hắn đã thành thạo sử dụng nhân đạo hộ giáp và tu la kiếm của A Tu La Đạo, nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế được 4 báu vật còn lại. Rắc, rắc, rắc. Diệp Phàm đứng lên, hai tay nắm chặt phát ra một tiếng răng rắc, trên người tản ra hơi thở cuồng bạo. Sau trận chiến đó, hơi thở của Diệp Phàm càng thêm cường đại. Quỷ cốc, Diệp Phàm lẩm bẩm. Việc hắn phải làm bây giờ chính là đi đến quỷ cốc của tiểu thế giới để cứu tam sư phụ của mình. Sau đó, Diệp Phàm cầm lấy tu la kiếm rồi rời khỏi hang động. Ra khỏi động không bao lâu, Diệp Phàm nhận được tin tức quỷ cốc chính thức xuất thế, hôm nay sẽ chiêu mộ đệ tử mới. Soạt, nhận được tin tức này, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Hắn nắm chặt kiếm rồi đi thẳng đến quỷ cốc. Tiểu thế giới, trên một sườn núi có một tòa kiến trúc rộng lớn, cổ xưa, trung gian dựng một tấm bia đá cao mấy thước, bên trên viết hai chữ quỷ cốc. Đây là quỷ cốc tiểu thế giới. Trong quỷ cốc, hai bên đứng mấy trăm vị đệ tử mặc trang phục quỷ cốc, ở giữa là một đám người trẻ tuổi, tất cả đều nghe được quỷ cốc muốn tuyển nhận đệ tử nên đến, muốn gia nhập quỷ cốc. Mặc dù quỷ cốc biến mất ngàn năm, nhưng danh tiếng vẫn rất nổi. Quỷ cốc ẩn chứa các loại kỳ môn dị thuật, thậm chí còn có cả trận pháp kỳ thuật, luyện đan bí thuật, không giống thế lực khác chỉ tu luyện một công pháp, vậy nên quỷ cốc trở thành tông môn mà rất nhiều người muốn gia nhập. Nhưng quỷ cốc tuyển chọn đệ tử rất nghiêm khắc, cũng không công khai tuyển đệ tử với bên ngoài. Lần này quỷ cốc xuất thế, lần đầu tiên công khai tuyển nhận đệ tử với bên ngoài, thu hút đông đảo người kéo đến. Các vị, hôm nay là ngày tuyển nhận đệ tử đầu tiên của quỷ cốc, chỉ cần là người đủ tư cách đều có thể gia nhập quỷ cốc, trở thành một phần quỷ cốc, những người có thiên phú dị bẩm càng có cơ hội trở thành đệ tử thủ tịch của cốc chủ quỷ cốc. Lúc này một người đàn ông đi ra, quan sát những người muốn gia nhập quỷ cốc một lượt, nói. Những người tu hành trẻ tuổi muốn gia nhập quỷ cốc nghe vậy, trong lòng vô cùng chờ mong có thể được chọn. Ta tuyên bố. Lúc người đàn ông trung niên này sắp tuyên bố lễ tuyển nhận đệ tử chính thức bắt đầu, phía xa có một kiếm mang huyết sắc lao về phía quỷ cốc. Không xong. Người đàn ông trung niên kia biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản kiếm mang huyết sắc này, các cao thủ khác của quỷ cốc thấy vậy cũng ra tay chém về phía kiếm mang huyết sắc kia. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Người đàn ông trung niên kia và mười mấy cao thủ quỷ cốc bị kiếm mang huyết sắc này chém thành cặn bã. Lúc này trong quỷ cốc, tất cả mọi người khiếp sợ, ngây ra như phỗng. Một tiếng bước chân lạnh băng vang lên. Người ở đây nhìn qua, nhìn thấy một thanh niên lạnh lùng cầm huyết kiếm, tản ra sát khí ngập trời, đúng là Diệp Phàm. Là hắn. Những người muốn gia nhập quỷ cốc, không ít người nhận ra Diệp Phàm, lúc trước ở thành Côn Lôn, bọn họ đều chứng kiến thần uy của Diệp Phàm. Không ngờ đối phương lại xuất hiện trong quỷ cốc. Ngươi là ai, dám xâm phạm quỷ cốc? Một người quỷ cốc chỉ vào Diệp Phàm, hét lớn. Phụt. Diệp Phàm không nói gì, vung kiếm chém nứt người này thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, hình ảnh cực kỳ máu me. Những người khác biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi. Phụt. Một cao thủ khác của quỷ cốc khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vừa mở miệng đã bị Diệp Phàm chém thành hai nửa. Dưới uy thế tàn nhẫn này của Diệp Phàm, đám người quỷ cốc im như ve sầu mùa đông, hoàn toàn không dám nói chữ nào. Rất nhanh, một đám hộ pháp trưởng lão quỷ cốc xông ra, tất cả đều là khai quang và dung hợp cảnh. Ngươi là ai, dám xâm phạm quỷ cốc? Một lão giả đầu tóc hoa râm, thực lực đạt đến dung hợp cảnh tầng 9 uy nghiêm nói. Tam sư phụ ở đâu? Giao ông ấy ra đây, nếu không các người đều phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Tam sư phụ của ngươi. Lão giả kia nhíu mày, nói, ngươi là đồ đệ của Tiêu Giao Tử. Đúng vậy. Giao ra tam sư phụ. Diệp Phàm quát. Ngươi giết Phong Vô Ngân, đả thương đại hộ pháp quỷ cốc, còn dám mò đến đây, lá gan không nhỏ. Lão giả kia lạnh lùng nói. Giao ra tam sư phụ, nếu không chết. Diệp Phàm không vô nghĩa, tay cầm kiếm tu la, quát lớn. Tam sư phụ của ngươi sắp xuống địa ngục. Người muốn gặp ông ta, xuống địa ngục gặp đi. Đột nhiên một âm thanh lạnh thấu xương vang lên. Đại hộ pháp quỷ cốc đi ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đại hộ pháp, vết thương của ngươi sao rồi? Vị lão giả kia lên tiếng. Đại hộ pháp lắc đầu,
không sao. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tiểu tử, bổn tọa còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự đưa đến cửa. Diệp Phàm vung kiếm chém thẳng xuống người đại hộ pháp quỷ cốc. Ầm, kiếm mang huyết sắc mang theo uy áp khủng bố, lao về phía đại hộ pháp, ông ta nhanh chóng kết ấn ngăn cản, các trưởng lão hộ pháp khác của quỷ cốc cũng ra tay ngăn cản một kiếm này. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, đám cao thủ quỷ cốc đều bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu, đặc biệt là đại hộ pháp quỷ cốc, vết thương còn chưa khỏi, bây giờ lại bị thương, dậu đổ bìm leo. Kết trận. Đại hộ pháp quỷ cốc gầm lên. Tất cả đệ tử quỷ cốc biến ảo thân hình, tạo thành một phương trận, cùng thi triển ấn quyết, niệm khẩu quyết. Giây tiếp theo, trên người bộc phát chân nguyên, giao hội trên không trung, tạo thành một trận pháp cường đại. Ầm. Trận pháp ra đời, tản ra uy áp khủng bố, bao phủ Diệp Phàm. Trong trận pháp này, từng luồng sát phạt khủng bố ra đời, điên cuồng tấn công Diệp Phàm. Uy lực này có thể sánh ngang với cao thủ kim đan. Mặc dù bị bao vây trong trận pháp nhưng Diệp Phàm vẫn rất lạnh nhạt bình tĩnh, cầm kiếm chém về một hướng. Một tiếng nổ mang lên, đại trận bị phá hủy. Đám đệ tử quỷ cốc bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, hộc máu. Không thể nào. Đại hộ pháp quỷ cốc thấy vậy, biến sắc, không thể tin nổi. Hừ, chẳng nhẽ ngươi đã quên ta cũng là người quỷ cốc. Dùng trận pháp quỷ cốc đến đối phó với ta, ngươi cảm thấy có tác dụng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mặc dù hắn chưa bao giờ thi triển trận pháp, nhưng lại nắm rõ các loại đại trận trong quỷ cốc như lòng bàn tay, bao gồm cách phá giải các trận pháp đó. Sắc mặt của đại hộ pháp vô cùng khó coi, đôi con ngươi lóe lên sự tàn nhẫn. Của nhiên là đồ đệ của Tiêu Giao Tử, có chút bản lĩnh. Đúng lúc này, một âm thanh khàn khàn vang lên. Ba lão giả mặc trường bào màu đen, sắc mặt âm u, tản ra hơi thở sâu không lường được. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đại hộ pháp quỷ cốc và những người khác cung kính hô to. Ba lão giả này chính là ba trưởng lão đỉnh cấp của quỷ cốc, chỉ đứng sau cốc chủ quỷ cốc. Diệp Phàm nhìn ba người này, trong mắt lóe lên sát khí. Ba người này đều là kim đan đỉnh cấp. Một tông môn có thể có được một cao thủ kim đan đã đủ để đứng vào hàng ngũ thế lực chúa tể, nhưng trong quỷ cốc lại có ba vị cao thủ kim đan, còn chưa bao gồm cốc chủ quỷ cốc, có thể thấy được sự cường đại của quỷ cốc. Người trẻ tuổi, nghe nói ngươi là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Đại trưởng lão quỷ cốc nói. Liên quan gì đến ngươi? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vô lễ, ai cho phép ngươi nói như vậy với đại trưởng lão? Đại hộ pháp quỷ cốc quát. Diệp Phàm chém ra một kiếm về phía vị đại hộ pháp này, đột nhiên tam trưởng lão ra tay chặn lại một kiếm này. Người trẻ tuổi, sát tính nặng như vậy không phải chuyện tốt. Tam trưởng lão quỷ cốc lạnh nhạt nói. Ta không muốn nghe mấy lời vô nghĩa. Diệp Phàm kêu lên. Có được mệnh cách Tử Vi Đế Tinh, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng, Tiêu Giao Tử cũng có bản lĩnh tình hai đồ đệ, tên này yêu nghiệt hơn tên kia. Đại trưởng lão quỷ cốc cảm khái, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với quỷ cốc, chúng ta có thể thả Tiêu Giao Tử, từ nay về sau ngươi chính là thiếu chủ quỷ cốc. Nếu ta không muốn, Diệp Phàm nói, vậy xuống địa ngục gặp sư phụ ngươi đi. Đại trưởng lão quỷ cốc nói thẳng, ngươi đang uy hiếp ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đại trưởng lão quỷ cốc nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Không ai có thể uy hiếp ta. Diệp Phàm gằn giọng nói. Hắn cầm kiếm Tu La, vận chuyển lực lượng chém ra một kiếm. Tu La cửu kiếm. Kích thứ hai. Diệp Phàm thi triển tra tuyệt kỹ của tứ sư phụ sát thần Tu La. Huyết quang ngập trời, sát khí Tu La vô tận tràn xuống làm người như chìm trong luyện ngục Tu La. Ba trưởng lão quỷ cốc cùng ra tay vận chuyển kim đan trong cơ thể, bộc phát chân nguyên chặn lại một kiếm của Diệp Phàm. Tiếng nổ điếc tai vang lên, năng lượng ngập trời tản ra đánh bay những người ở xung quanh. Diệp Phàm và ba vị trưởng lão quỷ cốc cùng lui về sau, hai bên hộc máu. Ba vị trưởng lão quỷ cốc chấn động, bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Phàm đã mạnh đến mức này. Rõ ràng là trúc cơ cảnh nhưng lại đánh ngang tay với kim đan cảnh bọn họ, đây còn là người sao? Tu La cửu kiếm. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Kiếm thứ năm. Kiếm thứ sáu. Diệp Phàm liên tiếp tung ra sáu kiếm đầu của Tu La cửu kiếm. Sáu kiếm này. Kiếm sau khủng bố hơn kiếm trước, kiếm mang của kiếm cuối cùng mang theo huyết sắc vô tận bao phủ ba vị trưởng lão quỷ cốc. Phụt phụt phụt. Cuối cùng, dưới đòn tấn công như chó điên của Diệp Phàm,
ba trưởng lão kim đan bị trấn áp quỳ rạp xuống đất, hộc máu. Diệp Phàm thở gấp, sát ý ngập trời. Ngươi! Sắc mặt của ba vị trưởng lão quỷ cốc cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Với thực lực của ba người bọn họ, ngay cả cao thủ kim đan cũng chưa chắc bắt được bọn họ, nói gì đến đây chỉ là một tiểu tử trúc cơ. Nhưng hôm nay bọn họ lại thua trong tay một hậu bối trúc cơ, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng không ai tin tưởng. Chết! Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hắn cầm kiếm tu la chém về phía ba người này. Người trẻ tuổi, một vừa hai phải, đừng quá kiêu ngạo. Đột nhiên một âm thanh xuyên thấu linh hồn vang lên, Diệp Phàm chấn động tác trong tay chậm lại. Một người đàn ông trung niên bao phủ dưới áo choàng đen xuất hiện. Con người của người này như một lỗ đen, sâu không lường đường, ngay cả Diệp Phàm cũng không dò xét được thực lực của đối phương. Cốc chủ! Người của quỷ cốc cùng cung kính kêu lên. Người này là cốc chủ quỷ cốc tiểu thế giới. Cổ nhiên là chủ nhân tử vi đế tinh, thiên phú rất mạnh. Cốc chủ quỷ cốc nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nói, không biết nếu chuyển rời mệnh cách tử vi đế tinh của ngươi lên người bổn tọa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghe vậy, Diệp Phàm biến sắc, nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người muốn chuyển rời mệnh cách tử vi đế tinh của hắn lên trên người. Cốc chủ quỷ cốc này đủ điên cuồng. Lời này của đối phương cũng làm Diệp Phàm càng thêm kiêng kỵ. Không cần đề phòng ta như vậy, bởi vì đề phòng cũng vô dụng, bổn tọa muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cốc chủ quỷ cốc lạnh nhạt nói. Đúng không, vậy ta càng phải thử xem. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn thúc giục long tượng bàn nhược công và ngự long quyết, lực long tượng và long khí cùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể, hội tụ vào kiếm tu la, chém về phía cốc chủ quỷ cốc. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Phàm, cốc chủ quỷ cốc không cảm xúc, vung tay lên, một luồng lực lượng chân nguyên cuồng bạo bộc phát giống như lũ lụt vỡ đê. Phụt! Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất, hộc máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị đánh lệch vị trí. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh, lại có nhân đạo hộ giáp hộ thể, sợ rằng đã chết dưới một kích này. Cốc chủ quỷ cốc này quá mạnh, vung tay đã trấn áp được Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn đối phương, sắc mặt ngưng trọng. Nếu ngươi không muốn nguyện trung thành với quỷ cốc, vậy cống hiến mệnh cách tử vi đế tinh của ngươi đi. Cốc chủ quỷ cốc đứng trước mặt Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ông ta vung tay, đang định xuống tay với Diệp Phàm, đột nhiên một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng ông ta. Đụng đến đồ đệ của ta, hỏi ta chưa? Phút, ngay khi quỷ cốc chi chủ định ra tay với Diệp Phàm, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, các người đụng tới đồ đệ của tôi, đã được tôi đồng ý chưa? Khi giọng nói này vang lên, vẻ mặt quỷ cốc chi chủ lập tức thay đổi, ông ta quay đầu lại, nhìn thấy một lão giả tóc xóa vai, mặc áo choàng màu đen bước tới. Người này không phải ai khác, chính là tam sư phụ của Diệp Phàm Tiêu Giao Tử. Tam sư phụ. Diệp Phàm nhìn tam sư phụ xuất hiện thì kích động hô lên. Quỷ cốc chi chủ nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tử với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, không phải ngươi đã. Đáng lẽ tôi đang bị nhốt trong luyện ngục, chịu hình phạt có đúng không? Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn vị quỷ cốc chi chủ. Lúc này, vẻ mặt quỷ cốc chi chủ không ngừng thay đổi, những thành viên cấp cao của quỷ cốc cũng khiếp sợ nhìn Tiêu Giao Tử. Người này không phải đã bị cốc chủ bọn họ đánh trọng thương, nhốt trong luyện ngục quỷ cốc. Sao lại xuất hiện ở đây? Luyện ngục quỷ cốc, đó chính là nơi do cốc chủ quỷ cốc đời thứ nhất tạo ra, dùng để giam cầm những tên phản đồ quỷ cốc, nơi này không khác gì địa ngục, người vào đó sẽ chịu vô số tra tấn, không có khả năng ra ngoài nữa. Nhưng hôm nay, Tiêu Giao Tử vậy mà lại ra khỏi luyện ngục, hơn nữa nhìn qua cũng không giống như bị tra tấn gì, điều này làm cho những thành viên của quỷ cốc khó tin. Ngươi lại có thể bước ra từ nơi đó. Bổn tọa xem thường ngươi rồi. Quỷ cốc chi chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Giao Tử. Chỉ là một luyện ngục nhỏ bé cũng muốn gian giữ ta, ngươi quá khinh thường ta rồi. Tiêu Giao Tử lắc đầu, ông nhìn chằm chằm vào quỷ cốc chi chủ, ông muốn cướp đế tinh mệnh cách của đồ nhi tôi. Tiêu Giao Tử, ngươi! Quỷ cốc chi chủ định nói gì đó với Tiêu Giao Tử, kết quả vẻ mặt đối phương lạnh xuống, nói, đồ đệ của Tiêu Giao Tử là người mà ông có thể tùy tiện đối phó sao? Phút! Trong nháy mắt, Tiêu Giao Tử biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ông xuất hiện ngay trước mặt quỷ cốc chi chủ, vung trưởng đánh về phía đối phương, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi, phất tay ngăn cản vang lên tiếng nổ như sấm. Phụt! Lúc này, quỷ cốc chi chủ bị đánh lui, miệng phun máu, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, mấy vị trưởng lão,
Các hộ pháp của quỷ cốc đều hít sâu một hơi, tất cả trông thấy cảnh tượng này thì đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cốc chủ của bọn họ lại bị Tiêu Dao Tử dùng một chưởng đánh bại. Sao có thể như vậy được? Trước kia khi Tiêu Dao Tử xuất hiện ở quỷ cốc, ông ta còn không có năng lực phản kháng lại, bị trấn áp chỉ trong nháy mắt. Nhưng mới qua bao lâu, Tiêu Dao Tử và cốc chủ của bọn họ lại đổi vị trí cho nhau, cốc chủ bọn họ bị đối phương đánh bại, điều này khiến họ không thể nào tin nổi. Lúc này, người khiếp sợ nhất chính là quỷ cốc chi chủ, ông ta trừng mắt nhìn Tiêu Dao Tử, người trầm sao ngươi có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Cái này tôi còn phải cảm ơn ông, nếu không phải ông đưa tôi vào luyện ngục thì tôi cũng sẽ không phát hiện ra quỷ cốc cấm điển mà tổ tiên để lại. Tiêu Dao Tử thản nhiên nói. Cái gì, quỷ cốc cấm điển ở trong luyện ngục, điều này sao có thể? Quỷ cốc chi chủ khiếp sợ nói. Các trưởng lão quỷ cốc khác cũng có biểu cảm tương tự. Quỷ cốc cấm điển chính là bí thuật cường đại nhất của quỷ cốc, do tổ tiên quỷ cốc sáng tạo, trong đó ghi lại các loại bí pháp cao cấp nhất, cấm thuật, kỳ thuật, so với những bí thuật đang được truyền thừa ở quỷ cốc hiện tại thì cấm thuật, kỳ thuật trong quỷ cốc cấm điển có đẳng cấp cao hơn. Nhưng từ sau khi tổ tiên quỷ cốc qua đời, cấm điển quỷ cốc cũng biến mất, dù cho cường giả quỷ cốc tìm kiếm thế nào thì đều không thấy. Về sau các đời quỷ cốc chi chủ đều từng bỏ ra cái giá rất lớn tìm quỷ cốc cấm điển, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại quỷ cốc cấm điển này lại bị Tiêu Dao Tử tìm được trong luyện ngục, chuyện này quả thật là khiếp sợ. Đúng vậy, tổ tiên để quỷ cốc cấm điển ở luyện ngục, đây là điều mà không một ai nghĩ tới, nhưng vận may của tôi không tệ, vậy mà tìm ra quỷ cốc cấm điển. Xem ra, tôi còn phải cảm ơn ông rồi. Tiêu Dao Tử hừ lạnh nhìn vị quỷ cốc chi chủ. Ngươi, quỷ cốc chi chủ nhìn chằm chằm Tiêu Dao Tử, lửa giận bộc phát, phun ra một ngụm máu tươi. Năm đó ông nội của ông mưu đoạt vị trí cốc chủ quỷ cốc, xoán quyền đoạt vị, khiến cho nguyên khí của quỷ cốc bị tổn hại nặng nề, hôm nay chúng ta cũng nên giải quyết ân oán này. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nhìn quỷ cốc chi chủ, ông bước từng bước về phía đối phương. Vẻ mặt quỷ cốc chi chủ không ngừng thay đổi nhìn về phía Tiêu Dao Tử, đột nhiên ông ta chú ý tới Diệp Phàm đang đứng một bên, thân thể đột ngột lao về phía hắn, muốn bắt giữ đối phương. Vừa rồi một đòn kia của Tiêu Dao Tử đã khiến vị cốc chủ này ý thức được thực lực của đối phương đã tăng đến mức đáng sợ, hiện tại ông ta không thể chống lại, vậy nên chỉ có thể tìm cách chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi này thì cần có một con tin, mà con tin đó chính là Diệp Phàm. Vụt! Trong nháy mắt, quỷ cốc chi chủ đã tới cạnh Diệp Phàm, muốn bắt hắn làm con tin, nhưng dường như ý nghĩ của ông ta đã sớm bị Tiêu Dao Tử đoán được, cơ thể ông lập tức biến mất tại chỗ. Rất nhanh! Lại một tiếng nổ vang lên. Diệp Phàm và những người khác đều không thấy rõ, kết quả cơ thể quỷ cốc chi chủ đã bay ngược ra ngoài, nện trên mặt đất hộc máu. Vốn nể tình chúng ta đều là người của quỷ cốc, tôi còn tính tha cho ông một mạng, nhưng ông lại dám động tới đồ đệ của tôi, vậy thì nhất định phải chết. Tiêu Dao Tử lạnh lùng quát, tư thế như đang bảo vệ nghé con. Muốn giết ta, không có dễ như vậy. Quỷ cốc chi chủ này gầm lên, ông ta thi triển bí pháp. Cưỡng ép đảo ngược kinh mạch để nâng cao thực lực, mượn sức mạnh tăng vọt để rời khỏi đây. Ông trốn không thoát đâu. Tiêu Dao Tử lạnh lùng nói, ông vung tay lên, trên bầu trời, từng tiếng sấm nổ chói tai. Ngay sau đó, tia sét như một con rồng khổng lồ từ trên trời đánh thẳng lên người quỷ cốc chi chủ. A! Vị quỷ cốc chi chủ kêu gào thảm thiết, cơ thể không ta bị đánh nổ tung, chết không toàn thây. Người của quỷ cốc nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh ngạc tới ngây người. Ngay cả Diệp Phàm cũng âm thầm nuốt nước miếng, uy lực của tia sét vừa rồi, cho dù là hắn cũng không có lòng tin đỡ được, quá kinh khủng. Tam sư phụ hắn tiện tay vung lên, đã có thể dẫn một tia sấm sét khủng bố như thế, thực lực này quả thật là đáng sợ. Ánh mắt Tiêu Dao Tử nhìn về phía Diệp Phàm, ông nói, tiểu Phàm, không sao chứ. Đa tạ tam sư phụ. Diệp Phàm hành lễ với Tiêu Dao Tử. Được rồi, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Nhưng thực lực của con tiến bộ rất nhanh, nhanh như vậy đã bước vào trúc cơ cảnh. Tiêu Dao Tử nhìn đồ đệ nói, Diệp Phàm đáp, tam sư phụ, rốt cuộc tình huống của quỷ cốc là như thế nào vậy, sao trong tiểu thế giới cũng có một quỷ cốc? Nghìn năm trước, cốc chủ của quỷ cốc chính là thái sư phụ của cha ta, một lần ông cụ ra ngoài rồi mất tích một cách bí ẩn, tới tận bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì quỷ cốc không thể một ngày không chủ. Mọi người định để thái sư phụ của ta kế nhiệm vị trí này nhưng không ngờ khi đó đại trưởng lão quỷ cốc lại âm thầm mua chuộc những trưởng lão khác, tính kế làm hại thái sư phụ bị thương nặng rồi chạy trốn,
ông ta nhân cơ hội được những trưởng lão khác tiến cử lên làm cốc chủ mới của quỷ cốc, người đó chính là ông nội của lão kia. Sau khi thái sư phụ của ta chạy thoát, vì để tránh né đối phương đuổi giết nên đã rời khỏi tiểu thế giới, vào trong thế tục thành lập một quỷ cốc mới, bồi dưỡng thế lực, hy vọng một ngày có thể trở về tiểu thế giới để đoạt lại quỷ cốc. Tiêu Giao Tử nói tỉ mỉ cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong thì rất ngạc nhiên, hắn không ngờ quỷ cốc còn có nhiều chuyện bí ẩn như vậy. Vậy con đây chúc mừng tam sư phụ đoạt lại được quỷ cốc. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn Tiêu Giao Tử mỉm cười nói. Mà Tiêu Giao Tử ánh mắt quét về phía ở đây những cái kia quỷ cốc người, hắn mới vừa mở miệng, các ngươi. Bái kiến cốc chủ. Ba vị trưởng lão kim đan cảnh và cường giả quỷ cốc khác đồng thanh hô lên. Các người trở mặt cũng nhanh thật. Diệp Phàm cười lạnh nói. Đều là quỷ cốc nhất mạch, tôi không muốn đại khai sát giới. Nếu các người đã nhận tôi là cốc chủ, vậy thì phải nhớ kỹ, nếu ai còn dám hài lòng thì sẽ có chung kết cục giống ông ta. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn đám người quỷ cốc. Rõ thưa cốc chủ. Người quỷ cốc cùng lên tiếng. Còn nữa, cậu ấy chính là đệ tử của tôi, cũng sẽ là cốc chủ đời tiếp theo của quỷ cốc. Lúc này Tiêu Giao Tử chỉ vào Diệp Phàm nói. Tham kiến thiếu chủ. Lúc này đám người quỷ cốc lại hành lễ với Diệp Phàm. Diệp Phàm bĩu môi, vẻ mặt không sao cũng được. So với những người này, hắn coi trọng đệ tử quỷ cốc hơn. Tiêu Giao Tử dẫn theo Diệp Phàm tiến vào trong đại điện, đồng thời lấy ra ba quyển bí tịch đưa cho Diệp Phàm. Trên ba quyển bí tịch này, một quyển viết cửu u hoàn hồn châm, một quyển viết cửu chuyển đan quyết, một quyển khác viết chu thiên trận. Đây là... Diệp Phàm nhìn ba quyển bí tịch này nghi hoặc nhìn Tiêu Giao Tử. Ba quyển bí tịch này là do tổ tiên quỷ cốc sáng tạo, ghi lại hai bí thuật, quyển thứ nhất cửu u hoàn hồn châm còn mạnh hơn rất nhiều so với quỷ cốc cửu châm mà con từng tu luyện, bí pháp này có thể khiến cho người ta chết đi sống lại. Tiêu Giao Tử nói, châu bò như vậy. Diệp Phàm khiếp sợ, làm cho người ta chết đi sống lại, đó không phải là cướp người với Diêm Vương hay sao? Tổ tiên quỷ cốc lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, y thuật cường đại như vậy mà cũng có thể sáng tạo ra, thật đúng là châu bò. Quyển thứ hai cửu chuyển đan quyết, là một môn pháp luyện đan, thông qua phương pháp này luyện chế đan dược, bất kể là phẩm cấp hay dược tính thì đều vượt xa những đan dược cung cấp của luyện dược sư khác. Hơn nữa nếu có thể phát huy ra tầng thứ 9 của cửu chuyển đan quyết, thậm chí còn có thể luyện chế ra nghịch thiên chi đan, khiến cho người ta trường sinh bất tử. Tiêu Giao Tử giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ, sau đó ông tiếp tục nói. Về quyển thứ ba Chu Thiên Trận là do tổ tiên mất 15 năm đi qua rất nhiều cấm địa mới cảm ngộ ra được một môn đại trận tối cao, khi dùng toàn lực thi triển sẽ đủ để hủy diệt đất trời. Cái này, quyển sau càng trâu bò hơn quyển trước. Nghe Tam Sư Phụ giới thiệu xong, Diệp Phàm không ngừng nuốt nước miếng. Hắn khó tưởng tượng nổi tổ tiên quỷ cốc giỏi cỡ nào mới có thể sáng tạo ra tam đại bí thuật này. Con cầm ba bí thuật này đi nghiên cứu kỹ đi, nếu có thể học được toàn bộ thì sẽ giúp ích cho con rất lớn. Tiêu Giao Tử nhìn Diệp Phàm nói, Tam Sư Phụ, cái này, còn do dự cái gì, tương lai toàn bộ quỷ cốc đều là của con. Nhìn Diệp Phàm do dự, Tiêu Giao Tử thẳng tay đưa ba môn bí tịch này cho Diệp Phàm. Đa tạ Tam Sư Phụ, Diệp Phàm cảm ơn ông. Ngay sau đó, Tiêu Giao Tử bắt đầu chỉnh đốn quỷ cốc, Diệp Phàm ở quỷ cốc khôi phục lại thực lực rồi lập tức rời đi. Hắn dự định đi kiếm các nhìn xem chị em nhà họ Vân. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là khi đến được kiếm các, toàn bộ nơi này đã bị tàn sát không còn một ai. Sau đó Diệp Phàm phát hiện một tờ giấy ở trong kiếm các, bên trên viết nếu chị em nhà họ Vân sống sót thì đi tới Vạn Kiếm Tông. Rõ ràng, kiếm các bị Vạn Kiếm Tông tiêu diệt, mà chị em Vân Thư và Vân Tiêu bị bọn họ bắt đi, tờ giấy này cũng là để lại cho Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, sát ý lại nổi lên. Ngay lập tức, Diệp Phàm chạy tới Vạn Kiếm Tông. Hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu đang bị treo trong Vạn Kiếm Tông, cơ thể cả hai chẳng chịt những vết thương và hơi thở cực kỳ yếu ớt. Tông chủ nhân Tử Vi Đế Tinh sẽ đến thật sao? Lúc này, một trưởng lão của Vạn Kiếm Tông hỏi Cát Vạn Sơn. Nếu như hắn không tới thì sẽ tiếp tục truy nã, còn nếu đến, vậy đây sẽ là nơi chôn cất của hắn. Tóm lại hắn nhất định phải chết, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Báo. Cách mười mấy dặm đã phát hiện ra bóng dáng của chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Chẳng bao lâu, một đệ tử của Vạn Kiếm Tông vội vàng đến báo cáo với Cát Vạn Sơn. Quả nhiên là đến. Vẻ mặt Cát Vạn Sơn tối sầm lại, ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, ra lệnh, lập tức thông báo với các thế lực khác. Vâng,
trưởng lão Vạn Kiếm Tông gật đầu rồi rời khỏi đây. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, hôm nay cứ chờ chết đi. Đôi mắt Cát Vạn Sơn tràn đầy sát ý. 20 phút sau, Diệp Phàm đã xuất hiện trong Vạn Kiếm Tông rồi nhìn thấy hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu đang bị trói. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của hai người, sắc mặt Diệp Phàm rất khó coi, sát ý dâng trào, hắn tiến lên một bước, vung tay lên cắt đứt sợi dây thừng đang trói bọn họ, rồi lao thẳng tới đỡ lấy hai chị em. Diệp Phàm nhanh chóng châm cứu cho hai người, trong khi Cát Vạn Sơn nhìn chằm chằm vào hắn và lạnh lẽo nói, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, sắp chết rồi mà vẫn còn tâm trạng đi quan tâm đến người khác sao, cậu quả thật có tấm lòng nhân hậu đấy. Nhờ châm cứu của Diệp Phàm, vết thương của Vân Thư và Vân Tiêu nhanh chóng ổn định, họ dần tỉnh táo lại và khi nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt không giấu được sự vui mừng. Công tử, tại sao anh lại đến đây? Mau rời đi, bọn họ bắt chúng tôi chỉ để dùng làm mồi nhử đối phó anh mà thôi. Lúc đầu Vân Thư rất vui vẻ, sau đó lại vội vàng khuyên Diệp Phàm. Tôi biết, hai người nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ giao cho tôi. Diệp Phàm đáp rồi đem hai chị em Vân Thư đặt sang một bên, liếc nhìn Cát Vạn Sơn, trước đây tha cho ông một mạng, nhưng xem ra ông thật sự không muốn mạng sống này, vậy hôm nay tôi sẽ giúp ông toại nguyện. Nhóc con, đừng quá kiêu ngạo, hôm nay cậu chết chắc rồi. Cát Vạn Sơn lạnh lùng hét lên. Soạt, soạt, soạt. Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở đây, người nào cũng toát ra hơi thở đáng sợ, trong đó còn có vài cường giả kim đan cảnh. Những người này đều là người của đan môn, thế lực tam đại Phật môn, Điện Thánh Dương và Ngũ Hành Tông. Bọn họ đến để giết Diệp Phàm báo thù. Cậu chính là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh sao? Chính cậu đã giết môn chủ đan môn của chúng tôi. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão của đan môn một cường giả kim đan cảnh lạnh lẽo hỏi Diệp Phàm. Là tôi giết, Diệp Phàm nhàn nhạt đáp. Nếu như vậy hãy đền mạng cho môn chủ đi. Thái Thượng trưởng lão giận dữ hét lên, ông ta vừa vung tay, một quả cầu lửa liền xuất hiện, đây chính là đan hỏa độc nhất của luyện đan sư. Ông ta điều khiển đan hỏa bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp rồi tấn công về phía Diệp Phàm. Đòn tấn công này đáng sợ hơn nhiều so với đòn tấn công của các cường giả kim đan cảnh thông thường. Diệp Phàm nhìn ngọn lửa đang lao tới, toàn thân ngay lập tức nóng bừng lên, giống như đang bị nướng trong lò lửa vậy. Giết, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, vung kiếm chém ra. Tu La kiếm trong tay hắn liền bùng phát ra một đạo kiếm quang cường đại. Sau trận chiến khốc liệt với tam đại trưởng lão của quỷ cốc, sức chiến đấu của Diệp Phàm lại tăng mạnh, giờ đây nhát kiếm của hắn có thể tùy ý chặn lại đòn tấn công của cường giả kim đan cảnh. Bùm! Ngọn lửa trong nháy mắt đã bị nhát kiếm của Diệp Phàm dập tắt, hơn nữa nhát kiếm của hắn còn không ngừng đâm về phía Thái Thượng trưởng lão của đan môn, khiến sắc mặt ông ta tối sầm lại rồi nhanh chóng đưa tay cản lại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Thái Thượng trưởng lão không ngừng bị đòn tấn công của Tu La kiếm đẩy lùi. Ông ta hung hãn dậm chân, liền đứng vững trở lại. Thế nhưng Diệp Phàm lại vung Tu La kiếm và chém về phía ông ta. Bùm! Diệp Phàm đã thi triển nhát kiếm thứ 6 của cửu kiếm Tu La khiến Thái Thượng trưởng lão đan môn ngay lập tức quỳ xuống đất. Chân ông ta quỳ chặt trên mặt đất rồi tạo thành hai cái hố sâu, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, miệng cũng đã hộc máu. Chết đi! Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên tia sát ý. Hắn dùng lực khiến Tu La kiếm không ngừng áp sát về phía Thái Thượng trưởng lão của đan môn. Phồng phập. Trong chốc lát, ông ta vô cùng đau đớn, không ngừng phun ra máu. Bùm. Lúc này Cát Vạn Sơn nhanh chóng ra tay, một đạo kiếm quang lao thẳng về phía Diệp Phàm. Bùm. Diệp Phàm vung kiếm chặn lại, nhờ vậy mà Thái Thượng trưởng lão của đan môn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt tái nhợt, biểu tình cực kỳ khó coi. Không ngờ sau mấy ngày không gặp, thực lực của cậu lại tăng lên nhiều như vậy. Xem ra không thể để cậu còn sống trên đời này. Cát Vạn Sơn lạnh lẽo hét lên. Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn giết tôi, chờ kiếp sau đi. Diệp Phàm khinh thường nói. Chúng tôi có thể không giết được cậu, nhưng có thêm nó, cậu hôm nay nhất định phải chết. Cát Vạn Sơn hừ lạnh rồi vẫy tay một cái, 9 người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện trong Vạn Kiếm Tông. 9 người họ đang lẩm bẩm điều gì đó. Trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện một đống linh thạch, những viên linh thạch này còn tỏa ra ánh sáng. Cửu khúc hoàng hà trận. 9 người liền hét lớn, mỗi người thi triển một đạo ấn quyết tiến vào linh thạch. Sau đó, tất cả linh thạch trước mặt đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, 9 tia sáng này hòa vào bầu trời phía trên Diệp Phàm, bộc phát ra ánh sáng có thể sánh ngang với ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Phàm.
Diệp Phàm cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc nồng nặc, bốn phía đều là những tiếng gầm đáng sợ, năng lượng của luồng ánh sáng này cuồn cuộn ngất trời như muốn hủy diệt tất cả. Diệp Phàm vung Tu La kiếm chém ra nhưng không có tác dụng, hắn khẽ cau mày, xem ra trận pháp này không hề đơn giản. Mặc dù hắn đã phá rất nhiều trận pháp ở quỷ cốc, nhưng hiển nhiên trận pháp trước mặt không dễ bị phá vỡ như vậy. Bên ngoài trận pháp, một nhóm người chợt xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có râu mặc áo choàng trắng, đứng bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ. Tộc trưởng Gia Cát, ông tới rồi. Lúc này Cát Vạn Sơn nhìn người đàn ông trung niên, nói. Người này chính là Gia Cát Thiên Thu, tộc trưởng của tộc Gia Cát. Cát Tông Chủ, trận pháp của tôi khá tốt chứ? Gia Cát Thiên Thu cười nói. Tộc trưởng Gia Cát, tên nhóc này chính là chủ nhân của Tử Vi Đế Tinh, thực lực của hắn rất cường đại, trận pháp này thật sự có thể giết chết hắn chứ? Cát Vạn Sơn nghiêm túc hỏi. Trận pháp này là trận pháp đỉnh cấp nhất của tộc Gia Cát chúng tôi. Năm đó Tổ tiên Võ Hầu đã sử dụng trận pháp này để giết chết trăm vạn đại quân, cho dù là cường giả kim đan cảnh bị vây nhốt cũng phải chết, ông yên tâm đi. Gia Cát Thiên Thu tự tin hừ một tiếng. Vậy là được rồi. Nghe thấy Gia Cát Thiên Thu nói vậy, Cát Vạn Sơn liền thở phào nhẹ nhõm. Hừ, chỉ dựa vào một đám phế vật như các người cũng xứng thi triển cửu khúc hoàng hà trận sao. Đột nhiên có một tiếng mắng chửi lạnh lẽo từ xa truyền đến. Bùm! Trên hư không, một bát trận đồ khổng lồ liền tấn công về phía trận pháp đang trấn áp Diệp Phàm. Bát trận đồ! Sắc mắt Gia Cát Thiên Thu thay đổi trong nháy mắt, kinh hãi hét lên. Ầm! Bát quái trận ập xuống đánh tan cửu khúc hoàng hà trận đang vây sát Diệp Phàm, sau đó bát quái trận cũng tự tan đi. Chín người thi triển trận bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất điên cuồng hộc máu. Lúc này sắc mặt của đám người Cát Vạn Sơn, Gia Cát Thiên Thu, Thái Thượng trưởng lão Đan Môn cực kỳ khó coi. Một tiếng bước chân nặng nền truyền đến. Một người phụ nữ che mặt xuất hiện ở đây, người này chính là Gia Cát Cẩn. Diệp Phàm thấy Gia Cát Cẩn xuất hiện, ngạc nhiên nói, sao cô lại đến đây? Chủ nhân, Gia Cát Cẩn cung kính kêu, liếc nhìn về phía Gia Cát Thiên Thu và người phụ nữ bên cạnh ông ta, tôi đến báo thù. Cẩn Nhi, là con. Gia Cát Thiên Thu nhận ra Gia Cát Cẩn, biến sắc, người phụ nữ bên cạnh ông ta nhìn thấy Gia Cát Cẩn, khinh thường nói, con tiện nhân mày cũng dám bước vào tiểu thế giới, mày quên lời nói của tao rồi sao? Gia Cát Cẩn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, từ Thiên Kiều, những lời bà nói với tôi, những chuyện bà làm với tôi, đời này tôi sẽ không quên, hôm nay chúng ta tính sổ lần lượt đi. Ha ha, tính sổ với tao, mày là cái thá gì, mày tưởng mày còn là đại tiểu thư tộc Gia Cát. Từ Thiên Kiều khinh thường nói, Gia Cát Thiên Thu lạnh lùng quát, vô lễ, sao còn lại ăn nói với dì Thiên Kiều như vậy, hiện tại Thiên Kiều là phu nhân tộc Gia Cát, không được vô lễ như vậy. Đủ rồi, ông đã không còn là cha tôi, ông không có tư cách dạy bảo tôi. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, mày, Gia Cát Thiên Thu tức giận chỉ tay vào Gia Cát Cẩn, Từ Thiên Kiều nhìn Gia Cát Thiên Thu, oán giận nói, Thiên Thu, ông nhìn xem ông nuôi cái đổ vô ơn kia bao nhiêu năm. Hiện tại không coi ông ra gì, tôi thấy nên giải quyết cái đổ vô ơn này thì sớm. Gia Cát Thiên Thu nhìn Gia Cát Cẩn, vừa rồi mày thi triển bát trận đồ. Bát trận đồ ở trong tay mày. Đúng vậy. Gia Cát Cẩn thừa nhận. Giao ra bát trận đồ, nể tình cha con, tao có thể tha cho mày một mạng. Gia Cát Thiên Thu lạnh nhạt nói, còn Từ Thiên Kiều thì tỏ vẻ không vừa lòng. Tôi nói, ông đã không còn là cha tôi. Hơn nữa loại người ích kỷ như ông không xứng có được bát trận đồ của tổ tiên. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói. Sắc mặt Gia Cát Thiên Thu tối sầm lại, Từ Thiên Kiều châm ngòi thổi gió, Thiên Thu, ông thấy chưa, ông coi người ta như con gái, người ta lại không coi ông ta là cha, ông còn khách khí với nó làm gì. Gia Cát, tao hỏi lại mày lần cuối, mày giao hay không giao? Gia Cát Thiên Thu nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn nói thẳng, muốn bát trận đồ, kiếp sau đi. Gia Cát Thiên Thu bộc phát ra thực lực dung hợp cảnh tầng 9, lao về phía Gia Cát Cẩn, muốn cướp đoạt đồ. Diệp Phàm vung kiếm Tu La, đánh bay Gia Cát Thiên Thu ra ngoài. Phụt! Gia Cát Thiên Thu bay ra xa hơn 10 mét, nện trên mặt đất hộc máu. Tộc trưởng! Thiên Thu! Người của tộc Gia Cát và Từ Thiên Kiều thấy Gia Cát Thiên Thu bị thương, biến sắc, hét lớn. Cảm ơn chủ nhân! Gia Cát Cẩn nói. Sau đó đi về phía Gia Cát Thiên Thu và người phụ nữ kia. Con tiện nhân này, mày dám ra tay với cha mày, đúng là cái đổ vô ơn.
Từ Thiên Kiều tức giận chỉ tay vào Gia Cát Cẩn, quát. Gia Cát Cẩn giơ tay tát một cái lên mặt bà ta, Từ Thiên Kiều ngã lăn trên mặt đất, phun máu. Mày dám đánh tao? Từ Thiên Kiều nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Gia Cát Cẩn với ánh mắt khó tin. Từ Thiên Kiều, nếu bà không quyến rũ ông ta, mẹ tôi sẽ không chết, tôi cũng sẽ không bị trục xuất khỏi tộc Gia Cát. Gia Cát Cẩn chỉ tay vào bà ta, gằn từng câu từng chữ, trong mắt tràn ngập lửa giận, còn có vết sẹo trên mặt tôi, chính tay bà đã để lại, lúc tôi bị đuổi khỏi tộc Gia Cát, tôi đã thề không giết bà, vết sẹo trên mặt tôi vĩnh viễn không biến mất. Hôm nay bà đi chết đi. Nói xong, Gia Cát Cẩn nhìn chằm chằm Từ Thiên Kiều, muốn ra tay giết chết bà ta. Mày dám, đại ca của tao chính là... Không. Từ Thiên Kiều hét lên, Gia Cát Thiên Thu cũng hét lên, nhưng đã chậm. Rắc. Gia Cát Cẩn giẫm nát đầu Từ Thiên Kiều, dùng thủ đoạn tàn bạo nhất đối phó với bà ta, có thể thấy được thù hận trong lòng Gia Cát Cẩn sâu đến mức nào. Diệp Phàm đứng bên cạnh cũng hiểu qua chuyện xưa của Gia Cát Cẩn, có vẻ tiểu tam lên ngôi, ép chết vợ cả, còn sỉ nhục con gái vợ cả, cuối cùng đuổi ra khỏi nhà. Nhưng Diệp Phàm không ngờ ở thế giới tu hành này còn sẽ có vở kịch luân lý máu chó như này. Mày! Gia Cát Thiên Thu thấy Từ Thiên Kiều bị giết, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận không nói lên lời. Sao, ông cũng muốn đi xuống gặp bà ta, hay muốn xuống địa ngục sám hối trước mẹ tôi? Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói. Mày biết thân phận của đại ca Thiên Kiều không? Nếu hắn ta biết em gái bị giết, mày biết sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho tộc Gia Cát không? Gia Cát Thiên Thu tức giận nói. Thì sao, tất cả do ông tạo nghiệt. Gia Cát Cẩn lạnh lùng nói, xoay người đi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm liếc nhìn đám người Cát Vạn Sơn đứng xem kịch, lạnh nhạt nói, xem diễn xong rồi, đến lượt chuyện giữa chúng ta. Cát Vạn Sơn biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, cậu muốn làm gì? Tất nhiên là tiễn Vạn Kiếm Tông lên đường. Chẳng nhẽ ông tưởng tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Diệp Phàm khinh thường nói, liếc nhìn Thái Thượng Trưởng Lão Đan Môn, còn có ông cũng là người Đan Môn đúng không, vậy Đan Môn các người cũng lên đường theo bọn họ đo. Sắc mặt đám người Cát Vạn Sơn và Thái Thượng Trưởng Lão Đan Môn rất khó nhìn. Chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, đừng quá ngông cuồng, mặc dù cậu rất mạnh nhưng Vạn Kiếm Tông và Đan Môn ra tay toàn lực, cậu cảm thấy cậu có thể chống đỡ được hả? Cát Vạn Sơn nổi giận nói. Một mình cậu ấy không cản được, vậy thêm tôi thì sao? Thành chủ Thành Thiên vẫn Viên Phong xuất hiện, lạnh nhạt nói. Viên Phong, lại là ông. Cát Vạn Sơn nhìn Viên Phong, tức giận nói. Tiền bối, cảm ơn ngài. Diệp Phàm cúi người cảm ơn. Cậu yên tâm, hôm nay có tôi ở đây, không ai động vào cậu được, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Viên Phong nói thẳng. Ha ha, rất mạnh miệng. Nói những lời này ở Vạn Kiếm Tông, tưởng Vạn Kiếm Tông không có ai hả? Đột nhiên một âm thanh lạnh băng vang lên, truyền khắp Vạn Kiếm Tông. Một kiếm uy vô hình bộc phát, bao phủ Vạn Kiếm Tông, trấn áp mọi người. Không khí Vạn Kiếm Tông như đọng lại, cho người ta cảm giác hít thở không thông. Ngay sau đó, trong đại điện của Vạn Kiếm Tông, một lão giả râu bạc tóc bạc, mặc bộ áo bào trắng đi ra, trên người tràn ngập một luồng kiếm uy khủng bố vô hình, giống như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ. Lão Tổ! Cát Vạn Sơn quỳ xuống hô to. Bái kiến Lão Tổ! Các cao thủ và đệ tử của Vạn Kiếm Tông quỳ xuống đồng thanh cung kính hô to. Lão giả này chính là Lão Tổ Vạn Kiếm Tông, có thể nói tuổi thọ đứng đầu tiểu thế giới. Làm thế lực chúa tể của tiểu thế giới, nội tình của Vạn Kiếm Tông cực sâu xa, vị Lão Tổ này chính là trụ cột của Vạn Kiếm Tông. Lão Tổ Vạn Kiếm Tông nhìn về phía Viên Phong và Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, diễu võ dương oai ở Vạn Kiếm Tông, các ngươi tưởng Vạn Kiếm Tông không người sao? Diệp Phàm và Viên Phong cảm nhận được một luồng kiếm thế khủng bố đè ép xuống, bọn họ bị chấn động liên tục lui về sau. Phụt! Viên Phong hộc máu, cổ họng của Diệp Phàm cũng dâng lên vị dỉ sắt, nhưng bị hắn chặn lại, thúc giục lực lượng trên người ngăn cản kiếm thế khủng bố này. Thực lực của Lão Tổ Vạn Kiếm Tông không hề kém cốc chủ Quỷ Cốc, đạt đến một mức độ khủng bố. Tiểu thế giới này đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp Phàm lẩm bẩm. Lão già này rất mạnh, cậu đi đi, để tôi ngăn cản ông ta. Viên Phong gầm lên. Hôm nay không ai trong các ngươi đi được. Lão Tổ Vạn Kiếm Tông uy nghiêm nói. Hai đạo kiếm quang phụt ra như muốn xé rách trời đất. Đi nhanh. Viên Phong kêu lên, vận chuyển toàn lực đánh về phía Lão Tổ Vạn Kiếm Tông. Lão Tổ Vạn Kiếm Tông vung tay,
hóa tay thành kiếm, chém về phía Viên Phong. Mặc dù một kiếm này lấy tay thay thế, nhưng kiếm khí lại khủng bố hơn cả dùng kiếm, đánh bay Viên Phong, trực ngực có một vết kiếm rất âu, suýt nữa xuyên thủng trái tim. Diệp Phàm biến sắc, vội vàng thi châm trị liệu. Lão tổ, hắn ta chính là chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, hôm nay tuyệt đối không thể tha cho hắn. Cát Vạn Sơn nói, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh. Không ngờ sẽ có ngày lão phu nhìn thấy chủ nhân Tử Vi Đế Tinh trong truyền thuyết. Vị lão tổ này nói, chủ nhân Tử Vi Đế Tinh, nếu hôm nay ngươi tuyên bố thần phục Vạn Kiếm Tông, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Thần phục các ngươi, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm thi châm xong, khinh thường nói. Nếu không muốn thì chết đi. Lão tổ Vạn Kiếm Tông vung tay, một kiếm khí khủng bố xuất hiện lao thẳng về phía Diệp Phàm. Đạo kiếm khí này xé rách không gian, tung hoành trời cao, cho dù cao thủ kim đan cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Phàm chuẩn bị ra tay, cho dù đánh không lại hắn cũng sẽ không lùi bước. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một kiếm quang màu trắng buông xuống chém đứt đạo kiếm khí này của lão tổ Vạn Kiếm Tông. Ai? Đi ra ngoài. Vẻ mặt của lão tổ Vạn Kiếm Tông thay đổi, ông ta đột nhiên hét lên. Đám người của Cát Vạn Sơn cũng kinh ngạc, thật sự có người có thể phá hủy đòn tấn công của lão tổ. Đây là ai? Một lão già sống gần ngàn năm vậy mà lại đi công kích một thiếu niên mới 20 tuổi, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Đột nhiên, một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện ở đây, ông ta mặc áo dài màu trắng, tóc dài xõa trên vai, mày kiếm và đôi mắt sáng, với hai lọn tóc mai rũ xuống trước trán. Người đàn ông này thoạt nhìn thì khoảng ngoài 30 tuổi nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh vô song, đôi mắt như nhìn thấu vạn vật. Khi bước đi, người này dường như hòa hợp với trời đất, toàn thân tràn ngập năng lượng vô hình. Lão tổ. Lúc này, hai chị em Vân Thư và Vân Tiêu nhìn người đàn ông này với vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ ông chính là vị kiếm quân áo trắng của kiếm cắt sao? Đột nhiên, lão tổ của Vạn Kiếm Tông nhìn người đàn ông này và kinh ngạc nói. Kiếm quân áo trắng. Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, kể cả Diệp Phàm. Kiếm quân áo trắng này là lão tổ của kiếm cắt. Ông ta là một nhân vật huyền thoại thống trị tiểu thế giới trong một thời đại, dưới sự lãnh đạo của ông ta, kiếm các đã vọt lên thành thế lực chúa tể, nổi tiếng một thời, nhưng sau đó đối phương lại biến mất một cách bí ẩn. Chẳng lẽ người đàn ông mặc áo dài màu trắng này là kiếm quân áo trắng sao? Đệ tử kiếm các Vân Thư bái kiến lão tổ. Đệ tử kiếm các Vân Tiêu bái kiến lão tổ. Lúc này, hai chị em Vân Thư quỳ xuống và gọi người đàn ông này. Họ đã nhìn thấy bức chân dung của lão tổ kiếm quân áo trắng trong kiếm các, nên chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra đối phương. Thật sự là ông. Không phải ông đã chết rồi sao? Khi lão tổ của Vạn Kiếm Tông nghe được lời nói của chị em Vân Thư, ông ta lập tức xác nhận suy đoán của mình, ánh mắt ông ta dán chặt vào kiếm quân áo trắng. Tôi chưa từng nói là tôi đã chết. Kiếm quân áo trắng cong môi nói. Lão tổ này có hơi trẻ tuổi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vị kiếm quân áo trắng trước mặt, ánh mắt lóe lên. Theo Vân Thư nói, vị kiếm quân áo trắng này là nhân vật cấp lão tổ, nhưng nhìn qua ông ta nhiều nhất cũng mới 30 tuổi, trẻ hơn Cát Vạn Sơn rất nhiều. Tuy rằng người tu hành có thực lực càng mạnh thì càng sống lâu, nhưng muốn ngày càng trẻ lại cũng không dễ dàng như vậy, lão tổ của Vạn Kiếm Tông là một ví dụ điển hình. Kiếm quân áo trắng, hôm nay ông muốn làm gì? Lão tổ của Vạn Kiếm Tông nhìn kiếm quân áo trắng và hét lên. Làm gì sao, Vạn Kiếm Tông các người phá hủy kiếm các của tôi, còn hỏi tôi muốn làm gì? Sắc mặt kiếm quân áo trắng trở nên lạnh lùng, trong mắt mang theo sát ý, một luồng kiếm ý vô hình bộc phát ra, chấn áp về phía lão tổ của Vạn Kiếm Tông, đối phương liên tục bị đẩy lùi về phía sau, miệng hộc máu, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm ông ta, ông đã thấu hiểu kiếm ý của mình đến mức này sao? Sau ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn Vạn Kiếm Tông nữa. Kiếm quân áo trắng lạnh lùng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức, sắc mặt của các thành viên Vạn Kiếm Tông có mặt ở đây đều trông rất khó coi, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và run rẩy. Kiếm quân áo trắng, không ngờ ông biến mất nhiều năm mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên ngoài Vạn Kiếm Tông, lại có hai nhóm người xuất hiện ở đây. Một trong hai nhóm người này là người của Đan Môn, cầm đầu là một ông lão mặc áo bào dài màu đỏ. Sắc mặt u ám, ông ta là lão tổ của Đan Môn. Nhóm người còn lại đều mặc áo tu sĩ, trên đầu có vết sẹo giới, là người của Phật Môn,
dẫn đầu là một vị hòa thượng già mặc áo cà sa màu xám, tay cầm một cây thiền trượng. Tham kiến lão tổ. Thái thượng trưởng lão của đan môn kêu lão tổ của tông môn này. Hỏa lão tam, viêm niệm, hai lão già các người còn chưa chết sao? Kiếm quân áo trắng nhìn hai ông lão, hừ lạnh một tiếng. Người đó là ai? Diệp Phàm nhìn vị hòa thượng già mặc áo cà sa cầm thiền trượng, thắc mắc. Công tử, bọn họ hẳn là Phật tông, thế lực Phật môn mạnh nhất trong tiểu thế giới, và ông lão kia rất có thể là tông chủ của Phật tông. Nghe nói tông chủ của Phật tông là một cao tăng Phật môn đã sống rất lâu, tu vi Phật pháp của ông ấy vô cùng mạnh mẽ. Vân Thư giới thiệu với Diệp Phàm. A Di Đà Phật, kiếm quân thí chủ, đã lâu không gặp, thực lực của ông đúng là càng ngày càng mạnh. Lúc này, vị hòa thượng già cầm thiền trượng đưa một tay ra trước người, nhẹ giọng nói. Ông ta không ai khác chính là Viên Niệm, tông chủ của Phật tông. Viên Niệm, ông đã không ra khỏi Phật tông cả trăm năm phải không? Hôm nay ông tới đây làm gì? Kiếm quân áo trắng nhìn tông chủ của Phật tông, lạnh lùng nói. Hôm nay bần tăng đến đây để lấy lại xá lợi, kho báu quý giá nhất của Phật môn. Viên Niệm liếc nhìn Diệp Phàm, nói, Tử Vi Đế Tinh chi chủ, xin hãy giao xá lợi của Phật môn ra đây. Nếu tôi không giao thì sao? Diệp Phàm nhìn vị hòa thượng già kia, lạnh lùng nói. Nếu không giao sẽ phải chết. Lão tổ của đan môn ở một bên hừ lạnh một tiếng. Nhìn Viên Niệm, ông nói nhảm với cậu ta làm gì? Trực tiếp giết cậu ra, không phải sẽ lấy lại được xá lợi sao? Hôm nay tôi muốn xem ai dám ra tay. Kiếm quân áo trắng khinh thường nói. Kiếm quân áo trắng, chẳng lẽ ông còn muốn bảo vệ tên nhóc này sao? Lão tổ của đan môn lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm quân áo trắng, kiếm quân lạnh nhạt, nói, đúng vậy. Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Lập tức. Một luồng khí tức nóng bỏng và đáng sợ từ trong cơ thể của lão tổ đan môn bộc phát ra, chân nguyên cuồn cuộn thổi quét ra, như một quả cầu lửa đang thiêu đốt xung quanh ông ta, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào vị tông chủ Phật tông bên cạnh, Viên Niệm, tôi sẽ giữ chân ông ta, ông đi giết tên nhãi danh kia đi. Bùm! Lão tổ của đan môn lao thẳng về phía kiếm quân áo trắng và tung một chưởng về phía ông ta. Tông chủ Phật tông nhìn Diệp Phàm một cái, nói, đắc tội. Xoẹt! Trong chốc lát, tông chủ Phật tông đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, vung tay ra định bắt lấy hắn. Nếu ông không muốn thi thể trải khắp Phật tông của mình thì tốt nhất đừng chạm vào đồ đệ của tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai tông chủ Phật tông, khiến sắc mặt ông ta thay đổi, trong lòng run lên, ông ta đột nhiên quay người lại, nhìn thấy một ông lão mặc áo đen đang đứng trước mặt mình, chính là Tiêu Giao Tử, tam sư phụ của Diệp Phàm. Lúc này, lão tổ của đan môn và kiếm quân áo trắng cũng ngừng tấn công, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Ông chui từ đâu ra vậy? Dám xen vào việc của người khác? Lão tổ của đan môn hét vào mặt Tiêu Giao Tử với vẻ mặt tức giận. Bùm! Giây tiếp theo, Tiêu Giao Tử vung tay lên. Trên bầu trời, một tia sấm sét kinh khủng giáng xuống, đánh vào người lão tổ đan môn ngay tại chỗ, đánh cho toàn thân ông ta nổ tung thành hư không. Xoẹt xoẹt xoẹt! Lúc này, tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Diệp Phàm, sắc mặt của những người khác đều thay đổi, vô cùng kinh hãi. Lão tổ tôn nghiêm của đan môn, một trong những cường giả hàng đầu của tiểu thế giới, lại chết như thế này sao? Hơn nữa còn bị một tia sét đánh chết, thật khó có thể tin được. Bọn họ nhìn Tiêu Giao Tử với vẻ mặt sợ hãi, người này chỉ cần vung tay là có thể tạo ra một tia sét, đánh chết lão tổ của đan môn, sức mạnh này thật đáng sợ. Tông chủ của Phật Tông, lão tổ của Vạn Kiếm Tông, đám người của Cát Vạn Sơn, bao gồm cả kiếm quân áo trắng, đều có vẻ mặt nặng nề. Ông cũng muốn đi cùng ông ta sao? Sau khi Tiêu Giao Tử giết chết lão tổ của đan môn, ông ta lạnh lùng nhìn tông chủ Phật Tông, lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, không biết thí chủ là ai? Viên Niệm nhìn Tiêu Giao Tử hỏi. Cốc chủ mới của Quỷ Cốc, Tiêu Giao Tử, ông cũng có thể gọi tôi là Y Thánh Quỷ Cốc. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Nghe được hai chữ Quỷ Cốc. Sắc mặt Viên Niệm hơi thay đổi, liếc nhìn Tiêu Giao Tử nói, thì ra là cốc chủ của Quỷ Cốc, vị Tử Vi Đế Tinh chi chủ này là đồ đệ của thí chủ sao? Đúng vậy, Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Vừa rồi Bần Tăng đã đắc tội, xin lỗi. Viên Niệm trực tiếp dẫn theo người của Phật Tông rời khỏi nơi này. Tam Sư Phụ, sao người lại tới đây? Lúc này Diệp Phàm nhìn Tiêu Giao Tử hỏi. Nếu ta không tới, không phải con sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiêu Giao Tử lạnh lạnh nói, sau đó nói, đúng rồi, ta còn mang cho con một người. Người,
Vẻ mặt Diệp Phàm sửng sốt. Hộ quốc thần tướng. Đột nhiên, bóng dáng Thiên Tôn xuất hiện ở chỗ này, vẻ mặt đầy lo lắng đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Sao ông lại tới đây? Diệp Phàm có chút kinh ngạc khi nhìn thấy hộ vệ bên người của quốc chủ Long Quốc tới đây. Hộ quốc thần tướng, bên ngoài đã hỗn loạn rồi. Bây giờ Long Quốc đang gặp nguy hiểm, cầu xin thần tướng đại nhân hãy theo tôi trở lại Long Quốc ngay lập tức để cứu hàng tỷ người dân của Long Quốc chúng ta. Thiên Tôn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm nói. Xoẹt! Nghe được lời nói của Thiên Tôn, sắc mặt Diệp Phàm liền thay đổi. Long Quốc, biên giới phía Tây Nam. Vào lúc này, ở biên giới đang diễn ra một cuộc đại chiến liên quan đến sự tồn vong của Long Quốc. Hai phe của trận chiến này là quân Thiên Sách và đại quân dị tộc. Đại quân dị tộc này đến từ ngoại vực, vẻ ngoài của chúng hơi khác với con người nên được gọi là dị tộc. Nửa tháng trước, rất nhiều đại quân dị tộc từ ngoại vực đã đến thế giới này, chúng bắt đầu cướp bóc và tấn công các quốc gia trên thế giới một cách điên cuồng. Đại quân dị tộc này cực kỳ đáng sợ, chúng có sức chiến đấu hùng mạnh có thể chống lại đạn pháo và hỏa lực. Vũ khí nóng của các quốc gia trên thế giới cũng bất lực trước đại quân dị tộc, cuối cùng từng nước một bị hủy diệt. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, mấy chục quốc gia đã bị đại quân dị tộc tiêu diệt, hơn phân nửa phương Tây đều thất thủ và trở thành thuộc địa của người dị tộc. Vô số người dân bị giết một cách tàn nhẫn, hàng loạt thành phố đã bị người dị tộc phá hủy, những gia đình nhà tan cửa nát nhiều vô số kể. Toàn bộ thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Trong nửa tháng ngắn ngủi này, ngày càng có nhiều người dị tộc xuất hiện, chúng biến con người thành nô lệ và đồ chơi của chúng. Sau khi hơn nửa phương Tây thất thủ, Long Quốc là quốc gia lớn nhất ở phương Đông đương nhiên cũng bị bọn dị tộc này nhắm tới, chúng đã cử một đại quân đến tấn công Long Quốc. Về phía Long Quốc, Long Soái đã khẩn trương điều động quân Thiên Sách và các đại quân đoàn khác để cùng nhau chống lại đại quân dị tộc. Tuy nhiên, thực lực của từng tên dị tộc này rất đáng sợ, sức chiến đấu của chúng không phải là thứ mà những chiến sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Trong trận chiến đầu tiên, Long Quốc bị tổn thất nặng nề, thương vong hơn 500.000 người, ngay cả Đoạn Thiên Bằng quân đoàn trưởng số 6 và Đoàn Đao quân đoàn trưởng số 8 của quân Thiên Sách cũng tử trận. Mà Mộ Bạch quân đoàn trưởng số 3 và Mục Kình Thiên quân đoàn trưởng số 7 của quân Thiên Sách cũng bị thương nặng và chưa qua cơn nguy kịch. Với thực lực hiện tại của quân Thiên Sách mà họ lại bị tổn thất nặng nề như vậy, có thể thấy đại quân dị tộc này khủng bố đến mức nào. Chỉ trong vài ngày, trong 4 tuyến phòng thủ biên giới lớn của Long Quốc, ngoại trừ tuyến phòng thủ biên giới phía Tây Nam thì 3 tuyến còn lại đều bị đại quân dị tộc đánh tan. Bọn chúng hừng hực khí thế chiếm đóng 4 quận lớn của Long Quốc. Biến hàng trăm triệu người Long Quốc trở thành nô lệ, chịu đựng sự áp bức và bóc lột của chúng. Hôm nay, đại quân dị tộc lại lần nữa phát động cuộc tấn công vào biên giới phía Tây Nam còn lại của Long Quốc. Một khi biên giới phía Tây Nam thất thủ, Long Quốc sẽ thực sự bị bao vây tứ phía và trở thành cá trong chậu, lúc đó kết cục của Long Quốc chỉ còn một con đường mất nước. Vì vậy, quốc chủ Long Quốc đã hạ tử lệnh phải bảo vệ biên giới phía Tây Nam bằng mọi giá. Vì tầm quan trọng của trận chiến này nên toàn bộ quân Thiên Sách đều được phái đi, người của Diệp Phàm, Huyết Phu, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ, Nhị Hổ, Long Kỵ Quân Chủ, Sa Tăng, Đại Đế Caesar, đám người Tần Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng tất cả đều ra tay, cùng nhau tham gia vào trận chiến này. Trong đó, Tần Chính, Hiên Viên Bất Bại và Ân Nhân Hoàng đã huy động tất cả các cường giả từ hoàng tộc của mình. Ngoài ra các thế lực trong giới võ đạo và các thế lực ẩn thế của Hiệp hội ẩn thế của Long Quốc cũng tham gia vào trận chiến này, tất cả đều muốn giúp Long Quốc bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng. Lúc này, ở biên giới, Thiên Khuyết quân đoàn trưởng số 1 của quân Thiên Sách đang dẫn quân Thiên Sách chiến đấu điên cuồng với đại quân dị tộc, nhóm người Đông Phương Hạo Thiên cũng bày ra thực lực mạnh mẽ của họ. Tuy nhiên, sức chiến đấu của những người dị tộc này còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là khi chúng hoàn toàn không thể được gọi là con người mà là một nhóm người biến dị có sức chiến đấu áp đảo, Long Quốc tuy rằng hội tụ rất nhiều cường giả nhưng vẫn rơi vào thế bất lợi. Sau hơn nửa tiếng giao tranh, ở phía Long Quốc, quân Thiên Sách và các đại quân đoàn khác đều bị tổn thất nặng nề, các quân đoàn trưởng còn lại cũng bị thương nặng, nhóm người Đông Phương Hạo Thiên và Đại Hổ Nhị Hổ tất cả đều bị thương. Bùm! Khi một tiếng bùm vang lên, Đại Ma Vương Sa Tăng đã đấm chết một tên dị tộc, bực bội nói. Những người được gọi là người dị tộc này đến từ đâu vậy? Thế quái nào mà bọn chúng lại mạnh đến mức này? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta đều phải đều chết ở đây. Hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này, lần này đại quân dị tộc hung hãn kéo tới, hiển nhiên là chúng muốn đột phá phòng tuyến cuối cùng của Long Quốc, chúng ta nhất định phải bảo vệ nó. Đại đế Caesar trầm giọng nói.
bằng mọi giá chúng ta phải kiên trì cho đến khi chủ nhân trở về. Đại hổ lạnh lùng hét lên, anh ta vung nắm đấm, bùng nổ sức mạnh thiên bẩm, điên cuồng giết chết những người dị tộc. Sức chiến đấu của đàn kiến các ngươi cũng khá lắm, không ngờ trên hành tinh cấp thấp này cũng có một ít cao thủ đấy. Lúc này, một người dị tộc có khuôn mặt ngăm đen, toàn thân mọc đầy vảy đen, đôi bàn tay thon dài và sắc bén như móng vuốt đại bàng từ đại quân dị tộc bước ra. Người này lạnh lùng nhìn nhóm người Đông Phương Hạo Thiên, hừ lạnh nói. Bọn dị tộc các người xâm phạm Long Quốc ta, xa mấy cũng giết. Đồ phu quân đoàn trưởng số 4 của quân Thiên Sách cả người đầy máu nhìn tên dị tộc này hét lớn. Tên dị tộc toàn thân có vảy đen liếc nhìn đồ phu, cơ thể gã cử động, trong giây lát đã đến trước mặt đồ phu, gã dùng một móng vuốt tóm lấy đầu hắn ta, muốn bóp chết hắn ta. Đồ phu dùng hết sức lực đấm ra, một đấm này va chạm với móng vuốt của đối phương, phát ra một tiếng động cực lớn. Răng rắc. Ngay lập tức, xương tay của đồ phu bị gãy, máu tươi bắn ra tung tóe, hắn ta bị đánh bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích, loài người các ngươi thật đúng là thứ rác rưởi. Tên cường giả dị tộc vẫy móng vuốt sắc nhọn của mình, khinh thường nói. Lúc này, đại hổ và nhị hổ hét lên một tiếng chói tai, vùng nắm đấm đập mạnh vào gã. Sức mạnh bẩm sinh của cả hai cùng lúc đánh về phía tên dị tộc này. Trong phút chốc, nắm đấm của bọn họ đánh vào lớp vảy đen trên cơ thể tên dị tộc, phát ra một tiếng động cực lớn, kết quả là đối phương không chút sức mẻ mà trên tay họ lại dính đầy máu. Ngay lập tức, tên cường giả dị tộc vung móng vuốt ra cắt đứt một miếng thịt lớn từ hai người đại hổ nhị hổ. Cơ thể đại hổ, nhị hổ liên tục lui về sau, chỗ bị mất một miếng thịt máu chảy đầm đìa, bọn họ chịu đựng đau đớn nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngay sau đó, Hiên Viên Bất Bại cầm Hiên Viên kiếm lao thẳng vào tên cường giả dị tộc, mà một đòn này cuối cùng cũng có tác dụng, khiến gã liên tục lùi về phía sau. Ngay lập tức, Tần Chính cầm Thái A kiếm cũng nhân cơ hội chém ra một nhát, tên cường giả dị tộc đang chống lại thế công của Hiên Viên Bất Bại nhìn thấy Tần Chính chém tới thì vung móng vuốt ra để ngăn cản. Kết quả là móng vuốt sắc bén của tên cường giả dị tộc không thể ngăn được lưỡi kiếm sắc bén của Thái A kiếm, móng của gã trực tiếp bị chặt đứt. A! Tên cường giả dị tộc hét lên thảm thiết, toàn thân bị ép lùi lại, chỗ đứt tay không ngừng chảy máu. Loài người ti tiện các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Ta muốn các ngươi phải chết. Lập tức, tên cường giả dị tộc gầm lên giận dữ, trong mắt gã lóe lên tia sáng chết chóc màu đen, ánh sáng đen vô tận từ cơ thể gã bắn ra, tạo thành một sức mạnh hủy diệt. Trong chớp mắt, hơi thở của tên cường giả dị tộc này tăng lên mấy cấp độ, đến mức khiến tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy ngạt thở. Chết! Đường Sở Sở nhìn tên cường giả dị tộc lạnh lùng quát. Khụ khụ khụ! Tên cường giả dị tộc ho khan một hồi, gã nhìn Đường Sở Sở đang định nói gì đó thì từ xa bỗng truyền đến một tiếng vỗ tay. Lúc này, một nhóm người xuất hiện tại đây, dẫn đầu là người đàn ông thần bí đã xuất hiện ở ngoại vực trước đó, theo sau là một nhóm người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen, đôi mắt ai nấy đều lạnh lẽo hệt như thần chết của địa ngục. Người đàn ông thần bí nhìn Đường Sở Sở vỗ tay. Cười nói, không ngờ ở đây lại có người đẹp tuyệt sắc như cô, hơn nữa lại còn có thể chất đặc biệt, cô thật sự là một người bạn đời vô cùng hoàn mỹ để tu hành. Công tử, tên cường giả dị tộc bị Đường Sở Sở đánh bại nhìn người đàn ông thần bí, vội vàng đứng dậy đi về phía hắn ta. Hắc Lân, vậy mà ngươi lại bị một người phụ nữ đánh bại. Người đàn ông thần bí liếc nhìn tên cường giả dị tộc, gã trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn ta, cúi đầu nói, công tử, là lỗi của tôi. Đột nhiên, người đàn ông thần bí vung tay ra đập vào đầu của tên cường giả dị tộc, khiến cả đầu gã vỡ vụn, máu bắn tung tóe khắp nơi, hiện trường lập tức đẫm máu. Tộc Thiên U ta không cần thứ vô dụng. Sau khi người đàn ông thần bí giết chết tên cường giả dị tộc, hắn ta lau tay, lạnh lùng nói. Đường Sở Sở cau mày nhìn người đàn ông này, trầm giọng nói, anh là thủ lĩnh của bọn họ. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì à? Rất đơn giản. Chinh phục hành tinh này, biến tất cả con người trên hành tinh này thành nô lệ cho tộc Thiên U ta, phục vụ cho bọn ta. Người đàn ông bình tĩnh nói, dường như việc chinh phục hành tinh này đối với hắn ta không hề khó, sau đó hắn ta lại nhìn chằm chằm vào Đường Sở Sở, đương nhiên, cô không cần làm nô lệ, cô có thể làm người phụ nữ của bổn thiếu. Anh nằm mơ đi. Nghe người đàn ông nói muốn mình làm người phụ nữ của hắn ta, Đường Sở Sở không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức. Tính tình cũng mạnh mẽ lắm, nhưng biết sao đây ta lại thích cô như thế này, như vậy mới có cảm giác chinh phục.
Người đàn ông nhìn Đường Sở Sở cười quyến rũ, nói, chờ bổn thiếu chiếm được hành tinh này thì sẽ có nhiều thời gian chơi đùa với cô, bổn thiếu nhất định sẽ chinh phục được cô. Sắc mặt Đường Sở Sở trở nên lạnh lùng, cô trực tiếp lao đến tấn công hắn ta. Ngay lập tức, người đàn ông bước ra một bước, trên người hắn ta đột nhiên bùng phát ra một luồng hơi thở thần bí áp chế Đường Sở Sở. Đường Sở Sở bị luồng hơi thở thần bí này áp chế bay ra ngoài, cô ngã xuống đất nôn ra máu, cơ thể bị nội thương vô cùng nặng. Phu nhân. Lúc này, khi nhóm người Đông Phương Hạo Thiên nhìn thấy Đường Sở Sở bị thương, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, đồng loạt lao về người đàn ông đó. Đám người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen phía sau người đàn ông đột nhiên ra tay, tốc độ bọn họ cực nhanh, trực tiếp đánh bay nhóm người Đông Phương Hạo Thiên khiến tất cả đều bị thương, ngã xuống đất nôn ra máu. Người đàn ông mỉm cười đi về phía Đường Sở Sở, trên người hắn ta tản ra hơi thở bao trùm lấy cô, khiến cô không thể cử động. Không cần giãy giụa, bổn thiếu thích cô rồi, cô không trốn thoát khỏi tay ta đâu. Người đàn ông đi tới trước mặt Đường Sở Sở, hắn ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay ra muốn sờ lên mặt cô. Sắc mặt Đường Sở Sở trông cực kỳ khó coi, cô không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương nhưng hoàn toàn vô ích. Ngay khi chỉ còn một giây nữa là tay hắn ta chạm vào mặt cô. Bà xã tao là người mà mày có thể chạm vào hà? Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn vang lên bên tai người đàn ông. Vợ của ta là người mà ngươi có thể chạm vào sao? Ngay khi người đàn ông ngoại quốc chuẩn bị đưa tay chạm vào má Đường Sở Sở thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo một cỗ sát khí vô hình. Phút, người đàn ông nheo mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lao về phía mình, ngay sau đó là một đạo kiếm quang màu máu chém thẳng về phía hắn. Người đàn ông đánh ra một chưởng ngăn cản kiếm quang của đối phương. Ầm, tiếng nổ vang như sấm, người đàn ông lùi về sau mấy bước, kiếm quang cũng bị phá hủy. Lúc này, bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện cầm tu la kiếm trong tay với vẻ mặt đằng đằng sát khí, phía sau hắn là Thiên Tôn, chị em Vân Thư, còn có Viên Phong và Tam Sư Phụ Tiêu Giao Tử. Khi Diệp Phàm đại chiến ở Vạn Kiếm Tông, Tam Sư Phụ dẫn theo Thiên Tôn xuất hiện, để hắn biết bên ngoài tiểu thế giới đã thay đổi rất lớn, đại quân của dị tộc thần bí xâm lấn, Long Quốc đang gặp nguy hiểm. Diệp Phàm không hề do dự, đầu tiên là ra tay diệt Vạn Kiếm Tông, sau đó lập tức chạy đến, mà Bạch Y Kiếm Quân lại để cho chị em Vân Thư đi với hắn, vì sao Viên Phong cũng đi cùng thì Diệp Phàm không hỏi nhiều. Anh Tiểu Phàm, Thiếu Chủ Nhân, Đường Sở Sở, Thiên Khuyết. Huyết Phu, Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm xuất hiện thì kích động hô lên. Lúc này, trái tim treo lơ lửng trong lòng bọn họ cuối cùng cũng được thả lỏng. Chỉ cần có Diệp Phàm ở đây thì không cần lo lắng gì nữa, cho dù đối mặt với đại quân cường đại của dị tộc, bọn họ tin Diệp Phàm nhất định có thể đối phó. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phàm chính là sự tồn tại vô địch. Ngươi là ai? Người đàn ông dị tộc kia hừ lạnh nhìn Diệp Phàm. Sở Sở, không sao chứ? Diệp Phàm bước nhanh tới bên cạnh Đường Sở Sở, quan tâm nói. Anh Tiểu Phàm, em không sao. Cuối cùng anh cũng trở về, thật tốt quá. Đường Sở Sở ôm chầm lấy Diệp Phàm, mừng rỡ như điên. Sở Sở, xin lỗi, để cho mọi người chịu khổ nhiều như vậy, chuyện kế tiếp giao lại cho anh. Diệp Phàm an ủi, ánh mắt hắn nhìn về phía người đàn ông dị tộc, dám động đến vợ ta, người muốn chết. Ngay lập tức. Diệp Phàm thi triển Tu La Cửu Kiếm, sáu kiếm đầu đồng thời bộc phát ra, hóa thành Tu La Kiếm Quang, chém về phía đối phương. Lúc này, Diệp Phàm đã bộc lộ sức chiến đấu tới cực hạn. Người đàn ông kia thấy Diệp Phàm đánh tới thì ánh mắt lộ ra tia sắc lạnh, hai tay kết ấn, khí tức quanh thân lạnh tới thấu xương, giống như đến từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Thiên U Ấn. Đối phương hô lên, đại ấn đen kịt đánh về phía Diệp Phàm. Đại ấn tản ra khí tức lạnh lẽo, hình thành một vòng xoáy ở trên không, bên trong tản ra hơi thở đáng sợ, giống như địa ngục chân chính, muốn nuốt trọn Diệp Phàm. Ầm ầm. Ngay sau đó, đại ấn của đối phương va chạm với kiếm quang của Diệp Phàm, giống như sao hỏa va vào trái đất, truyền ra tiếng nổ rung trời. Sắc sắc sắc. Từng tấc đất dưới chân hai người nứt toác, hình thành một hố sâu lớn dài tới mấy chục mét. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công này, thân thể hai bên lần lượt lùi về phía sau, nhìn qua giống như không phân biệt được cao thấp. Với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, người có thể đánh ngang tay với hắn cũng không có mấy người, rõ ràng sức chiến đấu của người này rất mạnh, ít nhất cũng phải đạt tới kim đan.
không ngờ thế hệ trẻ tuổi lại còn có cường giả như ngươi, xem ra là ta đã xem thường các người rồi. Người đàn ông dị tộc lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thiên U Chi Mâu. Người đàn ông hô lên, hai tay siết chặt vuốt trước mắt, ngay sau đó đồng tử chuyển động, giống như sinh ra một ma lực nào đó. Diệp Phàm nhìn hai tròng mắt đối phương, trong lòng bỗng sợ hãi, lúc này đôi mắt của hắn ta giống như vong linh tới, khiến hắn có cảm giác như rơi xuống địa ngục, cái chết gần kề. Nhiếp hồn đoạt phách. Người đàn ông dị tộc lại lớn tiếng hô, trong mắt bắn ra tia sáng khiếp người, giống như ánh sáng cửu u chiếu thẳng vào hai mắt Diệp Phàm. U u. Trong nháy mắt, ánh sáng xông vào mắt Diệp Phàm khiến đồng tử bắt đầu giãn ra, ý thức dần trở nên hỗn loạn, linh hồn như bị cắn nuốt. Không xong rồi. Lúc này, những thủ hạ của Diệp Phàm nhìn thấy vậy thì vẻ mặt ai nấy đều rất lo lắng. Hình như công tử bị khống chế rồi. Vân Thư cau mày nói. Chúng ta có ra tay không? Ánh mắt Phiên Phong nhìn về phía tam sư phụ của Diệp Phàm Tiêu Giao Tử. Chưa vội, chút thủ đoạn này không làm gì được thằng bé. Tiêu Giao Tử lắc đầu, bình tĩnh nói. Ngay khi công kích của người kia sắp thực hiện được, đột nhiên trong đầu Diệp Phàm bộc phát ra một cỗ lực lượng tinh thần khủng bố, ý thức lập tức thanh tỉnh lại. Phút, đôi mắt vốn đang giãn ra của Diệp Phàm lập tức bắn ra tinh quang bốn phía, cỗ lực lượng tinh thần bộc phát, hóa thành sức mạnh vô hình tấn công người đàn ông dị tộc kia. Làm sao có thể? Người đàn ông nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà có thể thoát khỏi khống chế của Thiên U Chi Mâu, vẻ mặt đối phương thay đổi, trở nên vô cùng khiếp sợ. Chiêu đồng thuật này của hắn, chính là thần thông huyết mạch của tộc Thiên U, mặc dù vừa mới luyện thành không bao lâu, nhưng một khi thi triển, cho dù người có cảnh giới mạnh hơn thì cũng sẽ bị khống chế chỉ trong giây lát, trở thành nô lệ của hắn, nhưng người trước mắt này lại thoát Thiên U Chi Mâu nhanh như vậy, hơn nữa còn tiến hành phản kích, điều này khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà tình huống hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, công kích tinh thần của Diệp Phàm đã giáng xuống, hắn cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng tinh thần khủng bố để ngăn lại. Hai cỗ lực lượng vô hình va chạm, truyền ra tiếng nổ như sấm, không khí xung trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Bịch bịch bịch. Dưới đòn tấn công này, cơ thể người đàn ông dị tộc run lên, hắn rên rỉ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể liên tục lui về phía sau. Rõ ràng hắn đã rơi vào thế hạ phong, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không ngờ ngươi lại cất giấu sức mạnh tinh thần cường đại như vậy. Tu La Cửu Kiếm. Kiếm thứ bảy. Diệp Phàm không cho đối phương cơ hội nhiều lời, hắn mạnh mẽ thi triển ra kiếm thứ bảy trong Tu La Cửu Kiếm. Nhát kiếm chém xuống mang theo kiếm quang đỏ rực dài nghìn trượng, cỗ uy áp vô hình trấn áp người đàn ông dị tộc, khoảng không truyền ra tiếng nổ vang dội. Vẻ mặt người đàn ông kia khựng lại. Hắn dùng toàn lực ngăn cản, kết quả bị kiếm quang trấn áp quỳ xuống đất, miệng phun ra máu, gương mặt trở nên vặn vẹo, có vẻ rất đau đớn. Công tử! Lúc này, những cường giả dị tộc lập tức thay đổi sắc mặt, toàn bộ lao về phía Diệp Phàm, thi triển ra công kích khủng bố. Mà lúc này, Viên Phong, Vân Thư, Vân Tiêu cũng ra tay, ngăn cản công kích của cường giả dị tộc. Chết! Diệp Phàm nhìn chằm chằm người đàn ông dị tộc kia bằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn gầm lên đầy giận dữ. Dùng toàn lực để phát huy ra kiếm thứ bảy của Tu La Cửu Kiếm, muốn chém đối phương thành hai nửa. Người đàn ông dị tộc dốc hết sức ngăn cản lần tấn công này, vẻ mặt hắn đỏ bừng. Phụt! Rất nhanh, đối phương lại hộc máu, ánh mắt lộ ra tia thống khổ, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè nổ. Hắn vội vàng dùng năng lượng huyết mạch trong cơ thể tộc Thiên U để ngăn cản nhát kiếm của Diệp Phàm. Đi chết đi! Diệp Phàm gầm lên! Hắn không ngừng kích phát ra lực lượng của Tu La Kiếm để trấn áp người đàn ông ngoại quốc này, muốn lấy mạng hắn ta. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh thấu xương truyền đến. Xa xa một bóng người lao nhanh tới, đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Đòn tấn công mang theo khí thế cuồn cuộn, vượt qua uy áp kim đan. Vẻ mặt Diệp Phàm khựng lại, hắn vung kiếm ngăn cản, thân thể bị lui mạnh về sau. Người kia vọt tới nói với gã dị tộc. Công tử người không sao chứ? Giết hắn. Gã đàn ông dị tộc dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này, bóng dáng kia lần nữa lao về phía Diệp Phàm, đối phương đánh ra một chưởng trấn áp không gian, Diệp Phàm cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cút. Đột nhiên, thân hình Tiêu Giao Tử quỷ mị đứng trước mặt Diệp Phàm, ông vung tay lên khiến bóng người kia bay ra ngoài, cơ thể nện trên nền đất điên cuồng hộc máu, chưa kịp nói câu nào đã tắt thở. Thấy vậy, vẻ mặt của gã dị tộc kia biến đổi, hắn dùng lực lượng huyết mạch đứng dậy bỏ chạy.
Khụ khụ. Diệp Phàm vừa rồi bị thương còn đang ho khan, cũng không truy đuổi đối phương, Tiêu Dao Tử đương nhiên sẽ không ra tay với vãn bối. Rút lui. Rút lui. Gã dị tộc kia bỏ chạy, đại quân của bọn họ cũng lựa chọn rút lui, thi nhau chạy trối chết. Trận chiến này, cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau đó, đám người Quân Thiên Sách ngụm thở hổn hển, tất cả sức cùng lực kiệt, mỗi người đều bị thương ở mức độ khác nhau. Thi thể dưới chân bọn họ chồng chất như núi, không khác gì địa ngục nhân gian. Trận chiến này, Quân Thiên Sách đánh chỉ còn lại có 7-8 vạn người, đủ thể thấy được thảm liệt cỡ nào. Cảm ơn Tam Sư Phụ. Diệp Phàm nói với Tam Sư Phụ, đối phương đáp, thực lực của đám người dị tộc này không đơn giản, xem ra thông đạo bên trong ngoại vực đã bị bọn họ mở thông rồi. Thông đạo ngoại vực, Tam Sư Phụ người có biết đám dị tộc này có lai lịch gì không? Diệp Phàm tò mò nhìn Tiêu Dao Tử. Lúc trước hắn đối phó với Thiên Thần Điện ở ngoại vực, sau lưng bọn họ có người muốn ra tay với hắn, nhưng Tứ Sư Phụ đã giết chết đối phương, khi đó Tứ Sư Phụ cũng gọi là dị tộc. Chỉ là Diệp Phàm cũng không hiểu dị tộc là như thế nào. Ở ngoại vực có một thông đạo nối liền thời không, người ở bên không gian khác được chúng ta gọi là dị tộc, mười mấy 20 năm trước từng có dị tộc đi qua thông đạo đến ngoại vực, sau đó tứ sư phụ của con đã có một cuộc chiến ác liệt với bọn họ, nhưng khi đó dị tộc chỉ là một đám có thực lực mạnh hơn võ giả bình thường một chút, bởi vì thông đạo kia vẫn chưa hoàn toàn bị mở thông, vẫn có hạn chế, dị tộc có thực lực quá mạnh thì sẽ không thể đi qua được thông đạo kia. Hơn nữa bọn họ cũng không thể qua quá nhiều người. Tiêu Dao Tử nói. Diệp Phàm nghe xong thì vô cùng khiếp sợ y, hắn không nghĩ tới bên ngoài thế giới này lại còn có một thời không khác. Tầm mắt của hắn lại được mở rộng. Hôm nay nhiều dị tộc tới đây như vậy, hơn nữa ngay cả cường giả mạnh hơn Kim Đan cũng có, rõ ràng thông đạo ngoại vực đã bị bọn họ mở thông, đối phương có ý định xâm lấn địa cầu, khống chế toàn bộ thế giới này. Tiêu Dao Tử tiếp tục nói. Không sai. Đây chính là mục đích của những dị tộc kia, hiện tại phương Tây đã có mấy chục quốc gia bị bọn họ tiêu diệt, hàng tỷ dân trở thành nô lệ của họ, mặc cho họ sai khiến, sống không bằng chết. Ngay cả Long Quốc, ba phòng tuyến ở biên giới đã bị bọn họ công phá, bốn quận lớn trở thành địa bàn của dị tộc, hàng trăm triệu người dân Long Quốc bị bọn họ khống chế. Lúc này, nguyên soái Long Quốc Long Chiến Thiên lên tiếng nói. Diệp Phàm nghe xong thì nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không ngờ dị tộc xâm lấn đã nghiêm trọng tới mức độ này. Xem ra nếu không mau chóng tiêu diệt những dị tộc này, thì toàn bộ thế giới sợ là sẽ trở thành đồ chơi của bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng rồi, nhị sư phụ con đâu? Không phải ông ấy đang ở Thiên Hải sao? Vì sao không thấy ông ấy ra tay? Đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng hỏi, trước khi hắn đi tiểu thế giới, đã bảo nhị sư phụ đợi ở Thiên Hải, bảo vệ đường sở sở. Nhưng hôm nay chẳng biết vì sao mãi không thấy ông xuất hiện. Minh chủ Võ Minh đã đi Long Cấm rồi. Long Chiến Thiên lên tiếng. Long Cấm, đó là nơi nào? Diệp Phàm nhướng mày, trước đó hắn đã không ít lần nghe nói qua Long Cấm, nhưng cũng không rõ Long Cấm là nơi như thế nào. Long Cấm chính là một cấm địa ở sâu trong Long Quốc Đế Đô, đó là một di tích chiến trường cổ xưa có lịch sử lâu đời, ở đó đã từng xảy ra một cuộc chiến giới tu hành to lớn chưa từng có. Vô số cường giả đã bỏ mạng, linh hồn bọn họ ẩn chứa oán niệm mà mấy nghìn năm không tiêu tan, cuối cùng hình thành oán linh đáng sợ. Các triều đại hoàng triều vì phòng ngừa oán linh từ bên trong thoát ra gây tai họa, nên gọi nơi đó là Long Cấm, đồng thời phong tỏa, phái lượng lớn cường giả trấn giữ. Cho tới thời điểm hiện tại, oán linh ở Long Cấm đã giảm phân nửa nhưng vẫn rất kinh khủng, vì thế quốc chủ không tiếc phái ra vô số cường giả đứng đầu Long Quốc tiến vào trong đó. Bọn họ chính là người bảo vệ Long Cấm mà cậu đã từng gặp. Trải qua nhiều năm như vậy, những oán linh kia tuy khủng bố nhưng chỉ ở trong Long Cấm, kết quả chỉ mấy ngày sau khi cậu tới tiểu thế giới, không biết vì sao Long Cấm đột nhiên bạo loạn. Những oán linh kia đều điên cuồng muốn rời khỏi Long Cấm, người bảo vệ Long Cấm đều bị chết thảm dưới tay oán linh, quốc chủ vốn muốn để cậu vào trong đó ngăn cản nhưng vì cậu đi tiểu thế giới nên đã cho người đi liên hệ với Minh chủ Võ Minh, cuối cùng ông ấy đã vào trong Long Cấm. Ngăn cản những oán linh muốn thoát ra. Long Chiến Thiên nói. Vậy hiện tại nhị sư phụ tôi thế nào? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Cái này. Đột nhiên vẻ mặt Long Chiến Thiên thay đổi, ánh mắt trở nên do dự. Diệp Phàm nhìn thấy biểu cảm này của đối phương, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, vội vàng hỏi, rốt cuộc nhị sư phụ tôi thế nào rồi? Sau khi Minh chủ Võ Minh đi vào Long Cẩm, thông đạo. Long Cấm đã bị phong bế. Đến tận hôm nay Minh chủ Võ Minh cũng chưa đi ra,
người của chúng ta cũng không thể đi vào thăm dò tình hình. Long Chiến Thiên nói. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn nói thẳng, dẫn tôi đến chỗ Long Cấm. Tiểu Phàm, nơi này còn một đống chuyện cần con xử lý, để ta đi vào Long Cấm cho. Con đừng quá lo cho nhị sư phụ của con, lão già kia rất tinh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn ta, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Tiêu Giao Tử nói. Vậy làm ơn Tam sư phụ. Diệp Phàm gật đầu, thực lực của Tam sư phụ mạnh hơn hắn nhiều, ông ấy đi vào, hắn càng yên tâm. Đi. Hơn nữa còn chưa tiêu diệt xong dị tộc, hắn không thể rời. Tiếp theo, Long Chiến Thiên mang theo Tiêu Giao Tử đi đến Long Cấm, Diệp Phàm bắt đầu trị liệu những người bị thương. Thiếu quân, chủ, ngài có thể cứu quân đoàn trưởng Mộ Bạch và quân đoàn trưởng Mục không? Hai người bọn họ bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Thiên Khuyết bị Diệp Phàm trị liệu xong, nói. Hai người bọn họ bị thương, ở đâu? Diệp Phàm nói. Thiên Khuyết dẫn Diệp Phàm đến đại bản doanh quân Thiên Sách. Trong doanh trướng này, quân đoàn trưởng Mộ Bạch quân đoàn 3 và quân đoàn trưởng Mục Kình Thiên quân đoàn 7 đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Diệp Phàm dùng ngân châm thi triển cửu y hoàn hồn châm trị liệu cho hai người. Mặc dù hắn chủ xem qua bí tịch cửu u hoàn hồn châm một lần, nhưng vậy cũng đủ rồi. Cửu u hoàn hồn châm có tổng 9981 châm, nếu có thể thi triển ra 9981 châm, có thể hội tụ lại hồn phách của một người, khởi tử hồi sinh. Nhưng muốn thi triển được 9981 châm, cực kỳ khó khăn, hiện giờ Diệp Phàm cũng chỉ có thể thi triển ra châm thứ nhất của cửu u hoàn hồn châm. Hai người bọn họ bừng bừng sức sống, sinh mệnh vững vàng, sắc mặt dần hồng hào lại. Y thuật của thiếu quân chủ quá cao siêu. Đúng là thần y. Vài vị quân đoàn trưởng quân Thiên Sách cảm thán. Hai, đáng tiếc Đoạn Đạo và Thiên Bằng, nếu bọn họ có thể chịu đựng thêm một lúc, chờ đến khi thiếu quân chủ trở về, có khi không cần chết. Quân đoàn trưởng Thẩm Thanh Y quân đoàn 5 thở dài nói. Ông nói gì, quân đoàn trưởng quân đoàn 6 và 8 đã chết. Diệp Phàm nghe vậy biến sắc, nhìn về phía đối phương. Đúng vậy, thiếu chủ, chúng tôi còn chưa kịp nói với người, trong lúc chiến đấu với dị tộc, quân đoàn trưởng Đoạn Thiên Bằng và Đoạn Đao đều chết trận, thi thể của bọn họ còn chưa hạ táng. Thiên Khuyết nặng nề nói. Sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ khó coi, nắm chặt tay, gắn giọng nói, dẫn tôi đi gặp bọn họ. Diệp Phàm đi theo đám người Thiên Khuyết đến một doanh trướng khác, ở đây có hai quan tài băng. Trong quan tài bằng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn 6 Đoạn Thiên Bằng và quân đoàn trưởng quân đoàn 8 Đoạn Đao. Cả người bọn họ chồng chất vết thương, có thể thấy được tình hình chiến đấu lúc đó thảm khốc đến mức nào. Xin lỗi, tôi đến chậm. Diệp Phàm cúi người xin lỗi trước thi thể của hai vị quân đoàn trưởng. Thiếu quân chủ, chuyện này không liên quan đến ngài. Quân đoàn trưởng quân đoàn 4 Đồ Tể nói. Trước khi Lục sư phụ đi đã giao các người cho tôi. Thân là thiếu quân chủ lại không bảo vệ được các người, đây là lỗi của tôi. Diệp Phàm liên tục khom lưng trước hai vị quân đoàn trưởng này. Nhưng hai người yên tâm, chắc chắn tôi sẽ báo thù cho hai người. Diệp Phàm này thề sẽ xóa sạch đám dị tộc. Tiếp theo Diệp Phàm tự tay hạ tầng hai vị quân đoàn trưởng, đám người Thiên Khuyết nhìn hắn, nói, thiếu quân chủ, tiếp theo người định làm gì? Trực tiếp khai chiến với đám dị tộc chiếm lĩnh 4 quận Long Quốc kia sao? Mấy người và quân Thiên Sách đã trải qua nhiều trận đại chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Diệp Phàm nói. Nhưng thiếu quân chủ, số lượng kẻ chiếm đóng 4 quận Long Quốc đã hơn 40 vạn, một mình người sợ ăn không tiêu. Thiên Khuyết nặng nề nói. Thiếu quân chủ, để chúng tôi cùng ra trận giết địch với ngài đi, chúng tôi cũng muốn báo thù cho hai vị quân đoàn trưởng. Đồ Tể cầu xin Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm, đám trưởng lão Hắc Bạch đến. Lúc này Đường Sở Sở dẫn trưởng lão Hắc Bạch của Sở Tài Quyết đến. Bái kiến thiếu chủ. Trưởng lão Hắc Bạch cung kính chào hỏi, hiện giờ thực lực của hai người bọn họ cũng tăng lên rất nhiều. Hai người đến đây làm gì? Những tài quyết sứ giả kia đâu? Diệp Phàm nói. Bẩm thiếu chủ, lúc trước sở trưởng cho chúng tôi một bộ công pháp, bảo chúng tôi bế quan tu luyện, sau đó đi giúp thiếu chủ. Sau đó thiếu chủ rời khỏi, chúng tôi sẽ mang theo tất cả các tài quyết sứ giả bế quan. Hôm nay vừa mới xuất quan, biết được thiếu chủ ở đây nên chạy đến. Trưởng lão Hắc Bạch cùi người nói. Các người xuất quan rất đúng lúc, thông báo cho tất cả tài quyết sứ giả, xuất phát cùng tôi. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Anh Tiểu Phàm, để em đi cùng anh. Đường Sở Sở nói.
Đám người Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm, Đông Phương Hạo Thiên cũng lên tiếng muốn cùng ra trận giết địch. Thấy bọn họ như vậy, Diệp Phàm đành phải đồng ý, Thiên Khuyết vài vị quân đoàn trưởng cũng đưa ra yêu cầu đi giết dị tộc. Cuối cùng, Diệp Phàm quyết định để các chiến sĩ quân Thiên Sách nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn mang theo những người khác đi đến 4 quận bị dị tộc chiếm lĩnh. Bên trong quận Nam Thiên, một lượng lớn dị tộc tập trung ở trung tâm, bọn họ vòng thành một vòng tròn, trong vòng tròn là hơn vạn người dân Long Quốc đang quỳ, có cả người già trẻ em phụ nữ. Lão Tam, hôm nay chúng ta thi xem trong một phút ai giết được nhiều người hơn. Một cao thủ dị tộc mọc đầy lông tóc, hai mắt lóe xanh lên tiếng. So thì so, ta muốn nhìn xem ngươi lợi hại hay ta lợi hại hơn. Cao thủ dị tộc thân hình cao lớn lạnh lùng nói. Bọn họ nhìn chằm chằm người dân Long Quốc, trong mắt lóe lên sự khát máu tàn độc. Ở trong mắt bọn họ, người dân Long Quốc trở thành con mồi tỉ thí lấy vui cho bọn họ. Giây tiếp theo hai người cùng xông ra ngoài tàn sát người dân. Đừng, cầu xin tha cho chúng tôi. Các bá tánh quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin, nhưng không hề có tác dụng. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ xông đến trước một người phụ nữ đang ôm con nhỏ, người phụ nữ kia ôm chặt đứa bé, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Súc sinh! Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát tràn ngập sát ý vang lên. Một luồng huyết sắc xé rách không gian xuyên thủng thân thể của hai vị cao thủ dị tộc này. Diệp Phàm lao đến, đằng đằng sát khí. Đám người Đường Sở Sở điên cuồng tàn sát đám dị tộc khác. Đám súc sinh các ngươi, ngay cả trẻ con và phụ nữ cũng không buông tha, tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm quát, rút ra kiếm Tu La, hai vị cao thủ dị tộc nổ tan xác mà chết. Hôm nay đám dị tộc các ngươi khinh nhục người Long Quốc, các ngươi đều đáng chết. Diệp Phàm cầm kiếm Tu La điên cuồng tàn sát đám dị tộc. Hắn là ai? Bá tánh thoát được một kiếp sinh tử nhìn Diệp Phàm, ánh mắt mờ mịt. Hắn là hộ quốc thần tướng Long Quốc. Thiên Tôn sùng kính nói. Hộ quốc thần tướng. Hắn là hộ quốc thần tướng. Các bá tánh khiếp sợ thốt lên. Lúc trước Diệp Phàm đeo mặt nạ, không ai nhìn thấy mặt hắn nên các bá tánh không biết người thanh niên trước mắt này là hộ quốc thần tướng. Lúc này bọn họ đều đã biết, hưng phấn hô to, là hộ quốc thần tướng đến cứu chúng ta được cứu rồi. Hộ quốc thần tướng. Hộ quốc thần tướng. Hộ quốc thần tướng. Hơn vạn bá tánh Long Quốc kích động hô to. Lúc này ở trong lòng dân chúng, Diệp Phàm giống như chúa cứu thế buông xuống cứu vớt bọn họ. Sự kính yêu đối với Diệp Phàm đạt đến đỉnh núi. Cùng lúc đó, một lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Phàm toát ra, lực lượng thần bí này rất giống với lực lượng thần bí lúc trước. Có thêm lực lượng này, sức chiến đấu của Diệp Phàm càng thêm hung mãnh. Gần 7-8 vạn dị tộc bị đám người Diệp Phàm tàn sát gần hết. Lúc này Diệp Phàm tắm máu dị tộc, đằng đằng sát khí, làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng những bá tánh đó lại không hề sợ hãi, bọn họ sùng kính nhìn Diệp Phàm, bọn họ lớn tiếng hò hét hộ quốc thần tướng. Các vị, rất xin lỗi. Diệp Phàm vô cùng áy náy trước những người dân chịu khổ chịu nạn. Hộ quốc thần tướng, ngài không có lỗi gì cả. Là ngài đã cứu chúng tôi, ngài là thần bảo hộ của Long Quốc. Người dân lên tiếng. Diệp Phàm gắn từng câu từng chữ. Tôi là hộ quốc thần tướng Long Quốc, phải có chức trách bảo vệ Long Quốc. Bây giờ dị tộc xâm phạm Long Quốc, sỉ nhục người Long Quốc, chắc chắn Diệp Phàm này sẽ dùng hết toàn lực lấy lại thái bình thịnh thế cho Long Quốc. Tiếp theo, Diệp Phàm để Thiên Tôn phụ trách những người dân này, hắn mang theo những người khác bắt đầu càn quét đám dị tộc trong 4 quận Long Quốc. Rất nhanh, tin tức hộ quốc thần tướng xuất hiện, giết chết dị tộc, cứu vớt bá tánh Long Quốc nhanh chóng lan truyền khắp Long Quốc. Tin tức này làm vô số người dân vốn đã tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên hy vọng. Ở trong lòng bọn họ, hộ quốc thần tướng là vô địch, bây giờ hắn xuất hiện, có lẽ thật sự có thể cứu vớt Long Quốc. Vô số bá tánh yên lặng cầu nguyện hộ quốc thần tướng có thể tiêu diệt đám dị tộc, làm bọn họ có thể bình yên sinh hoạt. Nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Diệp Phàm dẫn theo những người khác điên cuồng càn quét dị tộc 4 quận. Cuối cùng mấy chục vạn dị tộc ở 4 quận bị đám người Diệp Phàm tà sát không còn, người dân 4 quận cũng được Diệp Phàm giải cứu. Vì đảm bảo Long Quốc không còn dị tộc, Diệp Phàm phân tán thuộc hạ đi các nơi truy tìm dị tộc, chỉ cần nhìn thấy, giết không tha. Cứ như vậy, lại qua một ngày, dị tộc trong Long Quốc hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ, sinh hoạt của người dân dần dần khôi phục. Nhân dân cả nước đều đang hô to hộ quốc thần tướng, coi hắn như thần.
thậm chí có người đề nghị lập bia kiến miếu cho hộ quốc thần tướng, tỏ lòng biết ơn trước sự cống hiến vĩ đại cứu nước của hộ quốc thần tướng. Lúc này Diệp Phàm hoàn toàn trở thành tín ngưỡng duy nhất trong lòng người dân, vượt xa quốc chủ Long Quốc. Cùng lúc đó, lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Phàm càng ngày càng nhiều, sau đó hắn thành công đột phá trúc cơ, thực lực điên cuồng tăng vọt. Rốt cuộc đây là lực lượng gì? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn không chú ý đến trong tầng mây trên trời cao, ngôi sao tử vi lại xuất hiện, lóng lánh ánh sáng tím, còn lóa mắt hơn trước. Lúc này Diệp Phàm cầm kiếm Tu La đứng trên đống thi thể của dị tộc, lạnh lùng quát, dám xâm phạm Long Quốc, xa đến mấy ta cũng diệt sạch. Những lời này của hắn bị vệ tinh chụp lại, đăng lên màn hình khắp các nơi trên cả nước. Dân chúng cả nước đều nghe thấy được câu nói này của Diệp Phàm, nhiệt huyết sôi trào, lại hô to hộ quốc thần tướng uy vũ. Lúc này giang vọng của Diệp Phàm đạt đến đỉnh núi. Bên Diệp Phàm, hắn làm mấy người Đường sợ sợ ở lại trong nước, còn mình thì mang theo những người khác đi ra nước ngoài. Mặc dù bây giờ dị tộc trong Long Quốc đã bị diệt trừ sạch sẽ, nhưng bọn chúng có thể ngóc đầu lại bất cứ lúc nào, bởi vậy Diệp Phàm cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Long Quốc, ở trong Long tộc của tộc Hộ Long, tộc trưởng Long tộc Long Thao đi vào trong một mật thất, nhìn bóng người bị bao phủ trong áo choàng đen, nói, hắn đã trở lại, còn tiêu diệt dị tộc trong Long Quốc, lại trở thành anh hùng Long Quốc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không cần sốt ruột, hắn bị nâng càng cao, ngã càng thảm, với giang vọng bây giờ của hắn, sợ rằng người dân Long Quốc chỉ biết đến hộ quốc thần tướng, mà không biết quốc chủ Long Quốc, người cảm thấy người ngồi trong hoàng cung chịu được sao? Người áo đen lạnh lùng nói. Người định, Long Thao nhìn đối phương. Rất nhanh kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Người áo đen lạnh nhạt nói. Đám người Diệp Phàm đi vào nước ngoài mới thực sự phát hiện sự đáng sợ của dị tộc. Ở nước ngoài, đập vào mắt đều là dị tộc, nhân loại đã trở thành nô lệ dị tộc. Mặc dù hắn không thích đám người nước ngoài, nhưng dù thế nào bọn họ cũng là người địa cầu, sao có thể bị đám dị tộc kia đọa dưới chân. Diệp Phàm mang theo một đám người điên cuồng tàn sát dị tộc. Lại mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Diệp Phàm đi đến các nơi trên thế giới điên cuồng giết chóc, đám dị tộc lùi lại, chạy ra vực ngoại. Trong ngoại có thông đạo liên tiếp dị thời không? Gì? Diệp Phàm lạnh lùng quát, dẫn theo những người khác bước vào vực ngoại. Ngoại vực. Mấy tháng sau, Diệp Phàm lại bước tới nơi này lần nữa. Chủ nhân, ngoại vực này không nhỏ, làm sao chúng ta có thể tìm được người của tộc Thiên U và con đường nối liền với thời không khác? Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Chủ nhân. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở đây, ông ta chính là Vĩnh Dạ Quân Vương, một cường giả ở ngoại vực trước đây đã đầu hàng với Diệp Phàm, lúc đó, khi Diệp Phàm rời khỏi ngoại vực, đã để cho ông ta chỉ huy toàn bộ thế lực ở ngoại vực. Ông còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi để ông quản lý ngoại vực, nhưng quân đội dị tộc đã tiến vào ngoại vực và xâm chiếm toàn bộ thế giới. Nhưng ông lại không thông báo bất kỳ tin tức nào, ông đã trở thành tay sai của chúng rồi sao? Diệp Phàm nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương, lạnh lùng hét lên. Xin chủ nhân tha tội, trước đó, quân đội dị tộc đã tiến công ồ ạt, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, chúng tôi không phải là đối thủ của họ, tôi cũng bị họ đánh bị thương nặng nhưng may mắn trốn thoát. Sau đó, tôi vẫn luôn âm thầm chữa trị vết thương và cố gắng để liên lạc với chủ nhân, nhưng quân đội dị tộc này đã khống chế ngoại vực rất chặt chẽ. Tôi căn bản không có cách nào liên lạc với chủ nhân được. Hôm nay tôi nghe nói dị tộc bị đánh bại, liền muốn nhân cơ hội rời khỏi ngoại vực đi tìm chủ nhân, không ngờ lại tình cờ gặp được chủ nhân. Vĩnh Dạ Quân Vương quỳ trên mặt đất và nói mọi việc cho Diệp Phàm. Những gì ông nói tốt nhất là sự thật. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ông vẫn luôn ở chỗ này, vậy ông có biết bây giờ người dị tộc ở nơi nào không? Con đường kết nối với thời không khác của ngoại vực ở đâu? Tất cả quân đội của dị tộc đều đóng quân ở núi Thiên Nhật của ngoại vực, về phần con đường kết nối với thời không khác thì tôi thật sự không biết rõ lắm, nhưng theo quan sát của tôi, về cơ bản người dị tộc đều đi ra từ núi Thiên Nhật, con đường đó rất có khả năng nằm trong đó. Vĩnh Dạ Quân Vương lên tiếng. Đưa chúng tôi đến núi Thiên Nhật. Diệp Phàm trực tiếp hét lên. Bọn họ lập tức đi đến núi Thiên Nhật. Núi Thiên Nhật là một ngọn núi cực kỳ cổ xưa ở ngoại vực, đã tồn tại từ khi ngoại vực ra đời. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ núi Thiên Nhật tựa như mặt trời lặn từ trên trời xuống, tản ra một luồng khí tức cực nóng. Vào lúc này, trên núi Thiên Nhật, một số lượng lớn người thuộc tộc Thiên U đã rút lui khỏi thế giới trần tục tụ tập lại.
mà tại núi Thiên Nhật, người đàn ông thần bí kia đứng ở chỗ này, vẻ mặt u ám, một người mặc áo đen đứng bên cạnh anh ta nói, công tử, lần này chúng ta thua trận, chỉ sợ trong tộc sẽ không vui, hơn nữa hiện tại những tộc khác cũng đã biết được sự tồn tại của hành tinh này, chuẩn bị đến cướp lấy, chúng ta phải cố hết sức để khống chế hành tinh này, nếu không khi các tộc khác đến đây thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tất cả là tại tên đó, nếu không có cậu ta. Trong mắt người đàn ông này lóe lên tia sáng băng giá, tràn ngập sát ý. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, từ dưới chân núi truyền đến những tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ của trận chiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông cau mày, lạnh lùng nói. Công tử, không hay rồi, có một nhóm người tới đây, họ đang đánh nhau với người của chúng ta. Lúc này, một thành viên của tộc Thiên U nhanh chóng chạy tới và nói với người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng, anh ta trực tiếp đi xuống núi, rất nhanh đã nhìn thấy Diệp Phàm đang lao vào chém giết. Lại là cậu ta. Trong mắt người đàn ông lóe lên sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm cũng nhìn thấy người kia. Lần trước để cho anh trốn thoát, để tôi xem lần này anh có thể trốn thoát bằng cách nào. Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, hừ lạnh một tiếng, sau đó vung kiếm ra. Bùm! Thanh kiếm này chém ra, kiếm quang đẫm máu bắn ra từ không trung, không thể ngăn cản khiến bầu trời trực tiếp nổ tung. Hiện tại thực lực của Diệp Phàm đã tăng lên nhiều hơn so với lúc hắn chiến đấu với người đàn ông này hai ngày trước, một kiếm của hắn có uy lực mạnh đến mức đối phương không còn sức phản kháng. Bùm! Vào thời khắc mấu chốt, hai bàn tay đột nhiên xuất hiện, đánh nát một kiếm của Diệp Phàm, hai người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh người đàn ông này. Tứ hộ pháp, ngũ hộ pháp, sao các người lại tới đây? Người đàn ông nhìn hai người và ngạc nhiên nói. Tộc trưởng biết được tình huống của nơi này, đặc biệt phái chúng tôi tới đây. Hai người kia nói chuyện, bọn họ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, không nghĩ tới, ở hành tinh cấp thấp như vậy lại có người tu hành có thực lực như cậu, thật sự khá thú vị. Cấp thấp hay không, thì cũng không đến lượt các người đến xâm chiếm trái đất. Diệp Phàm hét lên với sắc mặt lạnh lùng. Hắn vung kiếm tu la trực tiếp chém về phía hai người này. Bùm bùm bùm. Trong phút chốc, ba người bọn họ đã chiến đấu với nhau rất quyết liệt, tạo nên một tiếng gầm kinh thiên động địa. Phụt. Sức chiến đấu của hai người này cực kỳ mạnh mẽ, thực lực ít nhất cũng cao hơn cảnh giới kim đan. Hai người bọn họ hợp lực lại, trực tiếp đánh cho Diệp Phàm bị thương hộc máu. Nhóc con, thiên phú của cậu cũng khá tốt, ở một nơi mà linh khí cạn kiệt như hành tinh cấp thấp này. Cậu có thể đạt đến cảnh nó này là rất hiếm. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu ngoan ngoãn phục hồi tộc Thiên U của tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Tứ hộ pháp của tộc Thiên U nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm hét lớn, trên người ông ta tản ra khí thế khủng bố áp chế Diệp Phàm, buộc hắn phải đồng ý. Cửu kiếm tu la. Kiếm thứ bảy. Diệp Phàm trực tiếp vung thanh kiếm tu la và chém về phía đối phương, đáp lại đối phương bằng hành động thực tế. Bùm. Tứ hộ pháp của tộc Thiên U trực tiếp đánh ra một chưởng, đón nhận chiêu kiếm của Diệp Phàm, hai người đánh nhau, sấm sét nổ tung, và ngũ hộ pháp kia quay người tấn công về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang chiến đấu với tứ hộ pháp, không rảnh để ý tới vị ngũ hộ pháp này, những người khác cũng đang chiến đấu với tộc Thiên U, căn bản không kịp giúp đỡ Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp làm lơ đòn tấn công của ngũ hộ pháp, hắn thi triển Long Tượng Bàn Nhược Công và Ngự Long Quyết. Đồng thời bộc phát ra tất cả sức mạnh long tượng và sức mạnh của long khí trong cơ thể, tập hợp chúng vào trong kiếm tu la, và điên cuồng trấn áp về phía tứ hộ pháp kia. Bùm! Ngũ hộ pháp bị sức mạnh dâng trào của kiếm tu la áp chế không ngừng lùi lại, miệng nôn ra máu, mà vị ngũ hộ pháp cũng đánh một chưởng vào người Diệp Phàm, nhưng lại bị bộ giáp nhân đạo trên người chặn lại. Bùm! Một tiếng sấm rền vang lên, Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại, rên rỉ một tiếng, máu sôi sùng sục. Bộ giáp nhân đạo đã ngăn chặn phần lớn sức mạnh của ngũ hộ pháp kia, nếu không một đòn này đủ để khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Nhóc con, tôi đã đánh giá thấp cậu. Lúc này tứ hộ pháp lau máu trên khóe miệng, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trên người ông ta tản ra khí tức lạnh lẽo tận xương của cõi u minh, giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Thiên U quyền. Tứ hộ pháp đấm ra một quyền, một sức mạnh khổng lồ bùng phát ra, biến thành một con thú kỳ lạ từ địa ngục cửu u. Lao về phía Diệp Phàm. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm giác như mình rơi vào địa ngục, toàn thân ớn lạnh, một luồng tử khí nồng nặc ập vào đầu óc. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm không những không né tránh mà trực tiếp cắm kiếm tu la xuống đất. Xem ra tên nhóc này đã không còn phản kháng.
Ngũ hộ pháp nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Với sức mạnh của tứ hộ pháp khi thi triển thiên u quyền, trên hành tinh này không ai có thể chống lại được, cho dù cậu ta có chống cự cũng chỉ có đường chết. Người đàn ông khinh thường nói. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt của họ đã cứng đờ. Chỉ thấy sau khi Diệp Phàm buông kiếm cũng không thật sự từ bỏ phản kháng, hai tay của hắn trực tiếp bắt một cái ấn quyết thần bí, đồng thời hét lên, lục đạo phán quyết thuật chi tu la ấn. Bùm! Trong phút chốc, toàn thân Diệp Phàm bộc phát ra huyết quang tu la cuồn cuộn, sát cánh tu la vô tận tràn ngập không khí, ngưng tụ thành huyết ấn trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp bắn ra ngoài. Huyết ấn này tỏa ra sát khí tu la vô tận, xé nát không gian và đối kháng trực tiếp với thiên u quyền của tứ hộ pháp tộc thiên u. Bùm! Cùng với một tiếng động lớn vang lên, một luồng ánh sáng màu máu phụt ra, sát khí dâng trào, giống như luyện ngục tu la. Công kích của tứ hộ pháp bị hủy diệt tại chỗ, toàn thân bị vết máu xuyên thủng, trên ngực xuất hiện một cái lỗ to lớn. Đôi mắt của vị tứ hộ pháp này trợn to, trực tiếp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, vẻ mặt của người đàn ông và ngũ hộ pháp đều cứng đờ, ngây ra như phỗng. Họ hoàn toàn không ngờ sẽ có kết quả này. Chiêu thức vừa rồi thật đáng sợ, rốt cuộc thì đây là loại công kích gì? Tại sao trên hành tinh cấp thấp này lại có thể có pháp thuật đáng sợ như vậy? Ngũ hộ pháp nhìn Diệp Phàm một cách chăm chú với vẻ mặt nặng nề. Về phần Diệp Phàm, lúc này hắn đang thở hổn hển, cũng bị chiêu thức của mình làm cho chấn động. Tu La Ấn chỉ là chiêu thức phổ biến nhất trong số rất nhiều chiêu thức của lục đạo phán quyết thuật, không ngờ nó lại mạnh đến thế. Ngũ hộ pháp, đi giết cậu ta, nhanh lên, giết cậu ta. Đột nhiên, người đàn ông chỉ vào Diệp Phàm, hét lớn. Ngũ hộ pháp nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ông ta nhìn thấy đối phương thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cho rằng đối phương đã kiệt sức nên lập tức dẹp bỏ sự sợ hãi trong lòng, lao về phía Diệp Phàm. Quỷ đói ấn. Diệp Phàm nhìn ngũ hộ pháp lao về phía mình, hắn lại gầm lên một tiếng, dùng toàn lực thi triển chiêu thứ hai của lục đạo phán quyết thuật. Bùm! Khi chiêu thức này được thi triển, xung quanh Diệp Phàm đột nhiên vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào, những bộ xương và đầu quỷ lần lượt hiện ra, giống như một đám quỷ đói cực độ lao về phía ngũ hộ pháp. A, a, a! Vị ngũ hộ pháp này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như thể đã phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng đau đớn. Cuối cùng toàn thân bị đám xương khô và đầu quỷ này nuốt chừng. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Lập tức, người đàn ông nheo mắt lại, xoay người lao về phía núi Thiên Nhật, trong khi Diệp Phàm rút kiếm tu la đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông này đã đi đến sâu trong núi Thiên Nhật, nơi này có một hang động ngầm. Mà trong hang động lại có một vòng xoáy màu đen, giống như một cái lỗ đen. Tản ra khí tức như muốn hút đi hồn phách của người khác. Lúc này, người đàn ông đứng ở đây, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Đây là lối đi kết nối với thời không khác của các người đúng không? Sao vậy, muốn trốn về à? Lúc này Diệp Phàm đi tới, nhìn người đàn ông này, hừ lạnh một tiếng. Đều là do cậu đã khiến cho bản thiếu gia rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, tôi sẽ ghi nhớ sự sỉ nhục mà cậu đã mang đến cho tôi, sau này chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi. Người đàn ông này dùng vẻ mặt lạnh lùng hét vào mặt Diệp Phàm. Ông không có sau này. Diệp Phàm lạnh lùng tàn nhẫn nói. Hắn nắm thanh kiếm của mình và lao thẳng về phía đối phương để giết người này. Một con kiến trúc cơ nhỏ bé mà cũng dám chạm vào huyết mạch của tộc Thiên U này. Đột nhiên, một tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn truyền ra từ vòng xoáy lỗ đen kia, như thể đến từ thời không xa xôi, một sức mạnh bí ẩn từ đó bùng phát ra. Bùm! Sức mạnh thần bí này ngay lập tức đánh vào người Diệp Phàm, trực tiếp đánh bay hắn. Phụt! Thân thể Diệp Phàm đập xuống đất, điên cuồng hộc máu, hắn cảm giác như xương cốt và kinh mạch trong cơ thể đều bị đứt gãy, trên người cảm nhận được một cơn đau thấu tim. Cho dù thân thể hắn cường tráng, còn có bộ giáp nhân đạo, nhưng một đòn này vẫn khiến hắn bị thương nặng chưa từng có, nếu không có bộ giáp nhân đạo bảo vệ, có lẽ hắn đã biến thành tro bụi. Phụt! Diệp Phàm lại hộc máu lần nữa. Sắc mặt vặn vẹo, vẻ mặt đau đớn, tất cả nội tạng trong cơ thể đều bị tổn thương nghiêm trọng ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là xương cốt và kinh mạch trong cơ thể, đều bị một đòn này đánh gãy. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Diệp Phàm bị thương nặng như vậy kể từ khi xuống núi, thậm chí hắn còn không biết ai là người đã ra tay. Cha! Lúc này, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giật mình, nhìn về phía vòng xoáy lỗ đen kia và kinh ngạc nói.
Giết cậu ta đi, đừng làm tộc Thiên U mất mặt. Ngay lập tức, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn lại phát ra từ vòng xoáy lỗ đen kia, ẩn chứa áp lực khủng khiếp khiến người ta run rẩy đến không thở được. Vâng thưa cha. Người đàn ông gật đầu, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm, anh ta nhìn Diệp Phàm, hét lớn, đi chết đi. Bùm. Ngay lúc người đàn ông này chuẩn bị giết chết Diệp Phàm, hắn nheo mắt lại, một luồng sức mạnh tinh thần khủng bố bộc phát ra, xông thẳng vào tâm trí đối phương, xé nát linh hồn của người này. Mặc dù thân thể của Diệp Phàm đã bị thương nặng, nhưng hắn vẫn có thể huy động sức mạnh tinh thần, mà sức mạnh tinh thần của hắn thì vượt xa sức chống cự của người này. Cứ như vậy, trước khi người đàn ông này kịp phản ứng thì ba hồn và bảy phách của anh ta đã bị nổ tung thành từng mảnh, bảy lỗ trên cơ thể đều chảy máu, anh ta ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đồ khốn! Lúc này, từ trong vòng xoáy hố đen truyền đến một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ, một sức mạnh cực kỳ khủng bố lại bộc phát ra từ trong đó, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Uy lực của đòn này càng đáng sợ hơn, với thực lực của Diệp Phàm lúc này, hắn căn bản không thể chống cự được, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Bùm! Vào thời khắc mấu chốt, một luồng ánh sáng màu vàng kim chói mắt bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm, lập tức đánh nát luồng sức mạnh đó, sau đó lao về phía lỗ đen lốc xoáy kia, phát ra một tiếng động kinh thiên. Mà Diệp Phàm trực tiếp phun máu, ngất đi. Xoẹt! Mấy giây sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện, liếc nhìn Diệp Phàm, tiến lên đem hắn mang đi. Bùm bùm bùm! Cùng lúc đó, trên biển Đông Hải, vùng biển gần Long Quốc nhất, đột nhiên vang lên những tiếng gầm rú, những tia sáng bay thẳng lên trời, linh khí cuồn cuộn thổi quét ra, bao phủ toàn bộ vùng biển, tạo thành một làn sương mù dày đặc. Khi sương mù dày đặc tan đi, những hòn đảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên biển Đông Hải, trên những hòn đảo có những con sếu bay lượn và linh khí dày đặc, giống như những hòn đảo cổ tích. Cảnh tượng này trực tiếp gây chấn động cho cư dân ven biển của Long Quốc, ngay sau đó tin tức này đã lan truyền khắp Long Quốc, gây ra sự bàn tán sôi nổi. Bồng Lai thật sự đã ra đời, hiện tại sẽ càng náo nhiệt hơn. Trên núi Cửu Long, Long Ngạo, ngũ sư phụ của Diệp Phàm, tự lẩm bẩm. Hiện tại không phải lúc lo lắng chuyện này, tình huống của người kia hình như không ổn lắm, có cần liên lạc với Tiểu Phàm không? Lúc này, thất sư phụ Trung Vô Diệm của Diệp Phàm đi tới nói. Bà ấy đã cảnh báo chúng ta không được làm Tiểu Phàm phân tâm, tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào. Long Ngạo lắc đầu. Và khi một số hòn đảo xuất hiện ở biển Đông Hải, ở phía Tây, cũng có những đợt gầm rú ở tam giác quỷ Bermuda, những đợt sóng khổng lồ dâng lên cao. Khi sóng biển liên tục dâng cao, một thành phố cổ kính và khổng lồ dần dần nổi lên mặt biển, và trên thành phố đó có viết mấy chữ, thành phố Atlantis. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng chói mắt giáng xuống thánh điện đổ nát, ánh sáng tiêu tán, những bóng người có cánh giáng xuống thế gian, tắm trong ánh sáng thánh thiện, giống như những vị thần giáng thế. Tại Anh quốc nơi thuộc về Long quốc cũng có một luồng ánh sáng chói lọi bùng phát, một luồng khí tức thần thánh giáng xuống, bao trùm toàn bộ Anh quốc. Lúc này, toàn bộ thế giới đang trải qua các loại biến hóa, giống như đang báo trước điều gì đó. Trong một căn phòng đổ nát, Diệp Phàm đang nằm trên giường, không biết đã hôn mê bao lâu, bây giờ từ từ mở mắt ra thì lại nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt, hắn không khỏi cau mày. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Lúc này, chợt có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên, một cô gái liền xuất hiện trong tầm mắt hắn. Là cô, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Cô gái này không ai khác chính là Linh Nhi thánh nữ Miêu tộc. Anh đã ngủ 3 ngày rồi, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không tỉnh lại, nếu như vậy thì thật uổng phí máu của tiểu kim tôi rồi. Linh Nhi bĩu môi nói. Đây là Miêu tộc sao? Là cô đã cứu tôi à? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Lúc trước tôi xuất quan là vì muốn đi tìm anh, kết quả biết được anh đã đến ngoại vực nên liền đi theo, không ngờ rằng anh suýt chút nữa thì chết, cũng may tôi đến kịp rồi mang anh về. Hơn nữa còn dùng máu của tiểu kim để chữa trị cho anh, nếu không có lẽ anh đã chết rồi. Linh Nhi nói xong, một con cổ trùng màu vàng kim từ trên người cô ta bò ra rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Cảm ơn. Diệp Phàm đang muốn đứng dậy, ngay lập tức cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, liền cau mày, hít một hơi khí lạnh. Đừng manh động, tuy rằng máu của tiểu kim đã cứu sống anh, nhưng tất cả xương cốt và kinh mạch của anh đều đã đứt gãy, tôi không có cách nào chữa được. Linh Nhi nhanh chóng nói. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cơ thể mình rồi cau mày thật chặt. Bây giờ tất cả xương cốt và kinh mạch của Diệp Phàm đều đã đứt, hắn cũng không thể nào châm cứu chữa trị cho mình được nữa,
nếu như Linh Nhi không ra tay cộng thêm thể chất đặc biệt của mình, có lẽ hắn đã chết thật rồi. Hắn đã trở nên tàn tật rồi. Linh Nhi, tại sao phải hao tâm tổn sức cứu hắn làm gì? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Đại trưởng lão Miêu tộc xuất hiện ở đây, lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm. Đại trưởng lão, dù sao anh ta cũng đã giúp đỡ Miêu tộc của chúng ta, hơn nữa còn được nhận được lệnh đi tìm anh ta. Linh Nhi nói. Mệnh lệnh, theo lệnh của ai? Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, còn Linh Nhi lại nói tiếp, chính là người bảo vệ miếu vu thần đã bảo con xuất quan đi tìm anh ta. Người bảo vệ miếu vu thần. Nghe Linh Nhi nói vậy, đại trưởng lão và Diệp Phàm đang nằm trên giường đều tỏ ra kinh ngạc. Được rồi, anh ta bây giờ đã tỉnh, còn phải mang anh ta đến miếu vu thần đây. Linh Nhi nói xong liền sai người khiêng Diệp Phàm đến miếu vu thần. 20 phút sau, trong miếu vu thần. Mới không gặp một thời gian, cậu lại thành ra như vậy. Bởi vì cậu đã dùng máu của tổ vu, trở nên như này thật khiến vu tộc chúng tôi mất mặt. Bây giờ tôi đang nghi ngờ quyết định của chúng ta có đúng không nữa. Lúc này, hai vị bảo vệ miếu vu thần nhìn thấy tình hình của Diệp Phàm, vẻ mặt liền thay đổi. Hai vị tiền bối, bây giờ anh ta đã bị thương như thế này, các vị có cách nào cứu anh ta không? Linh Nhi hỏi hai người bọn họ, một vị bảo vệ miếu vu thần nhìn Diệp Phàm đáp, xương cốt và kinh mạch toàn thân của tên nhóc này đã bị đứt, nếu muốn hồi phục thì chỉ có thể tôi luyện thân thể để tái sinh. Tôi luyện thân thể để tái sinh à? Đó là gì? Diệp Phàm nheo mắt lại, hỏi thẳng. Với tình hình của hắn bây giờ, nếu muốn khôi phục thật sự rất khó khăn, trừ khi mấy vị sư phụ đích thân ra tay, nhưng bây giờ sư phụ của hắn đều không có ở đây, vậy nên nghe thấy người bảo vệ miếu vu thần nói như vậy, đương nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhóc con, hy vọng chúng tôi không nhìn sai người. Hai vị bảo vệ miếu vu thần nhìn Diệp Phàm nhẹ giọng nói, sau đó dẫn hắn đi thẳng vào trong miếu nơi thờ cúng 20 tượng vu thần. Lúc này người của hắn đã giết chết đám dị tộc ở ngoại vực và bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn nhưng vẫn không có tin tức gì. Cứ như thế, một tuần nữa lại trôi qua. Vẫn không có tung tích của anh Tiểu Phàm sao? Đường Sở Sở hỏi đám người Đông Phương Hạo Thiên. Phu nhân, thật xin lỗi, là do chúng tôi vô dụng. Đông Phương Hạo Thiên và những người khác đáp. Anh ấy không phải đã. Lâm Thi Âm bên cạnh không nhịn được nói, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Đường Sở Sở cắt lời. Thân thể Đường Sở Sở khẽ run rẩy, cô mím chặt môi nói, anh Tiểu Phàm sẽ không sao đâu, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu. Đúng vậy, anh rể lợi hại như vậy, anh ấy nhất định sẽ không sao. Trần Tiểu Manh nhanh chóng đáp lại. Chúng tôi phát hiện ra một lối đi giống như một cánh cửa nối liền các không gian thời gian khác nhau giữa ngọn núi vào ngày đó. Lẽ nào thiếu chủ đã đi vào đó sao? Đồ Phu nói. Cũng có thể, Thiên Khuyết gật đầu. Thời gian và không gian khác nhau. Vậy chúng ta lập tức đi đến đó tìm anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nheo mắt lại. Sở Sở, từ từ đã, chúng ta không biết đó là nơi như thế nào, vậy nên hành động phải thật cẩn thận. Cơ Như Yên thuyết phục Đường Sở Sở. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Đường Sở Sở nói xong liền đi ra ngoài. Bên ngoài biệt thự chợt xuất hiện một nhóm người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mỗi người đều toát ra hơi thở rất đáng sợ. Mấy người là ai? Đường Sở Sở nghi hoặc hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn cô, hỏi thẳng, cô chính là thân thể huyền âm. Nói, kẻ sát hại thiếu tộc trưởng của chúng tôi là ai? Người của gia tộc Đạm Đài. Đường Sở Sở nghe thấy vậy, hai mắt nheo lại, trầm giọng nói. Nhóm người này chính là người của gia tộc Đạm Đài lúc trước. Mau trả lời, người đàn ông trung niên lạnh lẽo quát. Người giết thiếu tộc trưởng của các người là tôi, có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Đường Sở Sở nói thẳng, nhận lấy trách nhiệm này. Soạt. Nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt người đàn ông tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Đường Sở Sở, thì ra là cô, dám to gan giết chết thiếu tộc trưởng của gia tộc Đạm Đài. Người đâu, bắt cô ta lại, đem về tộc. Người đàn ông vừa dứt lời, toàn bộ cường giả của gia tộc Đạm Đài phía sau ông ta đều lao về phía Đường Sở Sở. Bùm! Đường Sở Sở nhanh chóng ra tay, bộc phát sức mạnh tích cốc cảnh, đánh bay một vài người, thế nhưng thực lực của một số người khác đã vượt quá tích cốc cảnh. Bọn họ đồng loạt tấn công Đường Sở Sở, khiến cô không ngừng lùi về sau. Soạt, soạt, soạt. Lúc này, đám người Đông Phương Hạo Thiên đều lao ra ngoài, từng người đều tỏa ra hơi thở lạnh giá. Cẩn thận, thực lực của bọn chúng không đơn giản. Viên Phong người có thực lực mạnh nhất trong số họ bước ra, nói. Thân thể huyền âm,
tuy rằng thực lực của cô không tệ, nhưng cô chẳng thể nào đánh bại gia tộc Đạm Đài tôi được đâu. Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, như vậy tránh được một ít đau đớn, nếu không thì đừng trách lão phu không lương tình. Người đàn ông uy nghiêm hét lên. Hừ, chỉ là dung hợp cảnh mà cũng dám ngạo mạn như vậy. Viên Phong khinh thường hừ một tiếng, rồi ra tay tấn công đối phương. Bùm! Khi hai người đánh nhau đã phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Dầm! Thân thể người đàn ông bay thẳng ra ngoài, đập dầm xuống đất, miệng hộc máu, trợn to hai mắt nhìn Viên Phong, ông chính là cường giả kim đan cảnh. Làm sao có thể, xuất hiện cường giả kim đan cảnh ở bên ngoài Bồng Lai? Người đàn ông không thể tin nổi. Bồng Lai! Ông là người của đảo Bồng Lai sao? Sắc mặt Viên Phong chợt thay đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Đúng vậy, tôi là người của gia tộc Đạm Đài ở đảo Bồng Lai. Người con gái này đã giết chết thiếu tộc trưởng của gia tộc tôi, bây giờ tôi phải bắt cô ta về. Nếu như ngăn cản, ông sẽ trở thành kẻ thù của gia tộc Đạm Đài, dám đắc tội với gia tộc Đạm Đài, cho dù ông là cường giả kim đan cảnh đi chăng nữa, cũng nhất định phải chết, vậy nên hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Người đàn ông lạnh lẽo nói với Viên Phong. Cút! Nhưng Viên Phong không thèm quan tâm đối phương nói gì, hét lên. Bùm! Bầu trời đột nhiên rung chuyển, một lòng bàn tay đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Viên Phong, ngay lập tức vang lên một tiếng gầm chói tai. Năng lượng ngất trời tỏa ra nhanh chóng, đánh bay Đường Sở Sở và những người khác, thậm chí toàn bộ sân vườn của biệt thự cũng biến thành đống đổ nát. Phụt! Thân thể Viên Phong lùi về sau mười mấy mét. Miệng hộc máu, nhìn về phía trước liền thấy một ông già râu tóc bạc phơ đang đi tới. Tam trưởng lão, người đàn ông trung niên có vẻ vui mừng khi thấy ông già này xuất hiện. Viên Phong nhìn chằm chằm ông ta, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ ở ngoài Bồng Lai lại có cao thủ kim đan cảnh, thật là kỳ lạ. Ông già lạnh lùng nói. Hừ, Viên Phong cũng không nhiều lời, liền thi triển công pháp, chân nguyên của cơ thể nhanh chóng bộc phát ra, hình thành uy lực vô cùng đáng sợ. Viên quyền. Giây tiếp theo, Viên Phong hét lên rồi đấm thẳng về phía đối thủ. Cú đấm này có uy lực cực kỳ đáng sợ, giống như một thiên thạch khổng lồ rơi xuống, xé nát không gian, không thể ngăn cản được. Tam trưởng lão của gia tộc Đạm Đài cũng nhanh chóng ra tay, xuất ra cú đấm thật mạnh. Bùm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, giống như một vụ nổ thiên thạch. Những làn sóng năng lượng đáng sợ lan ra không ngừng, phá sập căn biệt thự Diệp Phàm và Đường Sở Sở đã ở từ lâu. Gạch vụn và bụi bay tứ tung trên bầu trời rồi va vào Đường Sở Sở và những người khác, bọn họ đều nhanh chóng né tránh. Chẳng bao lâu, nơi này đã trở thành một đống đổ nát. Viên Phong và tam trưởng lão gia tộc Đạm Đài đều lần lượt ngã xuống, miệng hộc máu, xem ra cả hai đều đã bị thương. Không ngờ cậu lại có chiêu thức lợi hại như vậy. Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Viên Phong rồi ra lệnh cho người đàn ông trung niên, lập tức dẫn thân thể huyền âm đi. Nói xong. Ông ta lao về phía Viên Phong, hai người lại bắt đầu giao chiến kịch liệt, người đàn ông trung niên uống một viên đan dược, vết thương nhanh chóng bình phục rồi tấn công về phía Đường Sở Sở. Sắc mặt Đường Sở Sở chợt thay đổi, đang định ra tay thì bị lòng bàn tay của đối phương đánh bất tỉnh, sau đó bắt đi. Đông Phương Hạo Thiên, Thiên Khuyết và những người khác cố gắng ngăn cản lại, nhưng đều vô dụng, bởi vì dù sao thực lực của ông ta cũng là dung hợp cảnh. Thế là Đường Sở Sở bị bắt đi. Tam trưởng lão của gia tộc Đạm Đài đang giao chiến với Viên Phong cũng nhanh chóng rút lui. Sắc mặt Viên Phong liền thay đổi rồi lập tức đuổi theo, những người khác cũng lần lượt theo sát. Nháy mắt đã nửa tháng lại trôi qua. Vào ngày này, một tiếng động lớn đột nhiên từ miếu Vu Thần truyền ra. Âm thanh này lan rộng khắp Tây Nam khiến người dân Tây Nam cho rằng có động đất xảy ra. Sau đó, những tia sáng chói lóa phát ra từ miếu Vu Thần, theo sau là những luồng uy áp vô cùng kinh khủng. Chỉ trong chốc lát, tất cả cây cối trong bán kính trăm dặm quanh miêu tộc đều bị uy áp này đè nát thành từng mảnh. Giờ phút này, toàn bộ người miêu tộc đều bị áp chế quỳ rạp xuống đất. Thậm chí tất cả người dân ở khu vực Tây Nam đều cảm nhận được luồng uy áp này, toàn bộ đều quỳ xuống đất. Lúc này, chỉ có Linh Nhi đang đứng bên ngoài miếu Vu Thần là miễn cưỡng chống lại được uy áp này, nhưng sắc mặt cô ta cũng vô cùng khó coi. Khí tức này thật đáng sợ. Miếu Vu Thần sao có thể bùng phát ra khí tức khủng khiếp như thế chứ? Chẳng lẽ là... Linh Nhi tự lẩm bẩm. Trong miếu Vu Thần, sắc mặt hai người bảo vệ miếu thay đổi, bọn họ nhìn chằm chằm vào đại điện, khiếp sợ nói, hắn vậy mà vượt qua được rồi. Xem ra hắn quả thực là đứa con được trời chọn trong lời tiên tri.
hai người bảo vệ miếu chấn động nói. Lúc này, trong cung điện, 12 bức tượng cao lớn của Tổ Vu đứng sừng sững hai bên, mà ở phía trước là một bức tượng Vu Thần càng thêm cao lớn và uy nghiêm. Diệp Phàm hiện giờ đang ngồi xếp bằng dưới bức tượng này, 12 cái bình đặt trước mặt hắn là bình đựng máu của 12 Tổ Vu, trong đó có một bình đã được hắn luyện hóa trước đây, bây giờ Diệp Phàm lại uống thêm 3 bình nữa. Mấy ngày nay Diệp Phàm vẫn đang luyện hóa 3 giọt máu của Tổ Vu. Khi máu của Tổ Vu đi vào cơ thể, toàn thân Diệp Phàm lại được tôi luyện lần nữa. Quá trình này vô cùng đau đớn, trước đây khi Diệp Phàm luyện hóa một giọt máu đã bị tra tấn không hề nhẹ, lần này không chỉ có xương cốt và kinh mạch toàn thân bị đứt gãy, hơn nữa lần này hắn một lần dùng cả 3 giọt máu của Tổ Vu có thể tưởng tượng được sẽ đau đớn đến mức nào, nhưng ý chí của Diệp Phàm cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng hắn cũng có thể chống đỡ được. Hiện giờ cơ thể Diệp Phàm đã được 3 giọt máu của Tổ Vu tôi luyện, tựa như hắn đã được sống lại lần nữa. Có thể nói hắn đã hoàn toàn thay da đổi thịt, toàn bộ xương cốt và kinh mạch đã đứt gãy không chỉ được chữa lành hoàn toàn mà xương cốt còn cứng hơn gấp trăm lần, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng được mở rộng hơn mười mấy lần. Kinh mạch càng rộng, tốc độ năng lượng chân nguyên di chuyển càng nhanh, thời gian thi triển công kích càng ngắn. Hiện tại Diệp Phàm chỉ cần vận chuyển lực lượng chân nguyên là có thể thi triển công kích ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức làm người ta khó tin. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là, lần này sau khi cơ thể Diệp Phàm được tôi luyện, lực phòng ngự và thể lực của hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Bùm! Đột nhiên, Diệp Phàm vung ra một đấm, trong không khí phát ra một tiếng nổ mạnh. Hiện giờ hắn chỉ đấm ra một đấm thông thường cũng mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công bằng toàn bộ sức mạnh trước đây, mà một đấm này hắn không hề dùng một chút sức mạnh nào. Bởi vậy có thể thấy thực lực hiện tại của hắn khủng bố thế nào. Ngoài ra, nhờ sức mạnh trong máu của Tổ Vu mà Diệp Phàm đã trúc cơ thành công 2 lần, cộng thêm những lần trúc cơ trước, hắn đã liên tục trúc cơ thành công 6 lần, chỉ còn 3 lần cuối cùng là hắn có thể hoàn thành mục tiêu trúc cơ 9 lần. Và mỗi khi trúc cơ thành công, sức mạnh của hắn sẽ trở nên mênh mông và thuần khiết hơn. Sau khi trúc cơ 9 lần, sức chiến đấu của Diệp Phàm sẽ đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Long tượng bàn nhược công của hắn thậm chí còn nhân cơ hội này tu luyện ra luồng long lực thứ 11. Một luồng long lực tương đương với 100.000 cân, một luồng tượng lực tương đương với 10.000 cân, hiện tại Diệp Phàm chỉ dựa vào lực lượng long tượng là đã có sức mạnh tương đương 1,23 triệu cân, khoảng hơn 600 tấn. Con số này, trong thế giới ngày nay, chắc chắn là một con số thiên văn không thể tưởng tượng được. Mà sức mạnh hắn đang sở hữu trong người đã vượt xa con số này. Đây là thực lực hiện tại của hắn. Lúc này, Diệp Phàm đứng lên, hắn siết chặt hai tay, toàn thân vang lên một tiếng giòn vang, cả người tản ra một uy áp cực kỳ khủng bố. Thứ này đúng là đồ tốt mà. Diệp Phàm nhìn những cái bình chứa máu của Tổ Vu, trong mắt lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, hắn thu lấy hết 8 cái bình còn lại, chuẩn bị giữ lại cho lần luyện hóa sau. Rất nhanh, Diệp Phàm đi ra khỏi cung điện, nhìn hai người bảo vệ miếu cung kính nói. Đa tạ hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Trước đây khi hắn bị đưa vào miếu Vu Thần, hai người bảo vệ miếu này đã đích thân giúp hắn dùng máu của Tổ Vu, nếu không hắn cũng không thể dùng được nó. Thằng nhóc ngươi thật sự không làm chúng ta thất vọng. Hy vọng ngươi sẽ là người đưa Vu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng. Hai người bảo vệ miếu nhìn Diệp Phàm nói. Đưa Vu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng. Ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe. Chỉ cần là người luyện hóa được máu của 12 Tổ Vu. Là có thể nhận được truyền thừa của Tổ Vu, và người này là người có thể đưa Vu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng. Nhóc con, hiện tại ngươi đã luyện hóa được 4 giọt máu, Vu tộc có thể lấy lại vinh quang khi xưa hay không là xem ở ngươi. Hai người bảo vệ miếu lần lượt nói. Đáy mắt Diệp Phàm hiện lên sự kinh ngạc, hắn nói, hai vị tiền bối, vãn bối có thể lấy được truyền thừa của Vu thần hay không còn chưa xác định, nhưng nếu tôi đã dùng máu của Tổ Vu, vậy về sau nếu Vu tộc cần dùng đến tôi? Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này, ngươi nhanh luyện hóa những giọt máu còn lại của Tổ Vu đi. Người bảo vệ miếu dặn dò. Tôi biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Mà Diệp Phàm sau khi ra khỏi miếu Vu Thần thì trực tiếp rời đi miêu tộc, hắn ở chỗ này quá lâu, người bên ngoài có lẽ đang lo lắng đến phát điên, do đó hắn không thể tiếp tục ở lại nữa. Nhưng lần này khi đi, Linh Nhi lại ngỏ ý rằng cô muốn đi cùng hắn, Diệp Phàm không tiện từ chối nên chỉ có thể đồng ý. Mấy tiếng sau, Diệp Phàm trở lại Thiên Hải, hắn vội vàng quay về biệt thự nhưng chỉ thấy trên từng đống đổ nát trên mặt đất.
sắc mặt Diệp Phàm trong nháy mắt đã thay đổi, trông vô cùng khó coi. Chủ nhân, anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi. Lúc này, Trần Tiểu Manh và nhóm người Cơ Như Yên lần lượt xuất hiện, nhìn Diệp Phàm kích động nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Sở đâu? Diệp Phàm quát lên. Cơ Như Yên một năm một mười kể lại việc xảy ra trước đó cho Diệp Phàm. Trước đó họ đã đuổi bắt người của gia tộc Đạm Đài nhưng vẫn không đuổi kịp họ, kể cả Truy Phong cũng không đuổi kịp. Chủ nhân, thật xin lỗi, là chúng tôi vô dụng, không bảo vệ được phu nhân. Nhóm Đông Phương Hạo Thiên đồng loạt quỳ xuống. Đảo Bồng Lai. Gia tộc Đạm Đài. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Chủ nhân, hiện tại cách lúc tiểu thư Sở Sở bị bắt đã nửa tháng trôi qua, e rằng tiểu thư Sở Sở đã. Lúc này, Cơ Như Yên nhìn Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Không thể nào, Sở Sở sẽ không sao. Diệp Phàm lập tức hét lớn. Hắn véo nắm đấm của mình đến chảy máu, cả người bùng phát sát khí dày đặc. Ngay sau đó, Diệp Phàm cho người thu xếp đi tới đảo Bồng Lai. Sở Sở, em nhất định không được xảy ra chuyện, nếu em có chuyện gì, anh sẽ cho toàn bộ đảo Bồng Lai tuẫn táng theo em. Rất nhanh, trên chiếc thuyền hướng tới đảo Bồng Lai, Diệp Phàm đứng ở một nơi, nhìn chằm chằm vào đảo Bồng Lai, quát lên từng câu từng chữ. Lúc này, quanh người Diệp Phàm tản ra sát khí vô tận, bao trùm toàn bộ Đông Hải. Cùng lúc đó, người trên đảo Bồng Lai đột nhiên thấy hoảng sợ, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Nhưng họ không biết rằng một trận giết chóc sắp lan rộng khắp đảo Bồng Lai. Đảo Bồng Lai chính là một nơi tu hành cổ xưa của Long Quốc, được xưng là hai thánh địa tu luyện cùng với Côn Lôn, thậm chí có lời đồn đảo Bồng Lai là nơi ở của tiên nhân, có rất nhiều truyền thuyết và thần thoại khác nhau về nơi này. Theo sự thay đổi môi trường ở trái đất, linh khí dần trở nên suy yếu, vì sinh tồn mà Côn Lôn đã mở ra tiểu thế giới, vậy nên tất cả những thế lực tu hành đã chuyển rời vào trong tiểu thế giới. Còn đảo Bồng Lai đã khởi động một đại trận thần bí, phong tỏa toàn bộ nơi này, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mãi đến hơn nửa tháng trước, đảo Bồng Lai mới lần nữa xuất hiện trước mặt người đời. Đảo Bồng Lai không đơn giản chỉ là một hòn đảo, đây là một quần thể tổ hợp 36 hòn đảo khác nhau, mỗi một đảo đều có một vị đảo chủ để quản lý trông coi tất cả mọi việc, trong những đảo này sẽ có những tông môn và gia tộc. Lúc này, Diệp Phàm dẫn theo đám người Linh Nhi, Lâm Thi Âm, Trần Tiểu Manh còn có Tần Chính, Hiên Viên Bất Bại, Đông Phương Hạo Thiên, Đại Hổ Nhị Hổ, chị em Vân Thư và Huyết Phu đi tới đảo Bồng Lai. Nơi này là đảo Bồng Lai sao? Linh khí thật là nồng đậm. Đám người Lâm Thi Âm ngạc nhiên nói. Linh khí đất trời ở đây còn mạnh hơn nhiều so với tiểu thế giới, không hổ là nơi ở của tiên gia trong truyền thuyết. Vân Thư nhỏ giọng nói. Anh rể, mặc dù chúng ta đã tới đảo Bồng Lai, nhưng không biết gia tộc Đàm Đài ở đâu. Vậy làm sao để tìm chị họ? Trần Tiểu Manh nhìn Diệp Phàm vội vàng nói. Chúng ta không biết, thì sẽ có người khác biết. Diệp Phàm lạnh giọng đáp, ánh mắt hắn nhìn về phía người của đảo Bồng Lai đang cách đó không xa. Phút. Ngay sau đó, Diệp Phàm đã tới trước mặt đối phương, uy áp khủng bố giáng xuống khiến người nọ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi là ai? Thực lực của vị tu hành giả này không quá trúc cơ, hắn ta sợ hãi nhìn Diệp Phàm. Ngươi biết gia tộc Đàm Đài ở đâu không? Diệp Phàm hỏi. Biết, ta biết. Đối phương gật đầu. Dẫn ta tới gia tộc Đàm Đài. Diệp Phàm lớn giọng quát. Đi gia tộc Đàm Đài. Người nọ nghe Diệp Phàm nói vậy thì rất ngạc nhiên. Đúng vậy. Diệp Phàm nói. Nhưng gia tộc Đàm Đài đã bị người ta giết sạch rồi mà. Đối phương nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó hiểu. Gì cơ, gia tộc Đàm Đài bị người ta diệt, là ai? Vẻ mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi, hắn ngạc nhiên nhìn đối phương. Không biết, nửa tháng trước gia tộc Đàm Đài đã bị người ta giết sạch rồi, cả tộc trên già dưới trẻ không một ai sống sót, nghe đâu hung thủ hình như là một ma nữ tóc trắng. Người kia nói những gì mình biết. Ma nữ tóc trắng. Diệp Phàm nhíu mày. Nửa tháng trước không phải là ngày mà chị họ bị cướp đi hay sao? Lẽ nào ma nữ tóc trắng này chính là chị họ? Trần Tiểu Manh không nhịn được nói. Dẫn tôi tới gia tộc Đàm Đài. Ngay sau đó, Diệp Phàm lạnh giọng nói với đối phương. Dưới áp bức mạnh mẽ của Diệp Phàm, người này chỉ có thể dẫn bọn họ tới gia tộc Đàm Đài. Gia tộc Đàm Đài ở đảo Thiên Dương, một trong 36 đảo Bồng Lai, gia tộc này cũng thuộc 7 gia tộc mạnh nhất trên hòn đảo này, nội tình vô cùng sâu. Nhưng hiện tại gia tộc Đàm Đài đã không còn nữa, nửa tháng trước,
cả gia tộc Đàm Đài bị người ta tàn sát chỉ trong một đêm, trên dưới gần nghìn người bị giết toàn bộ, bao gồm cả tộc trưởng và mấy vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều chết thảm. Tin tức này đã gây chấn động cả đảo Thiên Dương, thế lực khắp nơi thay nhau điều tra rốt cuộc là ai đã diệt gia tộc Đàm Đài. Rất nhanh bọn họ đã điều tra được có một cô gái tóc trắng cả người đầy máu bước ra từ trong gia tộc Đàm Đài, có vẻ như đó chính là hung thủ, người này cũng được gọi là ma nữ tóc trắng. Đảo chủ đảo Thiên Dương đã hạ lệnh truy tìm ma nữ tóc trắng, thậm chí còn liên lạc với những đảo khác để cùng tìm người này. Nửa tiếng sau, đám người Diệp Phàm đã tới gia tộc Đàm Đài. Hiện tại gia tộc Đàm Đài đã trở thành một mảnh đất hoang, trên mặt đất còn nhiều vết máu loang lổ, thậm chí không khí vẫn để lại mùi máu chưa tản đi. Đám người Diệp Phàm đi quanh một vòng nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Các người là ai? Lúc này, một đám người cầm kiếm xuất hiện, tên dẫn đầu nhìn bọn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh tanh. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương không nói gì, mà đám Đông Phương Hạo Thiên lại càng không để ý tới đối phương. Phút, thấy bản thân bị ngó lơ, gã cầm đầu lạnh mặt chỉ kiếm về phía đám người Diệp Phàm, ta chính là đệ tử của Phủ Thiên Dương, rốt cuộc mấy người là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Có liên quan gì tới hung thủ đã sát hại cả gia tộc Đàm Đài không? Phủ Thiên Dương chính là thế lực cho đảo chủ sáng lập, cũng là thế lực đứng đầu ở đây. Cút! Lúc này tâm trạng Diệp Phàm không tốt, nói chuyện cũng không hề khách khí. Nhất định các người có liên quan tới ma nữ tóc trắng kia, bắt lấy. Tên đệ tử Phủ Thiên Dương trực tiếp hô lên, người phía sau hắn chuẩn bị ra tay bắt người. Lúc này, Hiên Viên Bất Bại vung Hiên Viên kiếm, đám người đối phương bị đánh bay ra ngoài, lần lượt nện trên mặt đấy rồi hộc máu. Thân là hậu nhân của Hiên Viên Hoàng đế, hơn nữa còn là chủ nhân của Hiên Viên kiếm, thực lực Hiên Viên Bất Bại tiến bộ một cách nhanh chóng, đã đạt tới khai quang cảnh, cầm Hiên Viên kiếm trong tay, ngay cả cường giả dung hợp cảnh cũng sẽ bị hắn giết chết chỉ trong vài giây. Đi! Diệp Phàm lạnh giọng nói, hắn dẫn đoàn người trực tiếp rời khỏi nơi này. Khốn kiếp! Lúc này, gã đệ tử Phủ Thiên Dương nằm trên mặt đất với vẻ mặt dữ tợn. Ngay sau đó, đám người Diệp Phàm đã tìm một khách sạn, định thăm dò xem có nghe ngóng được tin tức liên quan tới ma nữ tóc trắng kia không. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Phàm, ma nữ kia rất có khả năng chính là Sở Sở, chỉ là vì sao Sở Sở lại biến thành ma nữ tóc trắng. Bây giờ phải tìm thấy đối phương thì mới biết được. Mấy người nghĩ ma nữ tóc trắng này chui từ đâu ra vậy? Không biết, nhưng mà thật muốn gặp ma nữ tóc trắng kia. Ma nữ tóc trắng kia ngay cả gia tộc Đàm Đài cũng giết không còn một ai, ngươi còn muốn gặp cô ta, không thích sống nữa à? Trong khách sạn, không ít người đều đang bàn luận về vị ma nữ tóc trắng này. Anh rể, chúng ta làm gì bây giờ? Trần Tiểu Manh hỏi Diệp Phàm. Tìm, bằng mọi giá cũng phải tìm thấy Sở Sở. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Chủ nhân, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sợ là không đủ, có cần triệu tập thêm người từ bên ngoài vào đây không? Đông Phương Hạo Thiên lên tiếng. Chúng ta tìm trước thử xem, nếu không được thì huy động người qua đây, cho dù phải lật tung cái đảo Bồng Lai này lên thì cũng phải tìm thấy Sở Sở. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Tin mới đây, tin mới đây. Lúc này, một người đàn ông vội vàng chạy vào trong khách sạn hô lớn. Phụt phụt phụt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đối phương. Ma nữ tóc trắng xuất hiện rồi. Ở đâu? Người trong khách sạn đều tò mò hỏi. Ở núi Lạc Nhạn, bây giờ đảo chủ đã dẫn theo cường giả của Phủ Thiên Dương và người của các đại gia tộc chạy tới đó, chuẩn bị bắt ma nữ tóc trắng. Người đàn ông kia nói. Vậy phải đi xem. Đi, đi, đi. Không ít người đứng dậy rời đi. Ánh mắt Diệp Phàm híp lại, hắn lạnh giọng nói, đi. Đoàn người bọn họ đi theo những người khác đến núi Lạc Nhạn. Núi Lạc Nhạn là ngọn núi lớn nhất ở đảo Thiên Dương, rừng cây tùm, có không ít linh thú sống ở trong này. Hơn nghìn người đang tụ tập bên ngoài một hang động ở núi Lạc Nhạn, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đỏ, tóc dài búi cao, biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng, người này chính là đảo chủ của đảo Thiên Dương, Xích Phong. Bên cạnh Xích Phong là cường giả của Phủ Thiên Dương và các gia tộc, còn có những cường giả khác trên đảo. Ma nữ tóc trắng, cô đã bị bao vây, hiện tại cô đã hết đường chạy trốn, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, nếu không đừng trách bổn đảo chủ không khách khí. Xích Phong hô vọng vào trong hang động. Ma nữ tóc trắng đang trốn ở bên trong, nhưng bởi vì chưa xác định được thực lực của đối phương mạnh hay yếu nên đám người Xích Phong vẫn không xông vào, bọn họ muốn dẫn dụ đối phương ra ngoài.
nhưng bên trong hang động lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Vẻ mặt Xích Phong trầm xuống, ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc lạnh, nếu cô đã không nguyện ý, vậy thì đừng trách chúng tôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, xông vào trong, gặp được ma nữ tóc trắng thì lập tức ra tay, không cần nể tình. Ngay sau khi Xích Phong ra lệnh, đám cường giả trực tiếp vung đao muốn xông vào bên trong hang động. Phút! Ngay lúc này, tiếng xé gió chói tai vang lên, một luồng ánh sáng đỏ bắn nhanh tới, rơi vào trước cửa hang động truyền ra tiếng nổ rung trời, bắn ra từng tia năng lượng. Lúc này, những cường giả kia đều lui về sau mấy bước, ánh mắt bọn họ nhìn qua thì thấy một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ rực, quanh thân kiếm tràn đầy sát khí vô tận cắm trước cửa hang động. Đây chính là Tu La Kiếm. Đám người Diệp Phàm cũng từ phía sau đi tới, hắn đi tới trước Tu La Kiếm trước ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó rút kiếm chỉ vào đoàn người Xích Phong, ai dám vào trong hang động nửa bước, giết không tha. Những lời Diệp Phàm nói khiến vẻ mặt của tất cả cường giả trên đảo Thiên Dương lập tức thay đổi. Anh bạn trẻ, cậu là ai? Dám láo sự ở nơi này? Xích Phong uy nghiêm nhìn Diệp Phàm. Sư phụ, bọn họ chính là đám người đã xuất hiện ở gia tộc Đàm Đài, có liên quan với ma nữ tóc trắng kia, còn đánh chúng con bị thương. Lúc này, gã đệ tử đứng sau lưng Xích Phong tố cáo đám người Diệp Phà, hắn chính là đệ tử Phủ Thiên Dương bị Hiên Viên Bất Bại đánh cho bị thương. Ánh mắt Xích Phong trầm xuống, ông ta nhìn bọn Diệp Phàm, các người cùng một ruột với ma nữ tóc trắng kia. Tôi không biết ma nữ tóc trắng gì hết, tôi tới đây tìm vợ tôi, các người không muốn chết thì lập tức cút khỏi đây. Diệp Phàm không khách khí nói. Danh con lông còn chưa mọc hết, ở đây còn chưa tới lượt ngươi kiêu ngạo. Lúc này một cường giả dung hợp cảnh chỉ thẳng mặt Diệp Phàm, ông ta nhấc kiếm chém về phía này. Phụt! Diệp Phàm không thèm nhìn, hắn vung kiếm chém đôi vị cường giả kia. Trông thấy cảnh tượng này, đám người Xích Phong đều khiếp sợ. Nhìn qua Diệp Phàm chỉ khoảng 20 tuổi, ở cái độ tuổi này lại có thể giết chết cường giả dung hợp cảnh chỉ bằng một nhát chém, đây không phải là người trẻ tuổi bình thường có thể làm được. Anh bạn trẻ, rốt cuộc cậu là ai? Xích Phong uy nghiêm nhìn Diệp Phàm. Cút! Diệp Phàm lại lạnh giọng quát. Lúc này, Xích Phong thấy Diệp Phàm không nể mặt mình, biểu cảm ông ta lạnh đi, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Không biết điều. Xích Phong hừ lạnh, ông ta bộc phát ra thực lực kim đan tầng 8 đánh ra một trường, sức mạnh chân nguyên màu đỏ rực đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Đòn đánh này như mặt trời thiêu đốt, khí tức nóng rực như muốn đốt cháy mọi thứ. Trừ khi là cường giả cùng cảnh giới, nếu không sẽ không đỡ được. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng, hắn đang định nhấc kiếm đánh lại thì từ trong hang động phía sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh tới thấu xương, khiến cho người ta phải rùng mình, toàn thân phát lạnh. Lúc này, Diệp Phàm nhìn thấy một cô gái có mái tóc bạc trắng xông từ trong hang động ra, lao thẳng về phía Xích Phong. Ngay lập tức, lòng bàn tay nóng như lửa đốt của Xích Phong chạm vào cô gái tóc trắng này thì trực tiếp hóa thành hư vô. Một cỗ năng lượng rét lạnh tản ra từ trên người cô ta bao phủ lấy đối phương. Tiếng nổ chói tai vang lên. Đảo chủ đảo Thiên Dương bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất rồi hộc máu, ánh mắt ông ta trừng lớn, chưa kịp nói câu nào đã tắt tở. Sau khi giết chết Xích Phong chỉ trong giây sát, cơ thể cô gái đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đều đứng ngây ra. Đợi khi hoàn hồn lại thì chỉ thấy thi thể của Xích Phong nằm trên mặt đất, ai nấy đều hít sâu một hơi, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Đường đường là đảo chủ của đảo Thiên Dương, cường giả kim đan tầng 8 lại bị người ta giết chết chỉ trong một chiêu. Chuyện này sao có thể? Sở sở. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, hắn chợt gọi tên cô rồi đuổi theo. Vừa rồi khi cô gái kia xông ra, mặc dù không nhìn rõ gương mặt nhưng dáng người của đối phương khiến Diệp Phàm lập tức nghĩ đến Sở sở. Hắn và Sở Sở ở bên nhau đã lâu, cho dù chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thì hắn cũng có thể nhận ra được đối phương. Cô gái tóc trắng vừa rồi chắc chắn là Sở Sở. Chỉ là đợi sau khi Diệp Phàm đuổi theo ra khỏi núi Lạc Nhai thì đã không còn bóng dáng của Sở Sở. Lúc này, đám người Trần Tiểu Manh cũng lần lượt chạy tới, Trần Tiểu Manh hỏi Diệp Phàm, anh rể, người vừa rồi thật sự là chị họ sao? Đúng vậy, cô ấy là Sở Sở. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nhưng sao tóc của chị họ lại màu trắng? Hơn nữa vì sao chị ấy phải chạy, cũng không thèm nhìn chúng ta? Trần Tiểu Manh khó hiểu nói. Hình như Sở Sở hơi có vấn đề. Lâm Thi Âm lên tiếng. Diệp Phàm chau mày, đầu đầy mông lung.
vì sao tóc Sở Sở lại màu trắng? Hơn nữa thực lực của cô ấy lại đột nhiên khủng bố như vậy. Vì sao cô lại không nhận ra bọn họ? Lúc này, Diệp Phàm rất muốn biết rốt cuộc Sở Sở đã xảy ra chuyện gì ở gia tộc Đàm Đài. Mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm thấy Sở Sở. Đại Hổ Nhị Hổ, hai người lập tức trở về Long Quốc, triệu tập tất cả lực lượng tới đảo Bồng Lai, cho dù phải lật tung nơi này lên thì cũng phải tìm cho ra Sở Sở. Diệp Phàm lạnh lùng phân phó. Ngay sau đó, đám người Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đường Sở Sở. Tin tức đảo chủ đảo Thiên Dương bị giết truyền ra đã chấn động tất cả các thế lực ở đảo Bồng Lai. Cùng lúc, tất cả đảo chủ ở Bồng Lai đều hạ lệnh điều động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm ma nữ tóc trắng. Người của các đảo nhỏ của Bồng Lai bắt đầu tản ra tìm kiếm ma nữ tóc trắng, đám người Diệp Phàm cũng đang tìm kiếm Sở Sở. Màn đêm buông xuống, đám người Diệp Phàm đang nghỉ chân trên một tòa đảo nhỏ. Diệp Phàm nhìn về phía mặt biển xa xăm gợn sóng, ánh mắt chăm chú. Anh đang nghĩ đến Sở Sở hả? Lâm Thi Âm đi đến, nhẹ nhàng nói. Lỗi của tôi, nếu tôi trở về kịp, Sở Sở cũng sẽ không bị người mang đi, cũng sẽ không biến thành trạng thái bây giờ. Diệp Phàm áy náy nói. Chuyện này không trách anh cũng không muốn như vậy. Tôi tin Sở Sở sẽ không sao. Lâm Thi Âm an ủi. Sở Sở, chắc chắn anh sẽ tìm được em. Diệp Phàm kiên định nói. Ầm ầm ầm. Đột phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Phàm nhìn qua, thấy một đoàn người đang đuổi theo một người phụ nữ. Diện mạo của người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, thực lực đã đạt đến kim đan cảnh, nhưng trên người có rất nhiều vết thương, cô vừa đánh vừa lùi, đi đến trước mặt đám người Diệp Phàm. Đùng! Một tay cầm trường kiếm, chém ra một kiếm, giết chết một kẻ truy kích, nhưng cô cũng bị mấy người khác đánh trúng, bay ra ngoài, dừng trước mặt Diệp Phàm, hộc máu. Đám người truy kích đều là cao thủ dung hợp cảnh và kim đan cảnh, trong đó có nhiều người trên kim đan 7 tầng, thậm chí có một người vượt qua cả kim đan cảnh. Trong số đó có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm người phụ nữ ngã xuống đất với ánh mắt tàn nhẫn. Trừ Mộng Khanh, mày trốn không thoát, chuẩn bị chết đi. Người phụ nữ với ánh mắt độc ác kia lạnh lùng quát. Từ Khiết Nhi, tôi không ngờ vì vị trí thánh nữ, cô lại không từ thủ đoạn như vậy. Sư phụ không giao vị trí thánh nữ cho cô, quả nhiên không sai. Trừ Mộng Khanh nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Câm mồm. Đều do sư phụ bất công, Từ Khiết Nhi này có chỗ nào không bằng mày, dựa vào gì mà mày có thể làm thánh nữ, tao lại không thể. Hôm nay tao muốn mày chết không chỗ chôn, đến lúc đó chỉ có tao có thể ngồi lên vị trí thánh nữ này. Từ Khiết Nhi oán độc nói. Mấy người là một phần của Điện Bồng Lai, không lẽ muốn tiếp tay cho cái sai? Mấy người không rõ hậu quả hả? Trừ Mộng Khanh nhìn về phía những cao thủ bên cạnh Từ Khiết Nhi. Thánh nữ, xin lỗi, điều kiện do Từ sư muội đưa ra quá mê ngoài, chúng tôi không thể từ chối. Người mạnh nhất trong đám người nói. Diệp Phàm liếc nhìn đám người này, nói với đám người Trần Tiểu Manh, chúng ta đi. Đứng lại. Đột nhiên Từ Khiết Nhi quát, Diệp Phàm nhìn cô ta, nói, chuyện gì? Mấy người không được đi. Cùng xuống địa ngục với cô ta đi. Từ Khiết Nhi lạnh nhạt nói. Dựa vào cái gì? Trần Tiểu Manh không vui nói. Chỉ bằng mấy người nghe thấy nhìn thấy cái không nên nhìn, cho nên phải chết. Giết! Từ Khiết Nhi ra lệnh, đám cao thủ bên cạnh cô ta lao về phía đám người Diệp Phàm, còn cô ta xông đến chỗ Trừ Mộng Khanh. Chết đi! Từ Khiết Nhi nhìn chằm chằm Trừ Mộng Khanh, chuẩn bị xuống tay, đúng lúc này một tiếng gầm rú chói tai vang lên. Diệp Phàm lạnh nhạt đánh ra một quyền, không dùng bất cực lực chân nguyên gì, một quyền rất thuần túy, nhưng một quyền này của hắn lại đánh vỡ không gian. 10 vị cao thủ do Từ Khiết Nhi mang đến bị Diệp Phàm đánh thành bột minh. Đám người Từ Khiết Nhi sợ ngây người. Những người mà Diệp Phàm vừa giết chết đều là dung hợp cảnh và kim đan cảnh, nhưng bọn họ lại không chịu nổi một quyền. Không thể nào. Ngươi là ai? Từ Khiết Nhi biến sắc, nói. Cút. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hữu hộ pháp, giết hắn. Từ Khiết Nhi ra lệnh cho người đàn ông có thực lực mạnh nhất kia. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bước từng bước về phía hắn, thực lực của người này đã vượt qua kim đan, lại chưa đạt đến Nguyên Anh, đang ở bán bộ Nguyên Anh. Hữu hộ pháp xông về phía Diệp Phàm, bộc phát uy áp của bán bộ Nguyên Anh, bao phủ Diệp Phàm. Chết đi. Hữu hộ pháp gầm lên, dồn chân nguyên về một trường, đánh về phía Diệp Phàm. Một trường này của hắn ta làm những người khác cảm thấy hít thở không thông.
Đối mặt với một kích này, Diệp Phàm vẫn thờ ơ, bình tĩnh. Khoảnh khắc một chưởng này sắp đánh lên người Diệp Phàm, hắn lại tung ra một quyền, vẫn không hề dùng lực lượng chân nguyên gì, chỉ là lực thân thể thuần túy, quyền của hắn va chạm với một chưởng của Hứa Hộ Pháp, phát ra tiếng nổ động trời. Rắc, bàn tay của vị bán bộ nguyên anh này nát nhừ, bởi vì không chịu nổi lực lượng một quyền này của Diệp Phàm nên cánh tay của hắn ta nổ tung. A, à, Hứa Hộ Pháp kêu thảm thiết, sắc mặt thống khổ. Phụt, một quyền này của Diệp Phàm vẫn chưa kết thúc, tiếp tục đánh thẳng lên ngực đối phương. Thân thể của Hữu Hộ Pháp nổ tung, xương cốt không còn. Đám người Từ Khiết Nhi và Trử Mộng Khanh hoàn toàn đơ ra. Ngươi, Từ Khiết Nhi sợ hãi không nói lên lời. Giết, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đám người Hiên Viên Bất Bại rút kiếm chém giết những người còn lại. Lúc này Từ Khiết Nhi biến sắc, cô ta vội vàng xoay người chạy trốn. Tiểu Kim, đi. Đột nhiên Linh Nhi lên tiếng, cô ta vung tay lên, cổ trùng màu vàng lao ra bám vào người Từ Khiết Nhi. A, à, Từ Khiết Nhi kêu la thảm thiết, ngã trên mặt đất, chết trong đau khổ. Trử Mộng Khanh lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, vết thương tạm thời chuyển biến tốt đẹp, cô đứng dậy nói, công tử, cảm ơn anh, tôi. Diệp Phàm không thèm để ý, không chờ đối phương nói hết lời đã rời đi. Từ khi nào đảo Bồng Lai xuất hiện một vị thiên tài như vậy? Không lẽ là... Trử Mộng Khanh nhìn chăm chú theo bóng dáng của Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Cùng lúc đó, trong cung điện trên một hòn đảo ở Bồng Lai, một lão giả râu tóc trắng xóa ngồi ở đó, một vị đàn ông đang quỳ xuống. Vẫn chưa tìm được hả? Vị lão giả này lạnh nhạt nói. Bẩm trưởng lão, vốn dĩ hôm nay sắp bắt được cô ta, nhưng lại bị người ngăn cản, kết quả cô ta nhân cơ hội giết đảo chủ đảo Thiên Dương rồi chạy trốn. Người đàn ông này nói. Ai ngăn cản? Lão giả lạnh lùng hỏi. Đối phương là một đám người trẻ tuổi, thanh niên cầm đầu rất mạnh, có lẽ bọn họ quen biết người phụ nữ kia. Người đàn ông trả lời. Cho người đi theo dõi bọn họ. Lão giả lạnh nhạt nói, người đàn ông vâng lệnh rời khỏi. 3 ngày trôi qua. Trong vòng 3 ngày, đám người Diệp Phàm tìm khắp mấy chục đảo nhỏ Bồng Lai, nhưng đều không tìm thấy tung tích của Sở Sở. Chủ nhân, có tin tức nói phu nhân xuất hiện ở đảo Thủy Lam. Trong khách điếm, đám người Diệp Phàm đang ăn cơm, Đông Phương Hạo Thiên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo. Đi! Diệp Phàm trực tiếp chạy đến đảo Thủy Lam. Khi đám người Diệp Phàm chạy đến đảo Thủy Lam, đi đến nơi Sở Sở xuất hiện lại chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Xem ra chúng ta đã đến chậm. Đông Phương Hạo Thiên nói. Lúc này lại có một đám người xuất hiện, cầm đầu là một người đàn ông khoảng 27 đến 28, dáng vẻ kiêu ngạo khó thuần. Phía sau là một đám cao thủ. Ma nữ tóc trắng này đủ tàn nhẫn, lại giết nhiều người như vậy, nhưng tốt nhất cô ta không gặp bổn thiếu, nếu không bổn thiếu sẽ cho cô ta nếm mùi lợi hại. Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Thiếu chủ, nghe nói mặc dù ma nữ tóc trắng kia tàn nhẫn nhưng rất xinh đẹp. Lúc này một tên tùy tùng của người đàn ông kia lên tiếng. Phải không, bắt được thì chơi một lúc, chơi xong rồi giết cũng được. Người đàn ông kia nói. Đột nhiên hắn ta cảm nhận được một ánh mắt kinh người nhìn về phía mình, dùng mình, phát hiện Diệp Phàm đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nhãi danh, nhìn gì mà nhìn, còn nhìn bổn thiếu sẽ móc hai tròng mắt của mày ra. Hắn ta chỉ tay kêu gào. Phụt phụt, Diệp Phàm di chuyển, xuất hiện trước mặt người đàn ông này, hai tay cắm xuyên hốc mắt đối phương, đào hai tròng mắt ra. A, à, hắn ta che lại hai mắt, kêu gào thảm thiết. Thiếu chủ. Tên tùy tùng kia biến sắc, hét lên. Đám cao thủ đứng sau giật mình, cực khó tin. Trên đảo Bồng Lai lại có người dám động vào thiếu chủ của bọn họ. Không muốn sống nữa hả? Giết hắn cho ta. Người đàn ông kia che mắt, gầm lên. Đám người kia lao về phía Diệp Phàm bắt đầu triển khai cuộc tàn sát. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm vung tay đánh nát thân thể của đám người này. Chỉ trong nháy mắt. Nhóm người này chỉ còn lại người đàn ông kia và tên tùy tùng. Mày dám giết người của phủ Bá Thiên. Thiếu chủ chính là con trai của đảo chủ đảo Bá Thiên, một trong 5 đảo nhỏ mạnh nhất của Bồng Lai, mày. Tên tùy tùng kia còn chưa nói xong đã bị Diệp Phàm đánh tan xác. Chó chết, tao muốn băm xác mày. Tên kia không ngừng kêu gào, Diệp Phàm vung tay chặt đứt đầu lưỡi của đối phương, làm hắn ta sống không bằng chết. Đây là kết cục của đối phương khi dám sỉ nhục Sở Sở. Lại mấy ngày trôi qua. Đám người đại hổ nhị hổ nói,
chủ nhân, bên Long Quốc triệu tập 10 vạn quân, Võ Minh triệu tập 3 vạn người, Điện Long Vương triệu tập 3 vạn người, Bách Hoa Lâu triệu tập 1 vạn người, Quỷ Cốc triệu tập 3.000 người, Điện Tài Quyết triệu tập 1.000 người, cộng thêm mấy nơi khác, tổng cộng có 20 vạn người, hiện tại đều tập kết ở ngoài đảo Bồng Lai đợi lệnh. Được, bảo. Diệp Phàm đang định cho 20 vạn người này lên đảo tìm kiếm Sở Sở, kết quả Tần Cửu vội vàng bước đến, nói, chủ nhân, tôi vừa nhận được tin phu nhân xuất hiện ở đảo Linh Tiên, hiện tại các đảo chủ đảo lớn đang mang theo người phong tỏa toàn bộ đảo Linh Tiên, bao vây tiêu diệt phu nhân. Diệp Phàm lóe lên sát ý lạnh lẽo, thông báo cho 20 vạn quân, sẵn sàng đợi lệnh. Nói xong Diệp Phàm biến mất. Nhận được tin về Sở Sở, Diệp Phàm dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Lúc này hắn hận không thể mọc thêm cánh bay đến bên cạnh Sở Sở. Hắn đã không bảo vệ được Sở Sở, lần này tuyệt đối không thể để cô bị tổn thương. Trên đảo Linh Tiên, mấy vạn cao thủ của các đảo lớn đảo nhỏ Bồng Lai tụ lại, hơn 20 vị đảo chủ đều có mặt, hình thành vòng vây, trong vòng vây nằm một đống thi thể, trên đống thi thể là một người phụ nữ đầu bạc, hai tay dính đầy máu tươi. Người này chính là Đường Sở Sở. Nhưng hiện giờ Đường Sở Sở tóc bạc, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lạnh lẽo, không hề cảm tình, tản ra sát khí dày đặc, giống như một ác ma đến từ địa ngục, làm người không rét mà run. Ma nữ tóc trắng, người đã không có đường chạy, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một vị đảo chủ lạnh lùng quát. Đường Sở Sở không nói gì, bộc phát ra một luồng khí âm sát khủng bố, làm cả đảo nhỏ trở nên âm lãnh đến tận xương. Thực lực của cô ta không đơn giản, xem ra cần các vị cùng liên thủ. Vị đảo chủ kia nói với mấy người còn lại, những người còn lại đều gật đầu. Lúc này Đường Sở Sở xông về phía đám đảo chủ này thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình, bộc phát hơi thở khủng bố. Thực lực của các đảo chủ đều trên kim đan tầng 8, trong đó có nhiều cao thủ nguyên anh cảnh. Bọn họ cùng ra tay, bộc phát ra năng lượng ngập trời, đánh về phía Đường Sở Sở. Chân nguyên khủng bố cắn nuốt bao phủ Đường Sở Sở. Lúc này Diệp Phàm đuổi đến, nhìn thấy cảnh này. Hai mắt như nứt ra, gầm lên, Sở Sở. Bùm, bùm, bùm. Đúng lúc này, nhóm đảo chủ của đảo Bồng Lai có mặt ở đây cùng nhau phát động tấn công, tạo nên tiếng gầm kinh thiên động địa, năng lượng khổng lồ tràn ra, càn quét tứ phía. Những cường giả khác xung quanh đều ra tay chống lại gợn sóng năng lượng đáng sợ này. Mà Diệp Phàm đi tới, trong mắt tràn đầy tức giận như sắp nứt ra, toàn thân toát ra sát khí ngút trời. Bùm. Ngay sau đó, một tiếng gầm chói tai khác phát ra từ trung tâm năng lượng đó. Cộp cộp cộp. Trong phút chốc, thân thể của những đảo chủ vừa ra tay đều bị đánh bật ra, miệng nôn ra máu và hơi thở rối loạn. Khi năng lượng tiêu tán, bóng dáng của Đường Sở Sở xuất hiện, với khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay trong gió, toàn thân toát ra một luồng sát khí âm u đáng sợ. Xì. Lúc này, tất cả cường giả có mặt đều ngạc nhiên đến choáng váng. Họ không ngờ rằng sức mạnh của ma nữ tóc trắng này lại đáng sợ như vậy, đối mặt với sự tấn công của rất nhiều đảo chủ đảo Bồng Lai, cô vẫn có thể bất khả chiến bại, thậm chí còn làm bị thương các đảo chủ, sức mạnh này quá đáng sợ. Sở Sở. Diệp Phàm trực tiếp lao tới bên cạnh Đường Sở Sở và hét lên. Xoẹt. Khuôn mặt Đường Sở Sở không có biểu cảm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cô trực tiếp ra tay đánh về phía Diệp Phàm. Sở Sở, là anh. Anh là anh Tiểu Phàm của em đây. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở không ngừng kêu lớn, đối mặt với công kích của đối phương, hắn cũng không có đánh trả, mà chỉ nhìn đối phương một cách trìu mến. Trong phút chốc, đòn tấn công của Đường Sở Sở đang sắp đánh vào người Diệp Phàm, nhưng đối phương lại không ngừng gọi Sở Sở. Chị họ, không. Sở Sở, mau dừng lại. Lúc này, vẻ mặt của đám người Lâm Thi Âm, Trần Tiểu Manh đều thay đổi, họ đều hét lên gọi Đường Sở Sở. Xoẹt. Một giây tiếp theo. Khi một trưởng của Đường Sở Sở sắp đánh vào người Diệp Phàm, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này, vẻ mặt Đường Sở Sở không ngừng thay đổi, tràn đầy rối rắm và đau đớn. A! À, Đường Sở Sở đột nhiên hét lớn, phun ra một ngụm máu. Sau đó trên mặt Đường Sở Sở lộ ra biểu cảm càng điên cuồng hơn, tản ra sát khí âm u đáng sợ hơn. Xoẹt! Ánh mắt Diệp Phàm tập trung lại, hắn vung tay lên, một cây kim bạc đâm thẳng vào huyệt đạo nào đó trên người Đường Sở Sở. Khiến cô nhắm mắt lại bất tỉnh. Chị họ. Trần Tiểu Manh vội vàng chạy tới, đỡ Đường Sở Sở, nói với Diệp Phàm, anh rể, chị họ của em bị sao vậy? Tình huống của Sở Sở hơi phức tạp. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nặng nề.
không ngờ ma nữ tóc trắng này còn có đồng bọn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.